Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 31. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam, ta chính phủ bên trong tiểu khu, một vị tuổi già sức yếu, năm 60 tuổi lão giả đang ở lật xem một phần báo cáo, hắn đặt ở tay bên trên tư nhân điện thoại lại đột nhiên vang lên. Điện thoại di động điện báo biểu hiện trên bất ngờ biểu hiện chính là Tiêu lão thủ trưởng chữ, cái này khiến lão nhân thần sắc có chút kinh dị. Tiêu lão thủ trưởng làm sao sẽ tự mình gọi điện thoại cho hắn? Đã xảy ra chuyện gì sao? Một bên nghĩ như vậy, nhưng vị lão nhân kia cũng tốt giống như không để ý tới suy nghĩ sâu xa, theo một bên liền vội vàng nhấn trên điện thoại di động chuyển được kiện, giọng nói cung kính nói lão thủ trưởng xin chào, ta là tiểu cái gì, xin hỏi. Rất hiển nhiên vị lão nhân này không là người khác, chính là cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng. Tiểu cái gì a, thực sự là đã lâu không gặp. Gần nhất trên tay công tác còn thuận lợi sao? Từ trong ống nghe truyền đến Tiêu lão gia tử thanh âm già nua. Bầy lão thủ trưởng phúc của ngươi, gần nhất trên tay công tác cũng còn rất thuận lợi. Nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng rất hiển nhiên ngẩn người, không minh bạch lão thủ trưởng, Tiêu lão gia tử lời này dụng ý là cái gì. Có thể sau một khắc microphone nội lại truyền đến khiến trong lòng hắn vừa sợ lại dị chính là lời nói, Tiêu lão gia tử già nua nói thuận lợi a. Thuận lợi là tốt rồi, nếu thuận lợi, cũng đừng suy nghĩ vơ vẩn, cũng đừng tùy tùy tiện tiện nhúng tay có chút chuyện, để tránh khỏi rước họa vào thân, biết không? Không phải là, lão thủ trưởng, cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng bị lão thủ trưởng lời nói này khiến cho quả thực mạc danh kỳ diệu, đang muốn hỏi rõ, có thể bên đầu điện thoại kia lại thì đã cúp điện thoại. Như vậy, hắn cái trán ót tâm vô ý thức hiện ra một giọt tích mồ hôi lạnh, theo chậm rãi nhỏ giọt xuống. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão thủ trưởng, hắn tự nhiên rất hiểu rõ rất rõ ràng, biết đó là một vị yêu thích bày mưu nghĩ kế trí giả, cũng không loạn để xuống không thì, nhưng là hôm nay. Ba, ngươi nhanh tới cứu ta. Ngay hắn cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng đầy mình nghi hoặc lúc, bên kia bị mang đi Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu, cũng rốt cuộc tìm được cơ hội bấm cha mình Trình Dương Tùng điện thoại, nhanh chóng đem sự tình đại thể nói cho hắn một lần. Đương nhiên đều là đứng ở góc độ của hắn. Đem Trần Phi hình dung thành cỡ nào hiêu trương bạt hỗ, ỷ thế hát yêu ta người tiểu nhân, hoàn toàn không coi ai ra gì sắc mặt. Đương nhiên hắn nhưng có thể bỏ quên trong lúc Trần Phi xuất ra giấy chứng nhận, loại này có thể lớn có thể nhỏ tế vi cử động. Có thể, là hắn cho rằng không cần thiết đi. Mà đang nghe từ con trai mình trong miệng hình dung những lời này, cùng với đối phương lại dám ở trước công chúng dưới động thương súng cái này khiến Trình Dương Tùng Trình Cục trưởng khó tránh khỏi một trận cơn tức. Không khỏi thần sắc âm trầm hỏi ngươi không nói cho bọn hắn biết, ngươi là nhi tử của ta. Ta đương nhiên nói, có thể tiểu tử kia căn bản cũng không sợ ngươi. Ba, ngươi nhanh tới cứu ta đi, bọn họ hình như là đùa thật. Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu nghe vậy nói như thế, thanh âm có chút thất kinh. Thế mà Trình Dương Tùng Trình Cục trưởng lại trực tiếp cau mày đem lời của con trai mình cắt đứt, chậm rãi nói được rồi, ta đã biết. Ngươi đừng vội. Ta đến người cha nuôi bên kia đi hỏi một chút xem. Đối phương lại dám ở trước công chúng dưới động thương súng nghĩ đến thân phận hẳn là thật không đơn giản, rất phiền phức, vì vậy, chuyện này từ hắn đứng ra sợ rằng cũng không sẽ dùng, chỉ có hắn lão bằng hữu cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng tự mình đứng ra, hẳn là mới hữu dụng. Tốt lắm, ba, người bên kia làm cho nhanh một chút a. Nghe vậy Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu lúc này mới hơi có chút trầm tĩnh lại. Dù sao hắn cha nuôi thế nhưng đường đường phó tỉnh trưởng, vì vậy coi như là đối phương lại nghiêu, cũng nhất định sẽ nể tình thả người đi. Trình Vạn Long nhà bọn họ cự ly cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng nhà rất gần, cho nên khi bọn họ cái này mở điện nói kết thúc không bao lâu, Trình Dương Tùng cũng đã đi tới đối với phương ra trước cửa, gõ đối với phương ra cửa. Sứt bỏ hai người bọn họ quan trường chức vị không nói chuyện, trên thực tế, bọn họ quan hệ của hai người khá vô cùng. Không chỉ là rất nhiều năm hảo bằng hữu, hơn nữa còn là đồng hương, cũng chính vì vậy, cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng mới có thể nhận Trình Vạn Long vì con nuôi đi. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn bản thân chỉ có cái nữ nhi, không nhi tử. Gì, người lão tiểu tử này thế nào lúc rảnh rỗi đến ta tới bên này? Là muốn đến uống hai bôi? Vừa vặn, ta cũng là, thục nghi cho chúng ta lưỡng đốt hai cái nhắm rượu đồ ăn đi. Cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng rất hiển nhiên còn bị trước lão thủ trưởng mở điện nói khốn nhiễu, đến bây giờ cũng còn không đẽo gọt minh bạch, vì vậy rượu nghiện lên đây, muốn uống non rượu,
buông lỏng một chút. Không phải là, vậy uống hai bôi đi, khổ cực tẩu tử. Trình Dương Tùng lúc đầu muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ tốt giống như vậy cũng không sai, dù sao có mấy lời, ở rượu trên bàn rất tốt nói ra, đây cũng là Hoa Hạ truyền thống, chợt gật đầu một cái nói. Các ngươi hai cái này tử quỷ, chờ ta một hồi, hai người các ngươi trước trò chuyện. Cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng thê tử cũng là Trình Dương Tùng người quen, hơn nữa bọn họ còn là bạn học thời đại học, tự nhiên sẽ không khách khí, cười gật đầu nói. Nói đi, chuyện gì, người người này bình thường cũng đều là vô sự không lên điện tam bảo. Đợi được vợ mình đi chủ phòng bận việc sau, cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng lúc này mới lấy trêu chọc giọng hỏi. Rất hiển nhiên, hắn lại không ngốc. Đương nhiên minh bạch Trình Dương Tùng lão tiểu tử này tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo, bằng không, không có khả năng hành vi cử động khác thường như vậy. Ai, còn không phải là vì Vạn Long cái kia bất thành khí tiểu tử thối. Là như vậy, ngày hôm nay hắn chạy đi Caesar đại tử điếm cùng bằng hữu ăn, thế nhưng... Mà đang nghe bản thân lão hữu đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, Trình Dương Tùng Trình cục trưởng cũng lười che che giấu giấu, thẳng thắn trực tiếp giữa đường. Rất hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này không đơn giản, bởi vì đối phương tiểu tử kia dám ở trước công chúng dưới động thương, súng tất nhiên lai lịch thân phận không giống bình thường, vì vậy hắn mới sẽ tìm được chính hắn một phó tỉnh trưởng lão hữu bên này. Dù sao lấy chính hắn một lão hữu đường đường phó tỉnh trưởng thân phận, địa vị, đối phương coi như là địa vị lớn hơn nữa, cũng có thể sẽ cho mấy phần mặt mũi, không đến mức xé rách ra mặt đi. Hơn nữa, chuyện này nhiều lắm cũng là bởi vì một cái tát kia. Cũng không đến mức đến tai nhiều phiền toái trình độ A. Vạn Long bị bắt, hơn nữa bên kia còn có người động thương súng. Nghe vậy dù là có gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng thân phận đều có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Bởi vì hắn thấy, đối phương lại dám ở đại đình Quảng Chi dưới động thương súng tựa hồ cái này địa vị. Có chút không bình thường A. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nói biết đối phương là lai lịch gì sao. Cũng không biết. Vạn Long tiểu tử thúi kia ở trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Vì vậy ta đây không phải là cũng không có biện pháp, mới tìm được ngươi bên này. Nghe vậy Trình Dương Tùng Trình cục trưởng nhất thời lắc đầu nói. Hắn lời nói này cũng không sai, dù sao hắn mặc dù là cái tỉnh cục trưởng, nhưng dù sao sở quản hạt phạm vi vẻn vẹn chỉ là Quảng Điện cục một khối, mà ở bắt người phương diện này, vô luận là hệ thống công an hay là có thể là người của quân đội, hắn cũng không có quyền phát biểu. Cũng vô tòng hạ thủ, vì vậy cũng chỉ có thể xin giúp đỡ tới cửa. Được rồi, chuyện này ta đã biết, người trước chớ khẩn trương. Gì, vân vân chờ đã nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng cũng biết đạo lý này, lại thêm lão bằng hữu đều đã cầu tới cửa, mất mặt mặt mũi, đang chuẩn bị đáp ứng đến, muốn trước gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, lại theo sát mà đột nhiên như là muốn đi cái gì, thần sắc bỗng nhiên đổi đổi. Lão Hà, người đây là... Thấy tình cảnh này, Trình Dương Tùng Trình cục rất hiển nhiên không rõ vì vậy, nghi ngờ nói. Ngươi chờ một chút, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng trầm mặc nửa ngày, thẳng đến cái loại này ánh mắt cổ quái đều muốn Trình Dương Tùng Trình cục nhìn có chút cả người sợ hãi. Cái này mới chậm rãi mở miệng, lấy ra điện thoại mình, bấm Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão thủ trưởng điện thoại. Này, tiểu cái gì? Điện thoại rất nhanh kết nối. Từ microphone nội truyền đến Tiêu lão gia tử bình thản thanh âm. Lão thủ trưởng, là ta, tiểu cái gì? Cái kia, ta muốn hỏi ngài một việc. Nghe được Tiêu lão gia tử thanh âm, cái gì chính chuyên cần thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Nga, chuyện gì, hỏi đi. Bên đầu điện thoại kia Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão nghe vậy, đầu tiên là nao nao, sau đó thản nhiên nói. Là như vậy, ngài mới vừa nói sự kiện kia mà. Thế nhưng đêm nay ở Caesar đại tử điếm, phát sinh sự kiện kia mà. Nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng mím môi một cái hơi khô táo dưới môi, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết, đã biết để lại thông minh một chút, chuyện này không phải là ngươi có thể tham dự, bò bò giữ mình, hiểu không? Nghe được cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng như vậy hỏi thăm, Tiêu lão gia tử tựa hồ cũng lười lại che lấp, như vậy trắng ra mở miệng. Cái loại này ngôn ngữ nghe được người trước nhất thời cảm giác có chút ra đầu tê dại. Cái gì gọi là để xuống thông minh một chút, chuyện này không phải là hắn có thể tham dự. Giảng đạo lý, hắn cái gì chính chuyên cần giàu gì cũng là cái phó tỉnh trưởng đi. Chẳng lẽ, đối phương địa vị thật có kinh khủng như vậy? Đô đô đô,
Chỉ là trong nháy mắt, bên đầu điện thoại kia Tiêu lão gia tử đã cúp điện thoại, hắn cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng bên này, tắc nhịn không được thần sắc phi bạch, đầu đầy mồ hôi. Hắn theo vô ý thức dù gì nói lão Trình A, xin lỗi, chuyện này ta không giúp được. Hơn nữa ta khuyên ngươi cũng, coi như hết. Quên đi, lão Hà, thấy mình lão hữu đột nhiên mạc danh kỳ diệu thái độ chuyển biến lớn như vậy, dù là Trình Dương Tùng Trình cục trưởng loại thành phủ này, cũng ngây ngẩn cả người, có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ, là bởi vì mở điện nói. Thế mà cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng lại trực tiếp phất tay đưa hắn cắt đứt, chậm rãi nói lão Trình A, không phải là ta cái gì chính chuyên cần trở mặt, không giúp ngươi. Ngươi biết ta vừa rồi cho ai gọi điện thoại sao? Hắn nhìn mình chằm chằm lão bằng hữu hai mắt, thần sắc thoạt nhìn tương đương nghiêm túc. Cho ai? Nghe vậy Trình Dương Tùng Trình cục vô ý thức cảm giác có chút không ổn. Tiêu lão thủ trưởng. Cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng chậm rãi phun ra bốn chữ này, sau đó lắc đầu đột nhiên cười khổ nói kỳ thực ở ngươi trước khi tới, lão thủ trưởng hắn, đã đánh cho ta đến một trận điện thoại, chỉ điểm ta chớ xen vào việc của người khác, rước họa vào thân. Ta khi đó còn không có phản ứng kịp, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cho tới bây giờ, người tìm tới cửa. T. Tiêu lão thủ trưởng. Chẳng lẽ là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão? Nghe vậy dù là Trình Dương Tùng Trình cục cũng không nhìn được cũng hít một hơi khí lạnh, sắc mặt bá tái nhợt xuống tới. Chẳng lẽ cái kia thằng nhóc chọc Tiêu lão? Cái này. Không thể nào đâu. Không sai, chính là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão. Lão Trình A. Người bây giờ biết ta khổ chung đi. Chuyện này, ai, Vạn Long đứa bé kia cũng thật có một ít không hiểu chuyện. Nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại nhìn không được hơi cảm thán nói. Dù sao Tiêu lão thủ trưởng hạng thân phận hạng địa vị. Người Trình Vạn Long chính là một cái tiểu bối, cư nhiên đáng giá lão nhân gia ông ta tự mình đánh tới cú điện thoại này, như vậy, cũng không biết là sông hạng đại họa, quả thực thật có một ít không hiểu chuyện mà a. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão, cái này năm chữ phảng phất một tòa trầm trọng vô cùng núi lớn, trong khoảnh khắc liền áp sụp Trình Dương Tùng Trình cục trong lòng tất cả niệm tưởng. Dù sao loại trình độ đó lão nhân gia không có thể như vậy nói chơi, đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia Định Hải thần châm, tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu tiền nhậm tư lệnh viên, môn đồ khắp thiên hạ. Mà cái loại này đại nhân vật hôm nay cư nhiên tự mình chú ý chuyện này, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Ta, lão Hà, ta hiểu được, chuyện này ta sẽ không nghĩ nhiều nữa. Hết thảy đều tôn trọng Tiêu lão thủ trưởng ý tứ đi. Trình Dương Tùng Trình cục phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều, thần sắc hơi tái nhợt mở miệng nói, thậm chí giữa hai lông mày còn mơ hồ có chút bối rối. Hắn không ngốc, tương phản còn rất thông minh, bằng không cũng không có khả năng bỏ cho tới bây giờ như vậy vị trí. Đến giờ phút này, hắn biết rõ ý thức được. Con trai mình đắc tội những người đó rất khả năng so với cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng đều lợi hại nhiều lắm. Vì vậy chuyện này căn bản cũng không phải là hắn Trình Dương Tùng có thể nhúng tay, thậm chí, liên hắn mình bây giờ đều phải kỳ phán đối phương đừng giận chó đánh mèo đến bản thân. Bằng không, coi như là lấy hắn Trình Dương Tùng hôm nay thân phận, cũng rất có thể sẽ chịu không nổi, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Ai, chịu thiệt là phúc. Bình thường Vạn Long tiểu tử kia cũng là có một ít làm càn, vì vậy lần này, coi như cho hắn cái giáo huấn đi, nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu nói. Như vậy, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu rất là bi kịch không đợi được bất luận cái gì núi dựa lớn đến cứu vớt hắn, ngược lại là cha hắn Trình Dương Tùng Trình cục, rất là bi kịch bị hắn cái này nhiệt tử liên lụy, ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng. Đã bị một cái ngành đặc biệt người tìm tới cửa, mang đi câu hỏi. Đến mức lại sau nha, đó là một vị Trình họ Nguyên tỉnh Quảng Điện cục cục trưởng, điều nhiệm tỉnh lịch sử đảng phòng nghiên cứu chủ nhiệm tin tức, chảy truyền ra. Sợ ngây người một bọn người. Mọi người đều biết, lịch sử đảng phòng nghiên cứu cái loại địa phương đó, hoàn toàn là con đường làm quan lãnh cung, dưỡng lão phúc địa, mà bây giờ một vị rõ ràng ở trong mắt mọi người, có tiền đồ lớn Nguyên tỉnh Quảng Điện cục cục trưởng. Cư nhiên mạc danh kỳ diệu bị điều đi cái loại này nước trong nha môn. Tuy rằng đồng dạng là tránh thính cấp, nhưng cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Trong quan trường bất cứ tin tức gì tổng là phi thường mẫn cảm, truyền bá được thật nhanh. Giống như Trình Dương Tùng loại này tỉnh cục đại quan xuống ngựa, vậy càng là mọi người chú mục chính là tiêu điểm, hầu như ở chuyện này vừa ra tới,
cũng đã truyền khắp toàn bộ tỉnh Giang Nam quan trường, đưa tới một phen địa chấn. Mà ở cái này trong, rung động lớn nhất hẳn là chớ quá ở còn là cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng. Dù sao người khác có thể không biết Trình Dương Tùng tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện, thế nhưng trong lòng của hắn lại không rõ lắm. Cái này. Dù là lấy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng thân phận, xem hắn đang nghe tin tức này thời gian, cũng không nhịn được một lòng phanh phanh nhảy loạn, thậm chí co quắp, vẻ mặt sai lầm, thần sắc trắng bệch. Giảng đạo lý, lúc đầu hắn đều cho rằng chuyện này đã kết thúc. Dù sao hắn con nuôi Trình Vãn Long đều đã bị nắm, hơn nữa bọn họ bên này cũng không có bất kỳ động tác gì, một bộ thỏa hiệp, nắm lỗ mũi chịu ý tứ. Theo lý thuyết loại trình độ này đã cũng đủ cho đối phương mặt mũi đi. Vì vậy mặc kệ đối phương là ai, cũng có thể hết giận, đem một trang này xốc lên lật qua đi. Nhưng bây giờ, tỉnh Quảng Điện Cục Cục trưởng, đường đường chánh thính cấp hàm kim lượng 10 phần tỉnh Cục Đại quan, nhưng bởi vì loại này không giải thích được chuyện này, bị người làm ầm ầm hạ mã, điều đi lịch sử đảng phòng nghiên cứu cái loại này nước trong nha môn. Đây rốt cuộc là hạng địa vị khủng bố lại bốc đồng tên, mới có thể, khiến cho đi ra loại sự tình này mà a. Cái gì phó tỉnh trưởng đầu đầy mồ hôi? Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch bản thân lão thủ trưởng Tiêu lão gia tử, tại sao muốn tự mình cho hắn đánh tới thông điện thoại. Có thể, nếu là không có mở điện nói, hắn cái gì chính chuyên cần tình cảnh hiện tại, sợ rằng sẽ cùng hắn vị kia lão bằng hữu Trình Dương Tùng, không kém là bao nhiêu đi. May là, nghĩ đến đây, dù là cái gì phó tỉnh trưởng cũng không nhịn được đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thật lâu không nói gì. Đến mức chuyện này một vị khác nhân vật chính, Trần Phi Tắc đã sớm đem chuyện này ném sau ót. Ngày thứ hai hắn cùng với Quan Thi Âm, Chu Tâm Di đám người ăn cái cơm, lại đang ban đêm yêu trên Đồng Kiến Huy, Quách Khôn chờ bạn cùng lứa tuổi cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo ca ca một lần, ngày thứ ba Quan Thi Âm liền rời đi, bởi vì nàng ngày nghỉ đã đến. Như vậy, Trần Phi tự nhiên lại lần nữa khôi phục đến rồi bình thường sinh hoạt, dù sao hắn cũng không quên đã biết một lần đến cùng Châu Thị đến, thế nhưng có chuyện đứng đắn mà muốn làm. Đó chính là Vi Thanh Trúc Thuốc Thiện phường tỉnh Lỵ chi nhánh, tìm kiếm nhất kiện thích hợp cửa tiệm. Phi ca, Tiêu Hạo tiểu tử kia đã đem thủ tục đều làm xong, ngươi chỉ cần ở phía trên này ký cái tự, Tiêu Thị tập đoàn Trường Xuân đường nhà kia cửa tiệm, sẽ là của ngươi. Một ngày này, Đồng Kiến Huy tìm được rồi Trần Phi, đồng thời còn mang đến một phần bất động sản chuyển nhượng hợp đồng. Trường Xuân đường, chính là tỉnh Lỵ cùng Châu Thị tối trung tâm thành phố mấy con phố một trong, tấc đất tấc vàng. Hàm kim lượng 10 phần, chính là các nhà vùng giao tranh. Tiêu Hạo, tiểu tử kia thế nào rồi tính, hắn không phải là trước muốn bội ước sao? Nghe vậy Trần Phi có chút kinh ngạc nói. Bội ước? Nghe vậy Đồng Kiến Huy suy cười một tiếng, chợt trong con ngươi hiện ra lau một cái sùng bái cùng cảm thán nói Phi ca, liên hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng đều bị ngươi đánh rơi xuống mã, hiện tại cũng không biết vẫn còn chưa giam giữ ni, hắn Tiêu Hạo lá gan lớn hơn nữa. Hiện tại cũng không dám hủy ngươi ước đi. Rất hiển nhiên từ lần trước Tiêu Thiên Nhượng theo Tiêu Nam Sơn bị phi báo mang sau khi đi, mọi người trong tầm nhìn dù thấy cũng không hắn tái xuất hiện. Như vậy, làm y theo vi núi dựa lớn Tiêu Hạo Tiêu Đại Thiếu, hôm nay vô luận là ở Tiêu gia nội bộ, hay là bên ngoài bọn họ cái này tỉnh Giang Nam nha nội vòng, địa vị đều trực tiếp xuống dốc không phanh, rơi tới đáy cốc, đương nhiên không có khả năng còn dám hủy Trần Phi ước. Dĩ nhiên, coi như hắn dám, phía sau hắn Tiêu gia cũng không có khả năng theo đuổi hắn làm như vậy đi. Tới địa ngục đi, tiểu tử ngươi lúc nào sẽ trêu ghẹo người. Tiêu Thiên Nhượng tên kia bị oanh hạ mã, là tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội, hiểu không? Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Hắc hắc, ta đây không phải là sùng bái phi ca ngươi sao? Phải biết rằng Tiêu Thiên Nhượng đây chính là Tiêu Thị tập đoàn lão tổng. Đều ở đây phi ca trên tay ngươi cắm, cái này còn không nghiêu bức sao? Bất quá, phi ca ngươi thuốc gì thiện phường là chuyện gì xảy ra, ngươi chuẩn bị mở thuốc thiện phường. Đồng Kiến Huy hiếu kỳ nói. Là ta trước kia bạn học cũ mở, ta nắm lấy có chút ý tứ, lại tăng thêm bình thường rỗi rãnh buồn chán, tự đầu một điểm tiền, làm cho đến vui đùa một chút. Nga, được rồi, ta cho ngươi cũng để lại một ít công ty cổ phần, về sau thuốc thiện phường ở cùng châu khai trương chuyện tình. Nhớ phải giúp ta nhiều chiếu nhìn một chút. Trần Phi nói. Thực sự, đa tạ Phi ca, người yên tâm, về sau cái kia thuốc gì thiện phường chuyện mà, hết thảy bao ở trên người ta.
Nghe vậy Đồng Kiến Huy một trận kích động, mừng rỡ, không chút do dự toàn bộ lãm ở trên người nói. Cái này không là bởi vì cái gì cổ không công ty cổ phần, tiền không vấn đề tiền, mà là hắn Đồng Kiến Huy ở Trần Phi Phi ca trong lòng địa vị vấn đề. Dù sao loại sự tình này mà Trần Phi có thể chủ động nhớ tới hắn, cái này hoàn toàn đủ để chứng minh mình ở đối phương trong lòng, vẫn còn có chút phân lượng, như vậy, đương nhiên đáng giá kích động, mừng rỡ. Vậy là tốt rồi, hai ngày nữa ta đem mấy cái khác phía đối tác cũng gọi đến cùng châu, mọi người cùng nhau ha ha cơm, quen biết một chút, về sau cũng tốt làm việc. Được rồi, còn có chuyện mà, người có cái gì? Không tốt thuốc đồng y dược liệu con đường. Trần Phi hoặc như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi mới mở thuốc thiện phường quy mô không nhỏ, hơn nữa ngoại trừ cùng châu thị nhà này chi nhánh ở ngoài, chúng ta còn có kế hoạch ở Thông Vân, kỳ ra chờ mấy tòa thành thị đều phải đồng thời mở, vì vậy, sẽ phải dính đến nguyên vật liệu cung ứng vấn đề. Thuốc đông y dược liệu. Nghe vậy Đồng Kiến Huy khẽ nhíu mày, sau đó như là đột nhiên trước mắt sáng lên nói được rồi, ta nhớ ra rồi. Phi ca ngươi nghe nói qua thiên hồng chế thuốc không? Thiên hồng chế thuốc, hình như có chút ấn tượng. Đây là, Trần Phi nghe vậy hồi ức nói. Quốc gia của ta có thập đại chế thuốc xí nghiệp, thiên hồng chế thuốc năm ngoái bài danh bài thứ 8, nhưng dù vậy, phóng nhãn toàn quốc đồng loại xí nghiệp, bọn họ cũng có thể xem như là long đầu, rảo rảo giả. Nói đến đây Đồng Kiến Huy hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói hơn nữa thiên hồng chế thuốc hay là chúng ta tỉnh Giang Nam xí nghiệp, tổng bộ đã ở chúng ta cùng châu. Đồng thời ta còn nhớ rõ. Bọn họ hình như có quy mô rất lớn thuốc đông y trồng căn cứ, cùng với dã ngoại người hái thuốc đoàn đội. Vì vậy phi ca ngươi nếu cần thuốc đông y dược liệu nói, không ngại tìm bọn họ thử xem. Ta cùng bọn họ lão bản tiểu nhi tử là cùng học, có thể trực tiếp tìm hắn an bài. Hắn cuối cùng lại bổ sung. Vậy thì thật là tốt, lúc nào, nếu không tự hiện tại đi. Nghe vậy Trần Phi thẳng thắn cải lương không bằng bạo lực, chuẩn bị trực tiếp đi đem chuyện này sao định. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải thật để thuốc gì thiện tiệm con đường nơi phát ra, mà là hắn gần nhất suy nghĩ cần một nhóm hiếm thấy chân quý dược liệu, đến chế biến để thăng thực lực thuốc thiện. Hắn tại nơi vị tu chân giới cao nhân trong truyền thừa tìm được một phần thuốc thiện bài thuốc, tựa hồ có thể nhanh hơn hắn tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ tốc độ, làm hắn rất tâm động. Bất quá thuốc kia thiện bài thuốc tại tu chân giới tuy rằng hơi lộ ra bình thường, nhưng ở địa cầu này, sở dược liệu cần thiết tài liệu. Cũng còn là hơi có chút thiên môn, vì vậy liên chính hắn đều nói không tốt có thể hay không đủ gọp đủ tìm được, cho nên muốn tìm kiếm nhân sĩ chuyên nghiệp. Dù sao nghiệp có chuyên tấn công nha. Rất nhiều thuốc đông y xí nghiệp đều biết thuê đại lượng người hái thuốc xuyên toa ở rừng sâu núi thẳm gian, thu thập tinh khiết thiên nhiên thuốc đông y dược liệu, những thứ này đều là thiên nhiên ngỗi bảo, giá trị vạn kim. Nói không chừng trong đó có hắn cần. Hiện tại, cũng được đi. Thiên hồng chế thuốc tổng bộ ở khu vực thành thị ngoại công nghệ cao vườn khu bên kia, chúng ta từ nơi này đi qua hẳn là cần 1-2 tiếng đồng hồ. Đồng Kiến Huy mở miệng nói. 1-2 tiếng đồng hồ. Được chưa, trước đi qua nhìn một chút rồi hãy nói. Trần Phi nghe vậy gật đầu. Một lát sau, một chiếc hắc sắc Audi hướng về khu vực thành thị ngoại chạy tới. Cùng lúc đó, cùng châu thị ta cổ sắc thơm ngát bên trong trà lâu. Có hai vị tuổi già sức yếu lão nhân chính ở trong đó ngồi đối diện theo uống trà. Một người trong đó hai tóc mai hoa râm, nhãn thần lại phá lệ sắc bén, dường như ưng mâu vậy, chính là trước vị kia Nguyễn họ lão giả. Mà một vị khác lão giả không là người khác, cư nhiên chính là Trần Phi sư phó, Minh Đạo Xuyên Minh Bá. Hắn đang nhìn mình sư đệ thản nhiên nói ta không phải là cho ngươi chớ quấy rầy chúng ta sao? Ngươi tại sao lại đã quên? Ta cũng không muốn a. Thế nhưng sư huynh, lệnh vua khó vi phạm. Ai, chuyện này ngươi thật muốn như vậy cố chấp sao? Nghe vậy Nguyễn họ lão giả cười khổ một tiếng, nói. Lời giống vậy, ta đã không muốn nặng hơn lại rất nhiều lần. Hơn nữa trước ta chuyên đi kinh thành tìm lão thái gia nói chuyện thời gian, ngươi hẳn là, cũng ở tại chỗ đi. Minh Đạo Xuyên Minh Bá chậm rãi để chén trà trong tay xuống, khàn khàn con ngươi nhìn lướt qua sư đệ của mình, sau đó thản nhiên nói. Ngạch. Cái này, Nguyễn họ ưng mâu lão giả nghe vậy lúng túng cười cười, theo vẻ mặt bất đắc dĩ thế nhưng sư huynh, hiện tại lão thái gia ý lại thay đổi. Hắn nhượng chúng ta nhận Lâm Nha đầu hồi. Nhận tiểu linh trở lại. Ha ha, ta gặp các ngươi là vì Trần Phi tiểu tử kia đi. Thế mà Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại trực tiếp đem cắt đứt, lãnh đạm nói. Sư huynh,
Nghe vậy Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả lại trực tiếp đem chén trà hướng trước mặt trên bàn một đặt, nét mặt xóa sạch bất đắc dĩ, vẻ cười khổ dần dần nhạt đi, giành lấy cũng là một loại nghiêm túc, hắn chậm rãi nói mặc kệ nói như thế nào, hắn cuối cùng là kinh thành lão Trần gia một thành viên đi. Huyết mạch tình nùng ở nước, lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ làm như vậy, có hơi quá? Qua, ta có thể không cảm thấy. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá có vẻ rất bình tĩnh, có thể cái loại này bình tĩnh lại không hiểu càng làm cho người gờ giáp đâm, sởn tóc gáy. Nguyễn Họ lão giả cũng không nhìn được hơi biến sắc. Chỉ thấy Kỳ nhìn Nguyễn Họ lão giả hai tròng mắt, sư đệ cũng không gọi, trực tiếp lãnh đạm gọi thẳng Kỳ danh Nguyễn Kinh, ta và lập trường của ngươi không giống với, vì vậy chớ đem trong lòng ngươi này cong cong từng đạo, đã qua trên người ta bộ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Tiểu Linh giống như là nữ nhi của ta, ta không có khả năng để cho nàng thụ ủy khuất. Vậy làm sao có thể gọi ủy khuất? Lão thái gia đều đã nguyện ý phủ nhận mình làm sơ, muốn một lần nữa tiếp nhận Lâm nha đầu trở lại, chớ nói chi là còn có Trấn Quốc như vậy một cái kẹp ở giữa thế khó xử, người vô tội. Nguyễn Họ lão giả có chút không phục. Người vô tội, chỉ bằng hắn cũng xứng. Có thể nói tới chỗ này, Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại đột nhiên nổi giận, hắn chính là cái người nhu nhược. Có hắn như thế làm nam nhân, làm trượng phu sao? Nếu không phải Tiểu Linh che chở hắn, không cho phép ta làm như vậy. 20 năm trước, ta chỉ muốn ngoẻo rơi hắn mạng chó. Vật gì vậy, phi? Còn có, Nguyễn Kinh ngươi nói cho ta biết, cái này không gọi ủy khuất gọi cái gì. 20 năm trước cũng bởi vì lão thái gia một câu nói, Tiểu Linh cũng chỉ có thể buồn bã ly khai kinh thành, hơn nữa còn là cô nhi quả phụ, lẻ loi một mình mang theo một mấy tuổi lớn hài tử. Hiện tại 20 năm trôi qua, lão thái gia lại một câu nói, đã nghĩ để cho nàng trở lại, đây coi là cái gì? Thương hại, vẫn cảm thấy hắn sinh cái hữu dụng nhi tử, lại có giá trị lợi dụng. Phanh! Nói đến đây Minh Đạo Xuyên Minh Bá càng vỗ lên bàn một cái, bàn gỗ lên tiếng trả lời mà nứt ra, hóa thành bột mịn, bỗng nhiên thần sắc sẳng giọng đứng lên, điềm nhiên nói Nguyễn Kinh, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Lời giống vậy, ta không muốn nặng hơn lại một lần cuối cùng. Bằng không, ta sẽ dở mặt nếu không người, coi như đối tượng là ngươi, cũng giống vậy. Một chốc, coi như là Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả nhân vật như vậy, cũng giống như trong nháy mắt đặt mình trong địa ngục kinh khủng vậy, có khổng lồ áp lực đặt ở trên người hắn, giống như núi cao vậy trầm trọng, làm hắn chợt biến sắc, con ngươi co rụt lại, thậm chí ngay cả hô hấp đều mất trật tự lên. Bất quá cái này khổng lồ áp lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Theo chỉ thấy Kỳ cái trán hơi đổ mồ hôi, Hoạt Kê trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu nở nụ cười khổ, nói ngươi lão gia hỏa này, thực sự là, ai? Được rồi, chuyện này ta về sau không nhắc lại, tận lực kéo dài xuống phía dưới. Bất quá Trấn Quân con của hắn tình huống hiện tại rất không đẹp, đã đến nguy hiểm nhất thời khắc quan trọng nhất. Y Thánh Đường những lão gia hỏa kia, thậm chí ngay cả Tuân Lôn đều thúc thủ vô sách, bất quá hắn lại cho lão thái gia tiến cử một vị tỉnh Giang Nam Bắc Sơn thị họ Trần Thần Y. Nguyễn Họ lão giả quan sát đến bản thân sư huynh sắc mặt, càng nói càng nhỏ thanh. Lúc này nếu là có kinh thành vòng tròn lão nhân ở, đang nghe Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả trong miệng phun ra Trấn Quân hai chữ sau, sợ rằng sẽ đại thất kinh. Bởi vì ở kinh thành, có tư cách bị hắn như vậy nhắc tới, nhưng lại họ Trần, tên là Trấn Quân. Sợ rằng cũng chỉ có vị nào đi. Trấn Quân, kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng. Cũng là hiện nay nhiệm kỳ mới có khả năng nhất cạnh tranh bộ trưởng vị người được đề cử một trong. Làm kinh thành Trần gia đời thứ ba trong người nổi bật, hắn cùng với một vị khác Trần gia đời thứ ba đàn ông Trần Trấn Quốc cũng xưng là Trần gia song hổ, vô luận là ở kinh thành, hoặc giả trên chính đàn, đều thanh danh cực đại. Đây mới là lão gia tử lại để cho ngươi qua đây mục đích thực sự đi. Minh Đạo Xuyên Minh Bá nhìn lướt qua sư đệ của mình, lại mặt không biểu tình chậm rãi ngồi xuống, lãnh đạm nói. Nghe vậy Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói tóm lại là máu mủ tình thâm, còn nữa nói, Trấn Quân nhi tử luôn luôn vô tội đi. Lúc này đây Minh Đạo Xuyên Minh Bá nhưng thật ra không có phản bác, bởi vì quả thực, hài tử luôn luôn vô tội. Còn có ta lúc này đây tới được mục đích thực sự cũng không phải vì cái này, mà là chúng ta tổ truy xét được một việc mà. Có thể nhưng vào lúc này, Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả lại đột nhiên giọng nói trịnh trọng lên. Nhìn Minh Đạo Xuyên Minh Bá vẻ mặt nghiêm túc nói sư huynh ngươi còn có nhớ hay không, nửa tháng trước, chưa từng nhai sơn tin tức truyền đến. Ngươi là nói không nhai cung bị diệt môn chuyện tình.
Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá khẽ nhíu mày, chậm rãi dù gì nói ta nhớ kỹ không nhai cung lão tổ Lý gọi thông còn chưa có chết đi. Hơn nữa lão gia hỏa kia 20 năm trước tựu đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới, làm sao sẽ bị diệt môn ni. Không nhai cung, chính là hoa hạ cổ vũ giả vòng tròn tiếng tăm lừng lẫy võ học hàng loạt đại phái, chính mình chí ít hai vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn, thậm chí trong đó một vị không nhai cung lão tổ Lý gọi thông, càng từ lúc 20 năm trước, tựu đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới, nội tình sâu dày vô cùng, xa không phải cái gì 11 năm thứ hai đại học trải cổ vũ giả tông môn chi lưu, có thể đánh đồng. Chênh lệch rõ ràng. Trên thực tế, cái gọi là 11 năm thứ hai đại học trải cổ vũ giả tông môn chi lưu, ở chân chân chính chính cổ vũ giả vòng tròn nội trong mắt người, kỳ thực cũng chính là loại trò cười. Cũng chỉ có không nhai cung loại này chân chính ý nghĩa trên cổ vũ giả vòng tròn nội võ học hàng loạt đại phái, mới có thể làm cho trong vòng người cảm thụ được lực uy hát Iota cùng với lực trần NS Iota. Mà tương tự với không nhai cung loại này tồn tại, bị trong vòng người coi là ẩn môn. Chỉ là ngay nửa tháng trước, không nhai cung loại này quái vật lớn tồn tại lại cư nhiên mạc danh kỳ diệu bị người cho diệt môn. Cái này tắc tin tức vừa ra, hầu như toàn bộ võ lâm đều một mảnh ồ lên, lòng người bàng hoàng, không dám tưởng tượng đến tột cùng là lai lịch gì lão quái vật hoặc thế lực, cư nhiên có thể làm ra loại sự tình này mà. Dù sao đây chính là không nhai cung a. Vì vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá tự nhiên sẽ không xa lạ chuyện này, thậm chí cũng rất vô cùng kinh ngạc. Tuy nói lấy thực lực của hắn, đồng dạng cũng có thể thần không biết quỷ không hay làm được loại sự tình này mà, nhưng vấn đề là loại này tàn sát người toàn tông trên cửa dưới tàn nhẫn thủ đoạn, có đúng hay không có chút quá phận. Hắn quả thực còn chưa có chết, bất quá không nhai cung bị diệt môn sau, người của chúng ta nhưng ở không nhai cung ta tọa trong mật thất, phát hiện thi thể của hắn, hơn nữa. Còn bị hút khô rồi, nghe được bản thân sư huynh nỉ non thanh, Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả đột nhiên thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Hút khô rồi. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá mặt ra mạnh run lên. Ừ, thu được tin tức này sau, ta cũng bị lại càng hoảng sợ. Xem ra, lại có người ở tu luyện cái loại này phệ nhân tinh huyết ma công. Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả vẻ mặt ngưng trọng nói. Có thể phệ nhân tinh huyết ma công, không nghĩ tới lại tái xuất giang hồ, loại trình độ đó, không có thể như vậy đùa giỡn. Phệ nhân tinh huyết ma công. Nghe vậy coi như là Minh Đạo Xuyên Minh Bá đều có chút trầm mặc, thần sắc hơi ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ nhớ kỹ, trong lịch sử, cái loại này có thể phệ nhân tinh huyết ma công tổng cộng thò đầu ra quá 3 lần, tất cả tạo ra được làm người ta rung động tinh phong huyết vũ, không biết chết bao nhiêu người, gây ra nhiều nhiễu loạn, thậm chí, đều có thể đủ xưng là võ lâm 3 lần hạo kiếp. Không nghĩ tới, ma công cư nhiên lại xuất hiện. Mặc dù bây giờ chỉ là chúng ta suy đoán. Bất quá, mặt trên đã cao độ coi trọng. Hơn nữa hiện tại đã có một ít dấu vết, Nguyễn Họ Ưng Mâu lão giả nói. Nga, cái gì dấu vết? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá khàn khàn đôi mắt bỗng nhiên bắn ra lau một cái phong mang nói. Hổ báo đường, là tôn. Là hắn. Cùng lúc đó, Trần Phi còn có Đổng Kiến Huy đã xe chạy tới Thiên Hồng chế thuốc tổng bộ. Cùng không phóng khoáng tam lưu xưởng nhỏ, bao gia công ty so với. Cần xí nghiệp cũng quả thực xưng là long đầu tỉnh xí. Không chỉ có rầm rộ, đất đai cực kỳ rộng lớn, hơn nữa toàn bộ xí nghiệp nhà xưởng tọa lạc khu vực trong phạm vi, vệ sinh còn rất sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, không chút nào bẩn loạn kém, làm cho ấn tượng đầu tiên cảm giác tốt. Phi ca, bạn học ta nói hắn không ở cùng châu thị, bất quá hắn đã gọi điện thoại thông chi ca ca hắn tới rồi, muốn chúng ta chờ một chút, hẳn là lập tức tới ngay. Ta đi trước đi nhà vệ sinh. Tiến nhập Thiên Hồng chế thuốc tiếp đãi đại lâu, Đổng Kiến Huy mở miệng nói. Ừ, đi thôi, ta ở nơi này chờ ngươi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu, chuẩn bị ngay bên trong đại lâu tùy tiện tìm một chỗ ngồi chờ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên Trần Phi. Chắc là ngươi đi, ta không nhìn lầm. Nghe vậy Trần Phi sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên tại đây vẫn có thể gặp người quen. Chợt nghiêng đầu đi. Chỉ thấy một vị tây trang cà vạt hơn 20 tuổi thanh niên nhân chính đứng ở hắn phía sau, trên cổ tay mang theo một khối thập phần cướp mắt sức lao động sĩ đồng hồ nổi tiếng, khá có vài phần nhân sĩ thành công dáng dấp. Toàn bộ bác Huy, là ngươi, tốt nghiệp trung học sau chúng ta hình như thật lâu không gặp đi. Đang nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương sau,
Trần Phi rốt cục hồi tưởng lại cái này hình như là hắn cao trung bạn học, toàn bộ Bắc Uy. Nghĩ đến đây hắn vươn tay muốn cùng đối phương nắm nắm chặt. Dù sao là bạn học cũ, không khỏi trong lòng sẽ có thân cận ý. Là rất thời gian dài không gặp, người mấy năm này cũng không tệ lắm phải không? Ta tốt nghiệp trung học sau sẽ không tiếp tục lên đại học, chạy tới cùng Châu lăn lộn mấy năm, vận khí tốt, hiện tại lẫn vào cũng không tệ lắm. Toàn bộ Bác Huy nhưng thật ra cười vươn tay cùng Trần Phi cầm, theo lại đột nhiên giọng nói vừa chuyển, khá có vài phần khoe khoang ý tứ hàm xúc như có như không nói. Còn có thể quơ quơ trong tay hắn cướp mắt sức lao động sĩ đồng hồ nổi tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất hiển nhiên, bạn học cũ lâu không gặp mặt, mà hắn mấy năm gần đây việc buôn bán, lại lẫn vào không sai, vì vậy không nhịn được nghĩ ở lão trước mặt bạn học khoe khoang, tú tú ưu việt. Nghe vậy Trần Phi không khỏi mỉm cười, ngược lại cũng không để ý đối phương loại này tận lực khoe khoang cảm giác về sự ưu việt. Dù sao nhân vô hoàn nhân, ngay cả chính hắn có đôi khi, lúc đó chẳng phải như vậy. Mà ở nhìn thấy Trần Phi nghe vậy cái loại này vẻ mặt bình thản, ngược lại thì toàn bộ Bác Huy nao nao, có chút ngượng ngùng lên, sờ sờ đầu, nói xin lỗi ngươi nhìn ta đây ta miệng, sức tưởng tượng đã quen. Ngươi tới đây biên cũng là nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn, coi là vậy đi, ngươi còn nhớ rõ Trương Long sao? Chính là lúc đi học ngồi ta sau bàn cái kia. Hắn mở một nhà thuốc thiện phường, ta nắm lấy có chút ý tứ, tự đầu một điểm tiền, cùng hắn cùng nhau làm. Nghe vậy Trần Phi cười giải thích, mỉm cười nói. Thuốc thiện phường, ngược lại không tệ hạng mục, gần nhất phương diện này hành nghiệp rất nóng bỏng, ta chuyện làm bây giờ, cũng cùng cái này có chút quan hệ. Toàn bộ Bác Huy cười nói. Nga, là cái gì? Trần Phi nghe vậy có chút ngạc nhiên nói. Là về thuốc đông y dược liệu phương diện. Phi ca. Ta đã trở về. Xin lỗi chờ ngươi đợi lâu. Di, vị này chính là bằng hữu ngươi. Đúng lúc này Đồng Kiến Huy đi xong buồng vệ sinh đã trở về, nhìn Trần Phi không hiểu xuất hiện toàn bộ Bác Huy ngẩn ra nói. Ừ, đây là ta cao trung bạn học, toàn bộ Bác Huy. Nghe vậy Trần Phi gật đầu, cho song phương giới thiệu nói Bác Huy, đây là Đồng Kiến Huy. Ngươi gọi hắn A sáng chói được rồi. Ngươi nói gì vậy? Đồng tiên sinh xin chào, ta là toàn bộ Bác Huy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe vậy toàn bộ Bác Huy trắng Trần Phi liếc mắt, vươn tay nhiệt tình hướng về Đồng Kiến Huy mở miệng nói. Rất hiển nhiên, mặc dù là bạn học cũ bằng hữu, hắn cũng tương đương nể tình. Xin chào, ta là Đồng Kiến Huy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Rất hiển nhiên toàn bộ Bác Huy loại này cử động cho Đồng Kiến Huy ấn tượng đầu tiên rất tốt, theo chỉ thấy kỳ vươn tay nở nụ cười. Leng keng. Nhưng vào lúc này toàn bộ Bác Huy trên người đột nhiên truyền đến chuông điện thoại di động vang lên thanh âm, làm hắn nao nao, sau đó lộ ra một tia xin lỗi vẻ nói xin lỗi, ta trước nhận cú điện thoại. Chợt chỉ thấy hắn nghiêng đầu qua lấy điện thoại ra, nhấn trong tay loan báo phía trên chuyển được ấn phím. Này, Lưu ca sao? Là ta là tiểu toàn bộ, đúng, ngươi xem ngươi bây giờ có thời gian hay không, ta đã đến công ty của các ngươi tiếp đãi đại lâu. Nghe được mơ hồ truyền tới lời như vậy nói, Đồng Kiến Huy nao nao, vô ý thức nhìn Trần Phi liếc mắt. Người sau nhất thời khẽ gật đầu lại lắc đầu, ý thức là xem tình huống rồi hãy nói. Này, Lưu ca, Phi, cái gì đồ chơi, có thể nhưng vào lúc này, toàn bộ Bác Huy bên kia lại tình huống đột biến, thần sắc có chút nhục nhã hướng về phía điện thoại di động đút hai tiếng, chợt nhịn không được mắng một tiếng, vẻ mặt phiền muộn, hình như là bị người cúp điện thoại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi mâu quang hơi lóe lên, mở miệng nói Bác Huy, chuyện gì xảy ra, có chuyện gì mà. Ai, cho các người chế giễu, cháu trai kia thật không địa đạo. Nghe vậy toàn bộ Bác Huy gây sự chú ý lôi kéo đầu phiền muộn một tiếng, sau đó mạnh mẽ lên tinh thần, cười cười nói quên đi, không có chuyện gì. Cũng không phải cái gì ghê gớm chuyện tình. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Trần Phi cắt đứt, nghiêm túc nói bạn học cũ. Ta nói như ngươi vậy có thể cũng có chút khách khí. Đến tột cùng chuyện gì, nói ra nghe một chút, nói không chừng chúng ta có thể giúp trên gấp cái gì ni. Không sai, toàn bộ lão ca ngươi đừng như vậy khách khí. Ta tại đây Thiên Hồng chế thuốc có người quen, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nói ra nghe một chút. Nghe vậy Đồng Kiến Huy cũng mở miệng nói. Toàn bộ Bác Huy cho hắn ấn tượng đầu tiên không sai, cộng thêm còn có Trần Phi tầng này quan hệ,
bây giờ đối với Phương tựa hồ gặp gỡ phiền toái gì, hắn tự nhiên cũng muốn giúp một tay. Dù thế nào lấy hắn đường đường Đồng Kiến Huy Đồng đại thiếu thân phận, tại đây cùng Châu Thị, lớn hơn nữa chuyện này, cũng không phải là như vậy sao? Đồng lão đệ ngươi ở đây Thiên Hồng chế thuốc có người quen. Nghe vậy toàn bộ Bác Uy mọc lên một chút hy vọng, theo mở miệng nói rằng là như vậy. Nguyên lai toàn bộ Bác Uy tốt nghiệp trung học, đi tới nơi này thịnh hội cùng Châu Thị sau, người thứ nhất đầu cắm đi vào nghề mà, đó là có quan hệ ở hoang dại trong thảo dược thu thập. Hắn cùng sư phó, là nghiệp nội rất nổi danh người hái thuốc, hơn nữa thủ hạ còn có 7-8 cái theo hắn người hái thuốc, chuyên môn xuyên toa ở rừng sâu núi thẳm, hoang dã đại trạch gian, thu thập hoang dại chân quý trong thảo dược, sau đó qua tay bán cho các đại trung thuốc xí nghiệp, lấy cái này để đổi lấy cách xù lợi nhuận. Bất quá loại này nghề nhất là người hái thuốc, không có thể như vậy một sớm một chiều là có thể xứng chức, chớ nói chi là toàn bộ Bác Uy loại này thay đổi giữa chừng, nền tảng quá cạn. Căn bản không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn làm được trở thành một danh một mình đảm đương một phía người hái thuốc. Bất quá, hắn tuy rằng kinh nghiệm, nội tình thiếu, nhưng đầu linh quang, minh bạch hợp tác mới có thể kiếm đồng tiền lớn đạo lý. Nguyên lai tuy rằng sư phụ hắn đồng lứa người hái thuốc mặc dù sẽ hái thuốc, nhưng đối với tới tay hoang dại chân quý trong thảo dược, cũng đại đa số đều là bán đổ bán tháo. Bởi vì người thành thật, sẽ không tiêu thụ. Vì vậy hắn nhìn đúng cái này trục bánh xe biến tốc, thuyết phục sư phụ của hắn cùng với sư phụ hắn thủ hạ chính là thúc thúc bá bá, để cho bọn họ đem đào được hoang dại trong thảo dược tiêu thụ quyền, giao cho trên tay hắn, sau đó hắn lại tìm tới Thiên Hồng chế thuốc, muốn cùng đối phương nói chuyện hợp tác. Lúc đầu đây hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng bây giờ, lại chui ra ngoài một cái không địa đạo tên. Lúc đầu chúng ta sở hữu hết thảy đều đàm tốt rồi, có thể cháu trai kia lại đột nhiên thay đổi. Muốn đem giá đẻ xuống. Bởi vì hắn biết ta lần này trở về thời gian hữu hạn, đã không thời gian nữa tiếp xúc những người khác. Toàn bộ Bác Uy giận dữ mở miệng nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phải biết rằng đây chính là hắn lần đầu tiên cầm sư phụ hắn, còn có sư phụ hắn thủ hạ chính là thúc thúc bá bá khổ cực thu thập đến hoang dại chân quý trong thảo dược trở về tiêu thụ, nếu là làm cho đập, vậy hắn chưa còn có mặt mũi nữa mở lần thứ hai như vậy miệng. Đến lúc đó, hắn thật vất vả bắt được cái này kiếm tiền lộ số, không muốn hóa thành một quán phao ảnh, chân thực không cam lòng a. Nguyên lai là như vậy, cái này dễ thôi. Vừa vặn ta bên này cũng cần đại lượng hoang dại chân quý trong thảo dược, nếu không, thẳng thắn ngươi trực tiếp bán cho ta phải. Phương diện giá tiền ngươi yên tâm, bất quá, Bác Uy ngươi có thể bảo đảm đều là chân quý hàng sao. Quá thông thường hoang dại thuốc đông y đến ta đây cũng không nhiều lắm dùng. Nghe được lão bạn học, Trần Phi lại đột nhiên nói như vậy. Phải biết rằng hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, mà thiếu, chính là các loại hoang dại chân quý hoặc là thiên môn trong thảo dược. Bởi vì vài thứ kia có thể cầm đến nhượng hắn cho bệnh nhân phối dược, có thể làm cho hắn chế biến có thể đề thăng thực lực thuốc thiệt, đề thăng tự thân thực lực, nói chung càng nhiều càng tốt. Cho nên khi hắn vừa nghe đến bản thân bạn học cũ trong tay, lại có một loại hoang dại chân quý trong thảo dược, hắn liền không hề nghĩ ngợi đến. Liền chuẩn bị bản thân mua lại. Dù thế nào hắn cũng không trông cậy vào trong tay đối phương hoang dại chân quý trong thảo dược, tất cả đều là hắn mong muốn, nhưng chỉ cần có như vậy một hai kiện, như vậy đủ rồi. Nói chung tích thiểu thành đa, càng nhiều càng tốt nha. Bán cho ngươi, Trần Phi ngươi không có nói đùa chứ, trong tay ta mặt nhóm kia dược liệu, nếu là thật muốn bán, có thể không tiện nghi. Ít nhất, được số này, mà đang nghe Trần Phi lời nói này. Toàn bộ Bác Uy sửng sốt nửa ngày, cái này mới chậm rãi có chút phục hồi tinh thần lại, vươn một ngón tay nói. 10 triệu, nghe vậy Trần Phi nghi ngờ hỏi. Cái gì 10 triệu, là 100 vạn, tiểu tử ngươi lúc nào khẩu khí thay đổi lớn như vậy, há mồm sẽ. Nghe vậy toàn bộ Bác Uy đảo cặp mắt trắng dã nói. 10 triệu, nếu hắn nhóm kia hàng thật giá trị 10 triệu, chưa còn cần như thế nơi cầu cha cáo nãi nãi đỡ bán A, sớm bị người đạp phá ra môn. Hơn nữa thuốc bắc mà thôi, đâu có thể nào giá trị nhiều như vậy. 100 vạn, như thế này ta với ngươi đi xem hàng đi, nếu không thành vấn đề, 100 vạn tự 100 vạn. Nghe vậy Trần Phi mắt đều không nháy mắt một chút, thật giống như đang cùng người đàm mấy trăm khối làm ăn lớn vậy. Bất quá giảng đạo lý, hiện tại trong mắt hắn, 100 vạn, hình như là cùng mấy trăm khối không nhiều lắm khác biệt. Thật, thực sự, vậy chúng ta bây giờ có thể nói xong rồi. Như thế này ngươi lúc rảnh rỗi, ta
ta tự mang ngươi đi qua xem hàng. Phẩm chất phương diện ngươi yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề, tuyệt đối là bộ mặt thành phố trên khó được tinh phẩm. Nghe vậy toàn bộ Bác Uy rất hiển nhiên sửng sốt thật lớn một chút, lúc này mới kinh ngạc bừng tỉnh, kích động nói. Dù sao hắn lúc này đây nếu là có thể đem mang tới dược liệu thành công tiêu thụ đi ra ngoài, đồng thời cố định xuống tới đường dây tiêu thụ nói, con đường này, coi như là bị hắn triệt để mở ra. Mà cái này sở đối ứng hồi báo, cũng sẽ là kinh người. Bất quá rất hiển nhiên hắn quả thực cũng không nghĩ tới, chính hắn một thật nhiều năm không thấy cao trung bạn học, hiện tại cư nhiên có thể khẩu khí lớn như vậy, 100 vạn giao dịch ngạch, hình như mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, là có thể như vậy tùy tùy tiện tiện nói ra, đây quả thực. Có chút làm hắn quá khó có thể tin a. Phi ca, ta đi nhận cú điện thoại, hình như là của bạn học ta ca ca tới. Nhưng vào lúc này Đồng Kiến Huy đột nhiên mở miệng nói, sau đó ly khai. Một lát sau, chỉ thấy hắn dẫn một vị khuôn mặt, tư thái khá có vài phần khí độ, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, mang theo mắt kiếng gọng vàng tuổi nhỏ người từ tiếp đãi đại lâu ngoại đi đến. Mà ở nhìn thấy làm cho, Trần Phi nao nao. Ninh Huynh, bởi vì người nọ không là người khác, chính là trước ở trên phi cơ cùng Trần Phi từng có ngắn tiếp xúc Ninh An phủ Ninh gia Ninh Thụ Thành. Trần Huynh, mà ở nhìn thấy Trần Phi, Ninh Thụ Thành cũng ngẩn người, không nghĩ tới lại là người quen. Chữ đại ca, phi ca, nguyên lai các người quen nhau à. Thấy tình cảnh này, Đồng Kiến Huy có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy hình như lý nên như vậy vậy. Nếu là người quen, chuyện kia hẳn là dễ làm hơn. Nhận thức là nhận thức, bất quá Ninh Huynh ngươi không phải là Bách Thảo Đường bác sĩ sao? Thế nào, nghe vậy Trần Phi gật đầu, rồi lại có chút nghi hoặc. Bách Thảo Đường đó là ta ra ra hứng thú nghề phụ, ta bình thường không có chuyện gì, vừa vui vui mừng trung y. Vì vậy sẽ ở đó trên danh nghĩa đi làm. Trên thực tế cái này thiên hồng chế thuốc, mới là chúng ta Ninh gia chân chính sản nghiệp. Vị bằng hữu này là, Ninh Thụ Thành cười giải thích, lại bỗng nhiên nhìn phía toàn bộ Bác Huy nói. Đây là ta cao trung bạn học, toàn bộ Bác Huy. Bác Huy, vị này chính là Ninh Thụ Thành Ninh Huynh. Trần Phi giới thiệu nói. Nguyên lai là Ninh Đại Thiếu, xin chào, hạnh ngộ hạnh ngộ. Toàn bộ Bác Huy tần lúc có chút kích động. Cũng có chút khẩn trương. Vươn tay muốn cùng đối phương nắm nắm chặt. Bởi vì nghề nghiệp quan hệ, hắn đương nhiên biết rõ thiên hồng chế thuốc Ninh Thụ Thành Ninh Đại Thiếu là nhân vật nào, lại không nghĩ rằng Trần Phi có thể cùng đối phương nhận thức, đây quả thực quá ngoài ý liệu của hắn. Đâu đâu, ngươi quá khách khí. Ninh Thụ Thành cười vươn tay cùng toàn bộ Bác Huy cầm, sau đó ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, mỉm cười nói mấy vị, nếu không chúng ta đi mặt trên phòng làm việc trò chuyện đi. Trần Huynh, ta nghe Kiến Huy nói, người nghĩ theo chúng ta thiên hồng chế thuốc nói chuyện làm ăn. Ừ, đi tới nói đi. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó theo Ninh Thụ Thành đi tới thiên hồng chế thuốc cao tầng phòng làm việc. Uống gì, trở lại đến một gian cách điệu cao nhã tư nhân phòng làm việc sau, Ninh Thụ Thành quen thuộc đi tới ta giá sách bên cạnh, mặt trên để xuống có thật nhiều chủng loại bất đồng lá trà cùng với một tòa vây quanh thức tủ lạnh, bên trong có các loại rượu cùng với nước trái cây đồ uống. Chủng loại phồn đa. Ninh Huynh nhưng thật ra biết hưởng thụ. Ta tự mình tới đi. Trần Phi thấy thế mở miệng cười nói. Sau đó đi tới tủ lạnh trước cầm một lọ đồ uống lạnh. Hiển nhiên hắn cũng không thích uống trà. Chúng ta cũng tự đến đi. Thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy còn có toàn bộ Bác Huy tất cả tự mình động thủ. Cơm no áo ấm lên. Riêng phần mình rót một chén trà hoặc là cầm một lọ đồ uống lạnh hoặc đồ uống. Ninh Huynh, là như vậy. Chúng ta ngày hôm nay đến là vì. Thấy thế Trần Phi thẳng thắn cũng lười quanh co lòng vòng, một bên uống làm người ta sảng khoái đồ uống lạnh, vừa nói nổi lên về thuốc thiện phường thuốc đông y dược liệu con đường chuyện tình. Tự chuyện này. Thế nhưng sau khi nghe xong Ninh Thụ Thành Ninh Đại Thiếu lại lắc đầu cười cười, trêu ghẹo nói tự chút chuyện nhỏ này mà chưa giá trị được hai vị tự mình đến, tùy tiện gọi điện thoại, nhượng chúng ta an bài một chút được rồi. Ta cũng không nên các ngươi trồng trong căn cứ này tây bối hàng. Tốt nhất là hoang dại tinh khiết thiên nhiên, như vậy làm được thuốc thiện hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu cười nói. Toàn bộ muốn hoang dại tinh khiết thiên nhiên. Nghe vậy Ninh Thụ Thành Ninh Đại Thiếu rốt cục có chút ngây ngẩn cả người, sau đó hơi chần chờ nói Trần Huynh, người yêu cầu này ta sợ rằng thực hiện không được. Bởi vì không nói lục ra thuốc thiện phường chi nhánh. Coi như là lại đem mấy cái chữ này chém phân nửa, cần nguyên vật liệu cung cấp, quanh năm suốt tháng xuống tới đều là kinh người.
Trong thảo dược loại vật này không thể so với người cái khác, sinh trưởng chu kỳ quá dài, cũng không cỡ nào hoang dại tinh khiết thiên nhiên bán. Ngạch, là như thế này. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời có chút đỏ lên, bởi vì hắn phát hiện mình hình như có chút nhớ nhung Dĩ Nhiên. Quả thực, trong thảo dược loại vật này không thể so với người cái khác, sinh trưởng chu kỳ thông thường đều là lấy năm qua tính toán, cũng không nhiều như vậy hoang dại tinh khiết thiên nhiên, có thể lấy ra nữa bán. Không sai, là như vậy. Ninh Thụ Thành gật đầu, vừa tiếp tục nói kỳ thực, ở thuốc thiện phương diện này, chúng ta Ninh gia cũng hơi chút có điều đọc lướt qua. Mà chúng ta Ninh gia kinh nghiệm vâng, kỳ thực thật không cần thiết như vậy cố chấp ở cái gọi là hoang dại, cái gọi là tinh khiết thiên nhiên. Một là bởi vì vật kia số lượng hữu hạn, thứ hai là bởi vì trên thực tế, từ trồng căn cứ trồng đi ra ngoài trong thảo dược, kỳ thực cũng không Trần huynh ngươi kém như vậy như trong tưởng tượng lực. Hơn nữa vậy đi qua chúng ta Thiên Hồng chế thuốc trồng căn cứ sản xuất trong thảo dược, đều sẽ có minh xác dược tính phân cấp. Trần huynh ngươi nếu là muốn bảo chứng thuốc thiện chất lượng, không ngại trực tiếp tập trung B cấp trở lên thảo dược, bảo chứng cũng đủ dùng. Theo hắn lại bổ sung. Rất hiển nhiên, phương diện này hắn Ninh Thụ Thành hoàn toàn là chuyên gia, chức nghiệp cấp bậc, có thể sánh bằng Trần Phi loại này thay đổi giữa trường thái điều hiểu công việc hơn. Chợt Trần Phi trực tiếp một chút đầu nói vậy dứt khoát Ninh huynh ngươi giúp ta suy nghĩ một chút cần làm sao làm đi. Phương diện này ngươi so với tự ta kháo phổ hơn, nói, liên chính hắn cũng không nhịn được không có ý tứ nở nụ cười. Quả nhiên, giống như hắn loại này tùy tiện vui đùa một chút tên, quả thật vẫn còn vấn đề đại A. Cái này giản đơn, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi các ngươi bên kia ý tưởng cùng chi tiết, ta cho ngươi suy nghĩ một chút. Sau các ngươi tùy tiện phái cá nhân đến ký hợp đồng được rồi. Đến mức giá cái gì, ngươi yên tâm, bảo chứng toàn quốc trên dưới đồng hành nghiệp giá thấp nhất. Ninh Thụ Thành nghe vậy ai đến cũng không cự tuyệt nói. Cũng không tiêu thuyết Trần Phi cùng bọn chúng Ninh An Phủ Ninh ra vậy, là cổ vũ giả, người trong đồng đạo thân phận, liền nói hiện tại hắn bên cạnh còn có vị Đồng Kiến Huy đồng đại thiếu. Đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng Châu Thị Thị Uy bí thư Đồng Văn Thành con, như vậy tình cảm cùng mặt mũi. Đương nhiên không có khả năng nhượng hắn sinh ra cái gì chiếm tiện nghi, kiếm tiền tâm tư. Dù sao đối với bọn hắn loại này nửa ẩn nửa hiện cổ vũ giả gia tộc mà nói, tiền gì không tiền, căn bản thực sự đều không trọng yếu. Có thể nhiều giao vài vị bằng hữu, nhiều mở rộng mấy phần mạng lưới quan hệ, đó mới là so cái gì đều cường. Vì vậy tiếp đó là Trần Phi cá nhân diễn thuyết thời gian. Hắn đem trước bọn họ ở Bắc Sơn thương lượng xong tất cả ý nghĩ, chi tiết. Phát triển quy hoạch, cùng với các loại ý tưởng, đô thống thống cho Ninh Thụ Thành thuật lại một lần, thủ đương trong đó liền có người bị Trần Phi lời nói này hù dọa, đó chính là Trần Phi bạn học cũ, toàn bộ Bác Huy. Ngoan ngoãn, hai cái ước mở xích thuốc thiện phường, Trần Phi trong giọng nói có chút chi tiết, hắn có thể không nghe được, có thể hai cái này ước đầu tư cũng rõ ràng, nghe được hắn sửng sốt lăng. Mà lúc này hắn rốt cục có chút phản ứng kịp, có thể trước Trần Phi cùng hắn nói những lời này. Chỉ sợ không phải khẩu khí đại, mà là thật nghĩ 100 vạn, 10 triệu, trong mắt hắn tựa hồ cũng không coi vào đâu con số lớn. Có thể tiểu tử này lúc nào trở nên nghiêu như vậy? Cao trung lúc, hắn không phải là rất thông thường sao? Tốt rồi, đại khái tình huống ta không sai biệt lắm đã hiểu. Trở về ta nhượng người phía dưới làm phương án đi ra, chờ mấy ngày nữa, các ngươi trực tiếp tùy tiện phái cá nhân đến ký hợp đồng là được. Đang nghe Trần Phi thuật lại sau. Ninh Thụ Thành trực tiếp đánh nhịp nói. Vậy đa tạ Ninh huynh. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nói bất quá, ta bên này còn có chút chuyện riêng, muốn nhờ ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Chuyện riêng, nghe vậy Ninh Thụ Thành nao nao, vô ý thức nhìn lướt qua Đồng Kiến Huy còn có toàn bộ Bác Huy. Toàn bộ lão ca, chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Nghe vậy thấy thế, Đồng Kiến Huy không chút do dự đứng lên nói. Nhưng lại tại chiều theo toàn bộ Bác Huy nháy mắt. Hắn lại không ngốc, đương nhiên minh bạch tiếp phi ca lời muốn nói, chắc là không muốn để cho bọn họ biết. Vừa vặn, ta nghiện thuốc lá cũng có phạm vào, các ngươi trò chuyện, ta cùng đồng lão đệ đi ra ngoài hút điếu thuốc. Toàn bộ Bác Huy tần lúc ngay tức khắc đứng dậy theo. Đợi được hai người bọn họ đóng cửa lại rời phòng làm việc sau, Ninh Thụ Thành lúc này mới có lộ ra một tia dáng tươi cười, nói Trần Huynh. Có chuyện gì mà được để cho bọn họ đều lảng tránh? Chẳng lẽ là cái gì cơ mật? Cũng không phải cái gì cơ mật, chỉ là... Kỳ thực cũng không có gì, Ninh huynh ngươi xem trước một chút cái này.
nói Trần Phi đột nhiên từ trong lòng lấy ra một tờ giấy. Đây là... Nghe vậy thấy thế Ninh Thụ Thành đem tờ giấy kia nhận xuống tới, chỉ là hơi nhìn lướt qua phía trên kia tự, liền có một ít ngây người. Phía trên này dược liệu, không biết Ninh huynh các người Ninh gia có thể tìm được bao nhiêu. Trần Phi chỉ vào này trên tờ giấy một chuyến hàng chữ, chậm rãi mở miệng nói. Rất hiển nhiên, đây mới là hắn ngày hôm nay chuyến này mà đến mục đích thực sự. Ngươi nói phía trên này dược liệu. Nghe vậy Ninh Thụ Thành cau mày đem trên tờ giấy mặt sở hữu tự, đều nhìn một lần, sau đó chần chờ một chút, mới chậm rãi nói Trần huynh, người nghĩ thu thập những dược liệu này. Ừ, không biết các ngươi Ninh gia có thể hay không tìm được những dược liệu này. Trần Phi gật đầu nói. Có thể nghe nói Ninh Thụ Thành lại cư nhiên như thế nói. Tìm chắc là có thể tìm tới, bất quá loại trình độ này chân quý dược liệu. Chúng ta Ninh gia phải không bán? Không bán, vì sao? Cái này đến phiên Trần Phi sửng sốt. Lúc đầu hắn đang nghe trước nửa đoạn thời gian, còn thật cao hứng, bởi vì... Này đúng là hắn cái kia có thể gia tốc ngưng tụ tam dương chân hỏa kiếm khí thuốc thiện bài thuốc, sở dược liệu cần thiết nguyên liệu, nhưng bây giờ đối phương lại còn nói có thể tìm được, nhưng là lại không bán. Đây quả thực so với nói cho hắn biết không thể tìm được, còn nhượng hắn càng cảm giác hơn cảm thụ. Những dược liệu này đều là cầm tới cứu mệnh, nếu không phải là trăm năm chân phẩm, hơn 10 năm khó có được một gặp. Chúng ta Ninh An phủ Ninh gia chính là thuốc đông y thế gia, lại không thiếu tiền, tự nhiên không có khả năng không duyên cớ vô cớ bán ra loại này chân phẩm bảo thuốc. Nói đến đây Ninh Thụ Thành hơi dừng lại một chút, nhìn lướt qua Trần Phi có chút buồn bực cũng có chút sắc mặt nhục nhã Trần Phi, giọng nói có chút huyền chuyển nói hơn nữa không chỉ có là chúng ta Ninh gia, tin tưởng những tông phái khác hoặc là thế gia, vậy cũng đều là giống nhau đi. Nghe thế, Trần Phi tự nhiên hiểu hơn là cái gì tình huống. Nguyên đến địa cầu trên các đại cổ vũ giả tông môn, gia tộc, thế gia, cư nhiên đem những này đẳng cấp cao bảo thuốc trở thành là vật tư chiến lược dự trữ theo, nhưng lại đối ngoại thực hành phong tỏa, vì vậy hắn nếu là muốn cầm tiền mua, thực tại là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được có chút nhức đầu nói ta đây nếu muốn mua những dược liệu này nói, có cái gì có thể được phương pháp sao? Tuy nói mọi việc đều có biện pháp giải quyết, nhưng hắn luôn không khả năng trực tiếp tới cửa vồ lấy đi. Giảng đạo lý, chuyện này hắn vẫn còn có chút làm không được a. Có. Đã có thể sau đó một khắc, Ninh Thụ Thành chợt giọng nói khẳng định nói Trần huynh ngươi nên biết nửa tháng sau lĩnh Nam núi võ học đại hội đi. Đương nhiên biết, võ học trong đại hội có phương pháp, nghe vậy Trần Phi tự nhiên gật đầu một cái nói. Lĩnh Nam núi võ học đại hội, là chúng ta phía Nam võ lâm thịnh hội, vì vậy chiếu lệ cũ, ở đại sẽ bắt đầu trước, đều sẽ có tất cả lớn nhỏ. Các loại hình đấu giá hội, giao dịch hội chờ mọi việc như thế hoạt động cử hành. Trần huynh ngươi sở dược liệu cần thiết tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở nơi này, vậy cũng không khó thu thập mới đúng. Có thể nghe thế Trần Phi lại ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói thế nhưng ta nhớ kỹ, cái này lĩnh Nam núi võ học đại hội, không phải là hẳn là chỉ có chính mình cổ vũ giả tiên thiên cấp bậc cường giả, chấn giữ thế lực hoặc cá nhân, mới có tư cách thu được thiệp mời đi vào sao. Ngươi nói đó là tham gia Thiên Khuê núi lôi đài luận võ. Mà ta nói này đấu giá hội, giao dịch hội cái gì các loại, đều là trong vòng người tự phát tổ chức, thiết lập ở Thiên Khuê núi ra hoạt động, không giống với. Nguyên lai tránh nhì bát kinh cái gọi là lĩnh Nam núi võ học đại hội, trên thực tế là chỉ lĩnh Nam núi Thiên Khuê núi, lôi đài luận bàn đại chiến. Đến lúc đó cả tòa Thiên Khuê núi đều biết bị sở phong, chỉ cho phép có tư cách đạt được thiệp mời thế lực hoặc cá nhân đại biểu đi vào. Thế mà tuy nói Thiên Khuê núi vào không được, thế nhưng người nha, thích vô giúp vui là thiên tính, cho nên liền có chưa đủ tư cách tiến vào Thiên Khuê núi tham chiến thế lực hoặc cá nhân, tự phát ở trên trời Khuê núi ngoại, tương đối gần nơi nào đó tổ chức khởi khắp nơi tam giáo cửu lưu góp nóng địa phương. Mà đó mới là Ninh Thụ Thành chỉ đấu giá hội, giao dịch hội tổ chức địa điểm. Vậy một ít đấu giá hội, giao dịch hội cái gì, khi nào thì bắt đầu cử hành? Trần Phi lại cuối cùng hỏi. Ta nhớ kỹ chắc là đại sẽ bắt đầu trước 15 ngày, thập thiên đi. Trần huynh ngươi nếu có hứng thú, kỳ thực hiện tại có thể xuất phát, đã chạy tới. Từ Thiên Hồng chế thuốc sau khi rời khỏi, Trần Phi hiếm thấy có chút rơi vào trong trầm mặc, bởi vì dù sao hắn tại đây liền chiếm được một cái không được tốt lắm tin tức. Khắp nơi cư nhiên đem các loại chân quý linh dược làm chiến lược tài nguyên dự trữ theo, cái này chẳng phải là ý nghĩa,
hắn về sau nếu là muốn tìm kiếm hoặc siêu tầm loại này chân quý linh dược nói, đã đem sẽ trở nên rất trắc trở. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được có chút đầu lớn, bất quá may là còn có Lĩnh Nam núi võ học đại học này phương pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào cái địa phương kia. Lại sau, Trần Phi cùng Đồng Kiến Huy cáo biệt, cùng hắn bạn học cũ toàn bộ Bác Huy đi vào xem trên tay hắn nhóm kia hàng, lúc đầu giảng đạo lý, Trần Phi là không đúng lần giao dịch này ôm có cái gì hy vọng, có thể hiện thực lại hết lần này tới lần khác thích ngoài dự đoán mọi người. Hắn bạn học cũ toàn bộ Bác Huy trong tay nhóm kia hoang dại chân quý trong thảo dược, cư nhiên trong đó có một gốc cây, đúng là hắn hiện nay nhu cầu cấp bách, có thể gia tốc tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ tốc độ thuốc thiện phương thuốc nguyên vật liệu một trong. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, khiến Trần Phi nguyên bản hơi có vẻ tâm tình buồn bực một chút liền được giảm bớt cùng thả ra. Không sợ đồ vật khó tìm, chỉ sợ tìm không được. Vì vậy mừng rỡ hơn, Trần Phi nhất thời tìm ra cao, đem bản thân bạn học cũ toàn bộ Bác Huy trong tay cái này nhóm trong thảo dược ra mua. Không nói khác, chỉ là một gốc cây mà hắn cần thuốc thiện phương thuốc nguyên vật liệu một trong, tự giá trị tuyệt đối cái giá tiền này. Cái này tự nhiên cũng khiến người sau kích động không gặp, tất cả đại vui mừng. Như vậy mở một cái tốt đầu sau, Trần Phi hầu như thoáng cái toàn bộ tâm tư đều nhào tới phía trên này, suy nghĩ chuẩn bị ngay tức khắc đuổi hướng Lĩnh Nam núi, kỳ vọng có thể ở bên kia gọp đủ vật mình muốn. Nhưng ngay khi hắn đang chuẩn bị xuất phát lúc, lại ngoài ý muốn nhận được đến từ La Viễn Chí La thủ trưởng điện thoại, nhượng hắn nếu có thì giờ rảnh, phải đi căn cứ một chuyến. Lĩnh Nam núi võ học đại hội. Phi báo căn cứ ta bên trong phòng gian, Trần Phi có chút kinh ngạc mở miệng nói. Đúng vậy, người gần nhất phải có vô ích đi. Nếu là có thể hay không đại biểu chúng ta phi báo đi qua nhìn một chút. La Viễn Chí La thủ trưởng gật đầu nói. Vân vân chờ đã, La thủ trưởng, ta có một ít mơ hồ, Lĩnh Nam núi võ học đại hội không phải là cổ vũ giả vòng tròn chuyện tình sao? Thế nào, chúng ta phi báo cũng có tư cách đi tham gia? Trần Phi rất hiển nhiên có chút không hiểu nổi tình hình, vẻ mặt nghi ngờ nói. Rõ ràng đây không phải là cổ vũ giả vòng tròn nội chuyện tình sao? Thế nào phi báo loại này quốc gia bộ môn tồn tại, cũng có ý tưởng? Chúng ta vẫn luôn có tư cách tham gia được rồi. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì nói làm vì quốc gia chú Lĩnh Nam ba tiết kiệm đặc thù an toàn bộ môn, loại này dung chuyển cùng lực ảnh hưởng đều cực đại hoạt động, chúng ta là có quyền lực giám thị. Hơn nữa nghiêm ngặt lại nói tiếp, chúng ta phi báo, cũng miễn cưỡng có thể xem như là trong vòng thế lực tổ chức một trong, vì vậy có chút thời gian, cũng cần những người đó cảm thụ được chúng ta tồn tại cảm. Vậy ý của ngươi là, nhường ta đi qua lập uy. Nghe vậy Trần Phi thần sắc có chút cổ quái nói. Cũng không phải như vậy nói. Chỉ là mấy năm gần đây chúng ta đã liên tục vắng họp hai giới cần thịnh hội, vì vậy không khỏi có vài người trong lòng đã đối với chúng ta thiếu sót mấy phần lòng kính sợ. La Viễn Chí La thủ trưởng có chút bất đắc dĩ nói. Từ gần 10 năm trước, bọn họ phi báo trước một đời tổng huấn luyện viên bị người giết bằng thuốc độc sau. Bọn họ phi báo làm lên chuyện đến sẽ không miễn có chút cực hạn, sợ đầu sợ đuôi. Chớ nói chi là 9 năm trước lần kia Lĩnh Nam núi võ học đại hội, càng có một vị bọn họ phi báo phó huấn luyện viên phía trước đi tham gia cần thịnh hội lúc, cùng một vị ẩn môn cường giả phát sinh mâu thuẫn, bị tại chỗ chém giết, dồn khiến cho bọn hắn phi báo thanh uy đột nhiên ngã, sau bọn họ tự không còn có tham gia cần thịnh hội. Không phải là không muốn, mà là không dám. Tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn phi báo thân phận đặc thù, cũng tựa hồ có không ít trong vòng cường giả khó chịu. Không quen nhìn bọn họ, vì vậy thường xuyên thích tìm cơ hội ghim hắn các. Mà khi đó bọn họ lại đã không có cổ vũ giả tiên thiên cường giả tỏa chấn, loạn trong giặc ngoài, tự nhiên không muốn đơn giản gây sự mà. Mặc dù có chuyện này, cũng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, nín. Cái này, nghe thế Trần Phi khẽ nhíu chân mày, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia trần trở cùng do dự. Giảng đạo lý. Bọn họ hiện tại cũng không biết bản thân có nên hay không đáp ứng đối phương loại yêu cầu này, dù sao hắn thấy, phi báo loại này quốc gia bộ môn, hình như là cùng Lĩnh Nam núi võ học đại hội loại này võ lâm thịnh hội, không hòa hợp a. Mà ở nhìn thấy Trần Phi loại vẻ mặt này, La Viễn Chí La thủ trưởng tuy rằng nét mặt không biểu tình, nhưng trong lòng còn là vi khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói kỳ thực ta cũng chỉ là muốn cho ngươi đại biểu chúng ta phi báo đi qua nhìn một chút. Dù sao vắng mặt lâu như vậy,
tóm lại có người sẽ nói xấu. Điều này nhượng chúng ta bình thời công tác rất khó làm. La thủ trưởng ngươi muốn cho ta lấy thân phận gì đi qua? Trẻ tuổi, còn là, trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên. Nghe vậy Trần Phi lại trầm mặc một trận, đột nhiên nói. Cái này đương nhiên xem chính ngươi là nghĩ như thế nào, ta sẽ không can dự. Bất quá, có thể phẫn heo ăn hổ, kỳ thực cũng thật không tệ. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng đột nhiên nở nụ cười, nghe Trần Phi một ngây người. Phẫn heo ăn con cọp, ngoan ngoãn, không nghĩ tới La Viễn Chí La thủ dài lớn tuổi như vậy còn biết lời như vậy. Thật đúng là cùng lúc câu tiến A. Vậy cứ như thế quyết định, vừa vặn ta vốn là đã qua nhìn một chút. Lúc nào xuất phát, theo Trần Phi khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng rồi. Tóm lại còn là treo danh, hơn nữa trước lại dính phi báo không ít quang, thu thập một ít mắt không mở tên. Vì vậy tốt xấu cũng hay là muốn làm ít chuyện mà. Tùy thời đều có thể, ta sẽ thông báo cho người bên kia tùy thời hậu mệnh, chờ ngươi quá qua bên kia sau, sẽ có người của chúng ta chuyên môn tiếp đãi. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng nhất thời mở miệng nói. Tốt lắm, làm phiền La thủ trưởng hiện tại đã giúp ta an bài đi, ta chuẩn bị ngay tức khắc liền đi qua bên kia. Nói rằng cái này Trần Phi cười đứng dậy, hắn biết phi báo căn cứ có chuyên môn quân dụng tư nhân máy bay, nếu đều đã tới rồi, vậy lười phiền toái nữa, thẳng thắn trực tiếp từ bên này xuất phát quên đi. Đi, vậy cũng nói xong rồi, ta hiện tại an bài. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng cười đứng dậy, hướng bên ngoài phòng đi đến. Xem ra, lại được có chút phiền phức. Mà đang nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng rời phòng bóng lưng, Trần Phi khẽ nhíu chân mày, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hơi xẹt qua lau một cái phức tạp cùng với thổn thức vẻ. Xem ra mấy năm nay phi báo quả thực lẫn vào không làm sao, không biết có bao nhiêu vòng tròn nội kiệt ngạo bất tuân tên bằng mặt không bằng lòng, không cho bọn hắn mặt mũi, tư để hạ làm sằng làm bậy. Vì vậy La Viễn Chí La thủ trưởng mới vội vã như thế muốn đón hắn Trần Phi, lần này lĩnh Nam núi võ học đại hội mở cục diện, nhượng một ít người kiêng kỵ một chút. Dù sao bọn họ phi báo chức trách vâng, tổng quản lĩnh Nam ba tỉnh phiến khu ta đặc thù đám người ổn định, cùng với đả kích cần đặc thù nhân quần nội bộ nhân vật nguy hiểm phạm tội hoạt động. Còn nếu là phi báo không thể nhượng những người đó kiêng kỵ, tự nhiên độ khó công việc sẽ gia tăng rất nhiều, đây là không thể nghi ngờ. Cũng là phi báo hiện nay, sợ rằng nhức đầu nhất giờ đi. Dù sao bọn họ hiện nay vô luận là thực lực hay là nội tình, đều thực sự quá yếu. Chỉ dựa vào dọa người, hay là dựa quốc gia bộ môn loại này thân phận đặc thù, khẳng định không được. Dù sao vòng tròn nội có chút thế đầu, đây chính là thực sự không sợ trời không sợ đất a. Hơn nữa càng trọng yếu là, quốc gia bộ môn loại này thân phận đặc thù, đưa cho phi báo danh tiếng. Nhưng cũng đồng thời để cho bọn họ qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, không biết bị bao nhiêu trong vòng người khó chịu cùng căm thù. Vì vậy một khi có cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không chú ý bỏ đá xuống giếng. Bản thân chĩa vào tầng này thân phận đi qua, khẳng định cũng sẽ phải chịu không ít căm thù. Có chút phiền phức a. Như vậy ước chưa tới nửa giờ sau, một chiếc quân dụng tư nhân loại nhỏ máy bay, từ tỉnh Giang Nam phi báo căn cứ xuất phát. Lái về phía lĩnh Nam chuyên ra hướng. Lĩnh Nam núi lớn, ta quần sơn trùng điệp ở chỗ sâu trong. Đại thụ che trời che khuất bầu trời, lại có xà trùng thử nghĩ kỳ đa, gốc cây rắt, quái thạch đá lởm chởm, mùi thơm lạ lùng sương mù. Còn đây là thế nhân khó có thể tưởng tượng thâm sơn đại trạch chỗ cực sâu, là một bộ từ xưa mà lại tràn đầy tự nhiên hơi thở hình ảnh, cùng công nghệ cao hiện đại hóa đại đô thị có cách biệt một trời. Thanh phong phất động. Cành khô, ố vàng lâm lá khắp nơi trên đất cổ mộc nhẹ nhàng chập chờn, xum xuê cành lá phát sinh tuôn rơi tiếng vang, không khí thanh tân chảy xuôi. Xa xa, san sát nối tiếp nhau che trời cự phong vô số kể, có như cũng sáp lăng tiêu lợi kiếm, có như khai thiên tích địa búa lớn tạc ra sâu vết, có như sương mù dày đặc bao phủ tiên linh nơi. Nói chung rầm rộ, nguy nga chìm hồn, không hổ là hoa hạ tam đại kỳ phong một trong, cùng vương phòng, côn lôn đặt song song. Có một không hai mái vòm. Từ xưa đến nay lĩnh Nam núi lớn đó là vết người rất hiếm thần thánh nơi, nhưng đồng thời cũng là người trong võ lâm lánh đời khổ tu chỗ vui chơi. Bởi vì nơi này vắng vẻ không tiếng động, không có thế tục đều hỗn loạn phiền phức vần quanh, có vẻn vẹn chỉ là người tu đạo. Không sai, như Phật môn khổ tu sĩ vậy người tu đạo, bất nhiễm hồng trần, không gây chuyện, toàn tâm toàn ý chỉ vì đặt chân võ đạo đỉnh,
hoặc là muốn liếc mắt nhìn thế giới ở ngoài, đến tột cùng là như thế nào. Mà đang ở cái này lĩnh nam núi lớn sự giãn ra, ta dây leo, cành khô, hoàng lá, rêu xanh đan vào cổ lâm ở chỗ sâu trong, một chỗ tầm thường hiện đại hóa căn cứ quân sự lặng yên mà đứng, ngay một chỗ thấp bé trong thung lũng, an tĩnh không tiếng động. Thoáng làm cho nghĩ có chút ra làm trò. Mà nhưng vào lúc này, cần hiện đại hóa căn cứ quân sự, quân dụng loại nhỏ tư nhân máy bay ngừng chỗ, có một đám người, ăn mặc hơi chút cổ xưa y phục, hoặc là quân trang, lặng lẽ không nói, lặng lặng cùng đợi. Mà ở đám người kia cầm đầu địa phương, có hai vị thoạt nhìn khí thế phi phàm lão giả lặng lặng đứng thẳng. Trong đó một vị ăn mặc hắc sắc bào y, vây quanh theo đáng chú ý ngân sắc văn lộ biên giới, thần sắc có chút lạnh lùng nghiêm nghị, cả người phảng phất quấn vòng quanh sát khí, một bộ sinh ra vật tiến dáng dấp, đã có một cánh tay ống tay áo thoạt nhìn vắng vẻ. Người này không là người khác, chính là trước bị Trần Phi sợ đến tự đoạn một tay Mã Đông. Mà giờ khắc này đứng ở hắn bên cạnh một vị khác, thoạt nhìn niên kỷ tựa hồ nếu so với hắn không lớn lắm, vẻn vẹn chỉ là có 40-50, gương mặt tròn vo, treo đầy làm cho thoải mái dáng tươi cười, thật giống như kịch truyền hình trong ôm Mỹ Kim Bảo Viên ngoại vậy. Có chút hoạt kê, chỉ có trong mắt hắn thường thường xẹt qua một tia tinh mang, làm cho thấy, không khỏi hơi kinh hãi, không dám khinh thường cái này thoạt nhìn rất bình thường tên. Bởi vì người này không là người khác, chính là phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong, một cái được xưng là cười mặt ma tên. Cùng Mã Đông như vậy thất lão 80 tuổi già người so với, vị kia dường như cười Phật Di Lặc vậy 40-50 tuổi trung niên nhân không thể nghi ngờ muốn chói mắt rất nhiều, thậm chí chu vi không ít phi báo thành viên, len lén liếc hướng hắn bóng lưng nhãn thần đều không phải là tôn kính, mà là kính nể cộng thêm sợ hãi. Không sai, đúng là sợ hãi. Dù sao cười mặt ma như vậy xưng hô, nếu là ma, tự nhiên cũng không phải đùa giỡn. Còn nhớ rõ người này để cho người ghi khắc khắc sâu công tích, đó là 12-13 năm trước, hắn cư nhiên đem một cái nghiêm trọng vi pháp loạn kỳ tam lưu tông môn từ trên xuống dưới toàn bộ giết. Mà khi đó, hắn hình như vừa mới hơn 30 tuổi. Khiến rất nhiều người đều hơi bị sợ hãi than. Dù sao không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện người nào, đều có thể có như vậy ngoan lệ bản tính cùng với quả quyết thái độ. Hơn nữa người này cũng vẫn luôn không phải là cái đèn hết dầu, phàm là bị hắn để mắt tới thế lực hoặc nhân, một khi cũng không có kết cục tốt. Nga, được rồi, hắn còn có cái vốn tên là... Hình như là gọi Vương Đại Sơn đi. Đúng là cái rất giản dị thậm chí có một ít hoạt kê tên, nhưng hôm nay, từ lâu không người muốn ý, cũng không dám coi khinh hắn loại này tên. Bởi vì thực sự rất vướng tay chân, cũng rất phiền phức. Lão Mã A, vị kia có thể sắp tới, người khẩn trương sao? Đang lúc bọn hắn lặng yên không hơi thở lẳng lặng cùng đợi, vị kia cười Phật Di Lặc tựa như Vương Đại Sơn Vương huấn luyện viên đột nhiên cười cười, ánh mắt quét ngang hướng bên cạnh mình Mã Đông, dáng tươi cười dáng điệu thơ ngây khả cúc. Hanh, khẩn trương, ngươi muốn nói cái gì? Nghe vậy Mã Đông hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút nhục nhã nói. Nếu là đổi thành những người khác hỏi hắn lời như vậy, hắn sợ rằng đều phải nhìn không được trở mặt, dù sao tay hắn. Nhưng bây giờ hỏi hắn câu nói này cũng Vương Đại Sơn, người kia, liên hắn đều kiêng kỵ không ngớt a. Đừng như thế căm thù ta được không? Ta cũng chính là thầm nghĩ tùy tiện tâm sự, nói, vị kia thật có cổ vũ giả tiên thiên thực lực. Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn khoát tay áo, híp mắt nói. Nghe vậy Mã Đông lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, giọng nói hơi có vẻ có chút đạm mạc, ngươi nếu nghĩ giả bộ nói, sao không đợi thẳng thắn tự mình ra tay thử xem. Đừng. Ta cũng không ngốc, tại sao muốn đi nếm mùi thất bại a? Có thể nghe nói như thế, cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn béo đô đô mặt tròn lại trực tiếp tả hữu dung cái liên tục, một bộ đương nhiên lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cuồng vọng đến liên cổ vũ giả tiên thiên cường giả, đều không để vào mắt. Nguyên lai ngươi Vương Đại Sơn, cũng có sợ thời gian a? Nghe vậy Mã Đông lạnh lùng nghiêm nghị nét mặt già nua vi hơi trầm xuống một cái, giễu cợt nói. Ta không phải sợ. Chỉ là có tự mình hiểu lấy mà thôi. Thế nhưng cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn nghe vậy lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, giọng nói trở nên có chút nghiền ngẫm lên bất quá, cũng liền chỉ là cổ vũ giả tiên thiên mà thôi. Nói lấy ta tình huống hiện tại, cũng không nhất định biết sợ hắn Nga. Ngươi lời này có ý tứ, lẽ nào? Nghe vậy Mã Đông ra mặt tử mạnh run lên, chợt khàn khàn đôi mắt nổ bắn ra ra lau một cái khó có thể tin tinh mang, ngơ ngác nói ngươi, ngươi. Ngươi đột phá.
Cho tới nay, đối phương thế nhưng cùng hắn đỉnh thời kỳ một cấp bậc, chính là nửa bước tiên thiên, nhưng bây giờ, đối phương lại còn nói hắn hình như cũng nhanh đạt tới, khó khăn, chẳng lẽ, hắn đã đột phá đến rồi cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Nghĩ đến đây dù là lấy tuổi của hắn cùng lòng dạ, cũng không nhịn được hơi cũng hít một hơi khí lạnh, mãn mâu phức tạp cùng chấn động vẻ. Một là có cảm cho hắn đã rơi cùng với đối phương xa xa vượt qua hắn một mảng lớn, hai là hắn biết rõ, đối phương tu luyện võ học nội công cực kỳ quỷ dị, ở cùng cảnh giới trong có vẻ cường đại dị thường, ít có người có thể địch. Vì vậy nếu là đối phương thật có thể đủ đột phá đến cái cảnh giới kia nói. Hắn đột nhiên nhìn không được cả người run rẩy, mí mắt rất nhỏ run run. Vương huấn luyện viên chúc mừng, trầm mặc đã lâu, hắn vẻ mặt chán nản nói. Lấy hắn hôm nay tình hình, cái cảnh giới kia, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội đi. Nghe vậy cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn thật giống như không nghe được tựa như, chỉ là dáng điệu thơ ngây khả khúc cười, đôi mắt híp lại, thản nhiên nói có người nói lúc này đây lĩnh Nam núi võ học đại hội có thể không yên ổn, trẻ tuổi, đã liên tục không ngừng xuất hiện mấy không được tên. Chân chính kiệt xuất người, vốn là sẽ không cực hạn hậu thế người phạm vi nhìn bên trong. Người là như vậy, vị kia cũng là như vậy. Một đời người mới thay người cũ, làm rắn cắn kim câu, không phải sao? Nghe vậy Mã Đông lại dị thường bình tĩnh nói. Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn trong miệng mấy cái gọi trẻ tuổi khó lường người, trên thực tế hắn sớm đã có nghe thấy, thậm chí dĩ vãng còn thường xuyên cảm thán vạn phần, có vài người, cũng đồng nghiệp bất đồng người a. Phảng phất vừa hiện thế, tự có thể trở thành thế nhân tiêu điểm, đạt được ông trời già sủng ái, nhưng lại hình như đương nhiên. Mà đến bây giờ, hắn loại này cảm xúc trở nên càng ngày càng sâu, nhất là ở chính mắt thấy vị kia hơn 20 tuổi, tên là Trần Phi tuổi nhỏ người sau. Bối cảnh hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, ngươi, dám tin tưởng sao? Ngươi nhưng thật ra thấy mở, gì, hình như tới. Nghe vậy vị kia cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn kinh ngạc cười cười, chợt đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì không bầu trời xa xăm, đã truyền đến cắt vắng vẻ máy bay động cơ tiếng nổ. Ước gần 10 phút sau. Một chiếc quân dụng tư nhân loại nhỏ máy bay ngừng chạm đất. Theo liền thấy một vị hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người từ bên trong buồng phi cơ chậm rãi đi ra, đi lên xuống nấc thang. Cúi chào. Sau đó chợt nghe đến một tiếng sục sôi hữu lực hô quát, một đám mặc cũ kỹ trang phục còn có bộ phận ăn mặc quân trang phi báo thành viên đồng loạt hướng Trần Phi kính một cái chào theo nghi thức quân đội, trong miệng hô lớn tổng huấn luyện viên. Ngay cả Mã Đông cùng với cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn hai vị cũng không ngoại lệ. Như vậy sau, Mã Đông sửa sang một chút tâm tình của mình, hướng về cách đó không xa vị kia tuổi còn trẻ thân ảnh nghênh tiếp đi tới, tất cung tất kính nói tổng huấn luyện viên xin chào. Trên đường hạnh khổ. Đâu đâu, các ngươi trận này trưởng nhưng thật ra làm ta sợ hết hồn. Bất quá rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này còn không có chậm quá mức mà, không nghĩ tới đối phương cư nhiên làm lớn như vậy chiến trận, thần sắc có chút cổ quái nói. Bất quá theo sát mà. Hắn lại đột nhiên chú ý tới Mã Đông phía sau vị kia béo đô đô thân ảnh, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi xẹt qua một tia vẻ kinh dị, có chút kinh ngạc nói vị này chính là. Không phải nói bọn họ phi báo không có cái cảnh giới kia tồn tại sao? Thế nào hiện tại? Tổng huấn luyện viên xin chào. Ta trước tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi là Vương Đại Sơn, cùng Mã huấn luyện viên vậy, đều là tổng bộ phó huấn luyện viên. Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn chậm rãi về phía trước. Hai mắt cười híp mắt chăm chú nhìn Trần Phi, cho ra một loại áp lực vô hình. Mà ở cảm thụ được cổ áp lực vô hình bao phủ đến, Trần Phi khóe miệng không khỏi lộ ra nhàn nhạt tiêu ý, sau đó chậm rãi củng khởi, buộc vòng quanh lau một cái có nhiều ý tứ hàm xúc lãnh đạm nói trời nóng bức này, nhượng như ngươi vậy một vị. Tự mình đến nhận ta, thật là có chút không dám nhận a. Tổng huấn luyện viên. Nghe vậy Mã Đông vô ý thức thần sắc biến đổi, hai tròng mắt lược ra nghi hoặc còn có run. Đương nhiên không chỉ là hắn, ngay cả vị kia cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn cũng nao nao, sau đó híp mắt lắc đầu xin lỗi nói tổng huấn luyện viên ngươi lời này nhưng ngay khi gảy sát ta. Ngươi là tiền bối, lại là lãnh đạo, vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực tu vi, đều so với ta cường, tới đón tiếp là phải làm. Trách ta, nhất thời có chút ngứa nghề, xin tổng huấn luyện viên chớ trách. Rất hiển nhiên hắn hiện tại rốt cục phản ứng kịp. Hắn vừa rồi cái loại này cử động là có cỡ nào không thích hợp. Thậm chí nói khó nghe giờ, cái này đều đã có thể coi là làm là mạo phạm, đúng một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả mạo phạm.
Nếu đổi cái tính tình thối giờ, không chừng hắn hiện tại sẽ là hậu quả gì nhỉ? Nói như thế Trần Phi cũng còn xem như là tính tình không tệ. Cái gì ai cũng chớ trách, đùa giỡn, đều là nói đùa. Bất quá Vương huấn luyện viên ngươi thật giống như đã đột phá đi. Chuyện khi nào mà? Trần Phi trên thực tế cũng không phải thật muốn tức giận, mà là vì gắn bó một loại hắn tổng huấn luyện viên thân phận nghe vậy. Mặc dù là trên danh nghĩa, cũng nên hơi chút có cái hình dạng đi. Cho nên khi hắn nghe được đối phương xin lỗi, liền không chút do dự, không chút suy nghĩ tự bỏ qua, trái lại hiếu kỳ nói. Dù sao lấy hắn quan sát năng lực, đương nhiên liếc mắt cũng đã nhìn ra, đối phương đã vượt qua bước vào tiên thiên lớn nhất cánh cửa, chỉ cần vững chắc xuống tới, tự không sai biệt lắm đã có thể xác định đi đến tiên thiên. Nếu để cho La Viễn Chí La thủ trưởng biết tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Bởi vì trước đó mấy tháng trước, bọn họ phi báo cũng còn liên một vị cổ vũ giả tiên thiên cũng không có, nhưng bây giờ, coi là chính hắn, đều đã có hai cái. Cái này hoàn toàn tuyệt đối xưng là thực lực đại tăng, thật đáng mừng. Kỳ thực cũng chính là mấy ngày hôm trước chuyện tình, bất quá có lẽ là bởi vì vừa đột phá duyên cớ đi, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc xuống tới, vì vậy, ta hiện tại cũng không tính là danh chánh ngôn thuận cổ vũ giả tiên thiên đi. Nghe vậy cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn dáng điệu thơ ngây khả cúc cười, chút nào không gặp kiêu ngạo tự mãn hoặc cái khác. Thật giống như hắn thấy, có thể đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới, là nhất kiện rất theo lý thường chuyện đương nhiên, không đáng kiêu ngạo. Là như thế này à? Nghe vậy Trần Phi vô ý thức sờ sờ cằm, đột nhiên khóe miệng cong lại, nói Vương huấn luyện viên, nếu không chúng ta luận bàn một chút, thế nào? Nghe nói như thế vô luận là Mã Đông hay hoặc là Vương Đại Sơn đều ngây ra một lúc. Bất quá theo sát mà cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn tròn vo thịt trên mặt, tự lộ ra lau một cái vì vui vẻ nói thực sự. Hắn đương nhiên minh bạch Trần Phi cử động này không phải là đang tìm hắn phiền phức, mà là đang giúp hắn. Bởi vì hắn hiện tại vừa đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên, chưa triệt để quen thuộc, nắm trong tay tầng thứ này đích thực chính lịch lãm. Vì vậy nếu là lúc này có thể có người cho hắn làm bồi luyện nói, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn chuyện tình. Bởi vì, này có thể làm cho hắn nhanh hơn nắm giữ hiện lực lượng của hôm nay, sớm hơn danh chánh ngôn thuận trở thành cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Mà hấp dẫn như vậy, hắn đương nhiên chống lại không được. Chợt chỉ thấy hai tay hắn ôm quyền, cười dài mở miệng nói đa tạ tổng huấn luyện viên. Xin chỉ giáo. Đi sân huấn luyện đi. Thấy tình cảnh này Mã Đông Mã huấn luyện viên mặc dù thần sắc hơi có vẻ dị dạng, nhưng vẫn là hăng hái bừng bừng nói. Hai đại cổ vũ giả tiên thiên cường giả trong lúc đó luận bàn, loại sự tình này mà cũng không thông thường. Như vậy chỉ chốc lát sau, Trần Phi cùng với cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn đám người liền xuất hiện ở phi báo căn cứ ở chỗ sâu trong ta lộ thiên sân huấn luyện nội. Cùng lúc đó, không ít phi báo thành viên cũng đã nghe thấy tin tới rồi. Một đám trên mặt đều hiện lên theo rung động cùng vẻ chờ mong. Dù sao cho bọn hắn mà nói, cổ vũ giả tiên thiên đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng bây giờ lại muốn làm trò mặt của bọn họ mà giao thủ luận bàn, há có thể không vạn phần mong đợi. Trên thực tế ở rất nhiều phi báo tổng quản thành viên trong mắt, Trần Phi cái này cái gọi là trên danh nghĩa tân nhậm tổng huấn luyện viên, hoàn toàn là thình lình xảy ra, rất đột ngột không biết từ đâu xuất hiện. Tự nhiên xa không giống bọn họ đúng Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên như vậy hiểu rõ, vì vậy chớ đừng nói gì kính sợ. Dù sao Trần Phi thoạt nhìn chân thực quá tuổi còn trẻ, thậm chí tuổi còn trẻ đến bọn họ có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng bọn họ ai cũng rõ ràng, tổng huấn luyện viên cái vị trí kia, cũng chỉ có cổ vũ giả tiên thiên cái cấp bậc đó tông sư cường giả, mới có tư cách ngồi. Nhưng vấn đề là hiện tại, trẻ tuổi như vậy. Thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi tổng huấn luyện viên, như vậy niên kỳ cổ vũ giả tiên thiên, thật sự có khả năng sao? Không nói bọn họ, trên thực tế ngay cả cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn, ở nhìn thấy Trần Phi trước kỳ thực cũng đều có chút không tin lắm. Chỉ là hiện tại, tin tưởng bất luận cái gì một vị hắn loại này cấp bậc cường giả, đều chính mình thường nhân khó có thể sánh bằng nhận biết, có thể phân rõ tu vi khí tức, chớ nói chi là đánh từ vừa mới bắt đầu. Trần Phi tựu căn bản không có ẩn giấu, đem mình luyện khí tứ trọng tu vi khí tức thoáng phóng ra một điểm đi ra. Cố ý nhượng hắn cảm giác được. Cho nên khi Trần Phi trước từ trên phi cơ xuống tới, cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân nhân thời gian, trên thực tế đã không phải không thừa nhận, đây đúng là một vị chân chính cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Cùng lúc đó,
dù là hắn loại này tính tình cũng không khỏi không cảm thán. Trên đời này, xác xác thật thật là có kinh thế tuyệt diễm thiên tài a. Dù sao hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Ai dám tưởng tượng? Hô! Mà nghĩ đến đây, cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn trên mặt vẫn lộ vẻ dáng điệu thơ ngây khả cúc dáng tươi cười, đều vào giờ khắc này theo bản năng thu liễm mấy phần, sau đó bước tiến khỏe mạnh hữu lực bán ra, trong nháy mắt dĩ nhiên làm cho cảm giác được một loại cuộn trào mãnh liệt sát khí dâng trào ra, thật giống như ma thần vậy, cùng trước hắn cho người hình tượng Nam Viên Bắc Triệt. Rất hiển nhiên cho đến lúc này, hắn bị người xưng là cười mặt ma ma tự, mới từ từ có chút hiển hiện ra. Dù sao, đây cũng không phải là lãng đắc hư danh. Oanh! Mà đang ở hắn bước tiến chậm rãi bán ra sau, sân huấn luyện mọi người chung quanh bất ngờ có chút sợ hãi phát hiện, bọn họ cư nhiên có thể cảm giác được một làm người ta đè nén khí tức bao phủ, hơn nữa chính như tĩnh mịch hỏa sơn vậy, vây quanh Vương Đại Sơn vương huấn luyện viên thân thể ngưng tụ. Nhìn nữa hắn cặp kia nguyên bản cười dài, thường xuyên thích hơi híp hai mắt, lúc này chợt đã trở nên sảng giọng, phong mang lên, đồng thời toàn thân còn cổ đãng khởi trầm muộn tiếng ngựa hí, thật giống như ma khiếu vậy. Loảng xoảng đương, sân huấn luyện chu vi đột ngột phát sinh một thứ gì đó động thanh âm. Không ít người thần sắc sợ hãi gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc hơi có chút trở nên trắng, lần thứ hai nhìn phía Vương Đại Sơn Vương Phúc huấn luyện viên ánh mắt, đã nhiều hơn lau một cái rung động thật sâu. Bọn họ là quân nhân, là trong tinh anh siêu cấp tinh anh, vì vậy đã định trước bọn họ không thể nào biết quá mất thái, vậy mà lúc này, bọn họ khóe miệng hơi run run tràng cảnh, cũng còn là bán đứng bọn họ nội tâm. Cái này Vương Đại Sơn Vương Phó huấn luyện viên hôm nay hiện hiện lúc đi ra, tựa hồ so với hắn dĩ vãng lại lợi hại rất nhiều, vân vân chờ đã, chẳng lẽ có chút ý tứ. Không chỉ là bọn họ, dù là Trần Phi ở cảm thụ được đối phương loại khí thế này thời gian, cũng không nhịn được khóe miệng hơi lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Cùng vi ngưng. Bởi vì từ lúc này loại khí thế này đến xem, người Vương Đại Sơn Vương Phó huấn luyện viên thực lực, tựa hồ đã có thể theo kịp phổ thông cổ vũ giả tiên thiên, mà cái này, nhưng vẫn là hắn chưa triệt để vững chắc xuống tới tu vi, không thể quen thuộc nắm giữ, khống chế tự thân thực lực là lúc. Nhìn như vậy lên, cái này Vương Đại Sơn Vương Phó huấn luyện viên ngược lại cũng quả thật có một ít bản lĩnh a. Mà nhưng vào lúc này, đang lúc mọi người ngưng túc đã rung động nhìn kỹ dưới, Vương Đại Sơn Vương Phó huấn luyện viên đã hóa thân trở thành một mặt lạnh băng, cả người sát khí đằng đằng sinh ra vật gần giống, nhìn Trần Phi Liota môi một cái, phảng phất có một loại nhàn nhạt ma tính tổng huấn luyện viên, xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Sau ba chữ đột ngột gian như nổi trống vậy chấn động lên, cái loại này trầm muộn khí tức mạnh đặt ở sân huấn luyện nội, mọi người mạnh trái tim vừa kéo. Đây là, mà ở cảm giác được cái loại này làm người ta không hiểu tâm quý nặng nề sát khí đằng đằng xu thế, Trần Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi sâu đậm nhìn thoáng qua đối phương, xòe bàn tay ra, hơi khúc trương, nói đến đây đi, động thủ đi. Như ngươi mong muốn. Oanh! Nhất thời, phảng phất toàn bộ sân huấn luyện nội sát khí bạo phát, sau đó chỉ thấy Vương Đại Sơn Vương huấn luyện viên bàn chân mạnh dẫm một cái, sở chạm đến chỗ chu vi. Mặt đất đều mắt thường có thể thấy được ra nẻ lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo hắc hồng, bạo xạ ra. Thật nhanh, chỉ là cái này vừa mới bắt đầu, vây xem ở sân huấn luyện chung quanh phi báo tinh anh môn, thay đổi không khỏi thất kinh, thần sắc chợt biến. Bởi vì bọn họ cực kỳ hoảng sợ phát hiện mình, cư nhiên đã thấy không rõ Vương Đại Sơn Vương Phó huấn luyện viên động tác. Thương! Mà nhưng vào lúc này, mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo leng keng thanh, quả thực không biết khi nào, Vương Đại Sơn Vương Phúc thân ảnh của huấn luyện viên, thì đã xuất hiện ở sân huấn luyện trong Trần Phi ngay phía trước, năm ngón tay nắm tay, như đạn pháo vậy, đập hướng Trần Phi, lại bị người sau tiện tay một chưởng trực tiếp đẩy ra. Không chỉ có như vậy, Trần Phi theo sát mà còn mạnh hơn ánh mắt một lệ, biến chưởng thành quyền, từ trên xuống dưới chém nện xuống đến, nhắm ngay Vương Đại Sơn Vương Phó huấn luyện viên xương bả vai. Người sau nhất thời làm bộ vừa đỡ. Phanh. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng Trần Phi một quyền này lực đạo lớn kinh người, cư nhiên giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy hung hăng đập rơi, chém nện ở song trưởng của hắn trên, khiến cả người hắn thân thể đều rung lên một cái thật mạnh, một không bình thường hồng nhuận nảy lên hai bên gương mặt, há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, hắn còn theo sát mà giơ chân lên hung hăng giẫm một cái.
nhất thời mặt đất ùng ùng ít nói sụp đổ, sử nhất tọa ba thước đường kính khoan hố sâu, đen như mực, trong thoáng chốc tản ra làm người ta sởn tóc gáy hiên vụ. T. Cái này. Một màn này khiến mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, đều không thể ức chế run rẩy, vẻ mặt cổ quái cùng kinh khủng. Cư nhiên có thể, mạnh như vậy. Một trận thanh phong phất đến, thổi tan mặt đất tứ tán mà bay yên vụ, chỉ thấy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên hai tay hổ khẩu hơi rạn nứt, vẫn còn không tự chủ được run rẩy, một luồng sợi tiên huyết lưu lại, dị thường chói mắt. Không hổ là tổng huấn luyện viên, ngươi là tu luyện nhà ông bà ngoại công, cảm thụ được hổ khẩu truyền tới từ trận đau đớn, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên mặt không thay đổi liota môi một cái, con ngươi xẹt qua một tia ma quang nói. Miễn cưỡng coi là vậy đi, cơ thể của ta muốn so với người bình thường cường một điểm, vì vậy ngươi cũng phất lờ. Tốt nhất, có thể đem ngươi thực lực chân chính lấy ra nữa. Nghe vậy Trần Phi mỉm cười, ý có điều chỉ nói. Thực lực chân chính. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nao nao, hai mắt dưới ý bảo lộ ra vẻ cổ quái, sau đó cả người khí thế dần dần lãnh, chậm rãi nói vậy được rồi. Tổng huấn luyện viên, ngươi cũng nên cẩn thận, tiếng nói vừa dứt. Từ trong cơ thể hắn cư nhiên bỗng nhiên lần thứ hai hiện ra một khổng lồ, làm người ta cảm giác đè nén ma sát khí, trong nháy mắt thân hình khẽ động. Sau đó ngay sau đó, hắn cư nhiên ở một chốc xuất hiện ở Trần Phi phía bên phải. Lúc này hai ngón tay cũng khúc, như kiếm chỉ vậy, lau một cái sâu màu đen cầu vồng ngưng tụ ra đến. Hầu như cũng liền nửa hô hấp gian, khiến khúc trương hai cái tay chỉ cư nhiên hiện lên hắc lên, một luồng làm người ta rung động khí tức xuất hiện. Hướng về Trần Phi hai vai đâm xuống. Là Vương Đại Sơn Ma Vân Chỉ, thấy tình cảnh này Mã Đông bỗng nhiên nín thở. Còn đây là Vương Đại Sơn tuyệt kỹ thành danh, mặc dù là đương sơ bọn họ chạy song song với, thực lực sấp xỉ là lúc, hắn cũng vạn phần không dám khinh thường một chiêu này. Bởi vì hắn từng chính mắt thấy được quá, có vị nửa bước tiên thiên cường giả ỷ vào gia tộc phòng giáp kiên cố, chẳng đáng Vương Đại Sơn một chiêu này, kết quả lại bị trực tiếp đâm ra lỗ máu, tại chỗ chết. Mà bây giờ, Vương Đại Sơn đã đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh, vì vậy cái này bôi hắn dẫn cho rằng tuyệt kỹ một chiêu này, sẽ trở nên mạnh bao nhiêu, hắn là thật rất muốn biết một chút về. Làm người ta chờ mong a. Ma Vân Chỉ. Mà đang ở hắn Mã Đông thất thần cái này một chốc, sân huấn luyện nội đã đột ngột vang lên một tiếng quát lạnh. Chỉ thấy kỳ Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên mặt như băng xương, ngón tay bất ngờ bị hắc sắc quấn. Sau đó, nhắm ngay Trần Phi thân thể bạo đâm ra. Mà khi hắn một chiêu này đâm ra sau, thân thể hắn khí tức, bất ngờ làm cho một loại lạnh như băng cắn người khác khủng bố nặng nề cảm. Hình như sẽ ăn mòn tất cả vậy. Có thể nhưng vào lúc này mọi người lại hoảng sợ cảm giác sân huấn luyện nội, lại một cổ không rõ sắc bén khí đấu phồng. Hình ý quyền ưng hình, tê kim chảo. Chỉ thấy Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái. Thân thể hơi khúc cung theo, một tay đặt thân thể hậu phương, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc trương đến cùng nhau, đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phất hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài, thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang vồ, móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Thập, phanh, cảm thụ được cái loại này phảng phất có thể xuyên thủng kim thiết lợi hại khí cuốn tới. Dù là Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lúc này, đang ở tinh khí thần tột cùng nhất, cũng không nhịn được chợt biến sắc. Kỳ hai tròng mắt theo sát mà liền nhanh chóng hiện ra lau một cái vẻ kinh hãi. Ngay tại lúc tiếp theo xiếp, hắn Trần Phi tay móng cùng hắn Ma Vân Chỉ ngạnh sinh sinh đụng thẳng vào nhau. Nhất thời vô hình khí thế đáng sợ dường như hỏa sơn phun trào vậy vỡ ra được, hai người vị trí trên mặt đất, thậm chí chu vi chỉ ít 7-8m trong phạm vi, đều ở đây trong khoảnh khắc trực tiếp đổ nát xuống. Cứng rắn tảng đá bản phạm vi lớn vỡ vụn, sau đó xuất hiện ở một cái hố sâu to lớn, khiến da đầu tê dại. Kết thúc sao? Nhìn cơ hồ bị phá hư đến trước mắt đống hỗn độn sân huấn luyện, Mã Đông vẻn vẹn chỉ là nhãn thần không hề chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, muốn biết kết quả, đến tột cùng là như thế nào. Cùng lúc đó, hắn còn vô ý thức nhìn không được kính úy trộm liếc một cái bên trong sân, cái kia tự thủy chí chung cũng không từng hoạt động quá mấy phần tuổi còn trẻ thân ảnh. Trong lòng tràn đầy cảm thán. Rất hiển nhiên, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên thực lực hôm nay, trong mắt hắn đã hoàn toàn xưng là siêu cấp đáng sợ, có thể kết quả ni. Lại cư nhiên từ đầu tới đuôi còn là hoàn toàn bị đè nặng đang đánh,
cái này ý vị như thế nào, hiển nhiên đã không cần nói cũng biết. Thế gian này trên, cư nhiên thật có đáng sợ như vậy thanh niên nhân. Thật là làm cho hắn kinh khủng hơn, lại có một ít không cam lòng a. Lẽ nào đây là cái gọi là bị lão thiên gia chiếu cố ví dụ? Khụ khụ, khụ khụ, khụ. Làm huấn luyện bên trong thành yên vụ từ từ tan hết là lúc, một đạo mệt mỏi tiếng ho khan xuất hiện ở mọi người tai liêm nội. Đã thấy Vương Đại Sơn đại vương huấn luyện viên một tay chống đỡ ngồi dưới đất, một con khác thi triển ma vân chỉ cánh tay gây sự chú ý lôi kéo, chậm rãi có một vòi máu tươi chảy xuôi xuống tới, theo đầu ngón tay tích rơi trên mặt đất, tí tách, mọi người cũng không nhịn được theo cái loại này luật động tâm nhảy yên lặng, cảm giác được áp lực. Rất hiển nhiên, trận này so tài kết quả, đã hoàn toàn hiện ra đi ra. Mặc dù Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành một gã cổ vũ giả tiên thiên cường giả, cũng tốt giống như vẫn như cũ không phải là Trần Phi địch thủ. Thậm chí từ đầu tới đuôi, hắn tự hoàn toàn là bị Trần Phi đè nặng đang đánh, ngay cả phản kích đều hơi lộ ra đơn bạc, vô lực a. Thậm chí không chỉ là mọi người có cảm giác như vậy, ngay cả Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên bản thân, lúc này đều có chút ngốc lăng, béo đô đô thịt trên mặt cặp kia vô ý thức hơi híp hai mắt, ngẩng đầu nhìn phía viễn phương. Kìm lòng không đậu có một loại cảm thán cảm xúc đang vang vọng. Quá mạnh mẽ. Cường đến hắn hoàn toàn cảm thấy thúc thủ vô sách. Mà loại này thậm chí có thể bị hắn xưng là tuyệt vọng đích tình cảm, ở đã từng lấy đã qua, hắn chẳng bao giờ ở bất kỳ một cái nào 60 tuổi dưới trên thân người, cảm thụ được quá, nhưng bây giờ. Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên mới bay lớn, có 30 sao. Siêu. Mà nhưng vào lúc này. Đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước người hắn, theo chỉ thấy đến Trần Phi thân ảnh quen thuộc kia ra hiện ở trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, khắp bầu trời yên vụ, trong nháy mắt hướng tứ phương thần tốc tản ra. Đang làm hết đây hết thảy sau, mới thấy hắn hơi hướng về Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên vươn tay, mỉm cười nói vương huấn luyện viên, cảm giác làm sao, có cái gì cùng trước không đồng dạng như vậy sao? Không giống với... Nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên một bên tiếp nhận Trần Phi tay, nhượng hắn đem bản thân đến lên, một bên hơi khẽ cau mày cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa, đột nhiên, hắn cặp kia hơi híp ánh mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia quang thải nói thân thể có chút thoát lực. Bất quá, hình như có chút vững chắc xuống. Cái gì vững chắc xuống? Tự nhiên là hắn hôm nay cổ vũ giả tiên thiên tu vi cảnh giới. Cổ ngữ hữu vân trọng áp là tốt nhất đá thử vàng. Mà vừa rồi tất cả đủ để sản sinh biến chất. Vậy là tốt rồi, đến rồi tiên thiên cảnh giới, tiểu thương bệnh nhẹ cái gì đều khôi phục cực nhanh. Vì vậy vương huấn luyện viên người cái này thân thương hẳn là tối đa 2 ngày là có thể tự lành, ứng với cần sẽ không để tâm chứ. Nghe vậy Trần Phi vuốt cằm có chút lúng túng cười cười. Bởi vì tựa hồ, hắn có chút quá độc ác. Tổng huấn luyện viên người đây là đâu? Nếu là không có ngươi, ta cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể bán ra bước này. Xin nhận ta cúi đầu. Nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên nhất thời thần sắc nghiêm túc nói. Cũng không cần như vậy. Thấy thế Trần Phi cười đưa hắn bẩy lên, sau đó đột nhiên nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói được rồi, vương huấn luyện viên, không ngại ta để hỏi hơi chút bí ẩn một chút chuyện tình đi. Tổng huấn luyện viên mời nói. Nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên chỉ là hơi sững sờ. Liền ngay tức khắc thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Vậy ta hỏi nữa. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi lóe lên, nghiêng người sang hạ giọng mở miệng, đem bản thân vừa rồi tự tò mò chuyện này, hỏi lên vương huấn luyện viên ngươi cái này tu luyện võ học nội công. Nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên nao nao. Bất quá chợt hắn vẫn theo thực lấy đáp đây là ta 30 năm trước cơ duyên xảo hợp ở lĩnh Nam núi lớn ở chỗ sâu trong phát sinh võ học nội công. Tổng huấn luyện viên ngươi có chút hứng thú, rồi hãy nói cuối cùng một câu kia nói lúc, hắn rõ ràng trần chờ một chút, thần sắc dị dạng, rất hiển nhiên là có chút hiểu lầm cái gì. Không phải là như ngươi nghĩ, ta chỉ là phát hiện, ngươi công pháp này, có đúng hay không có chút vấn đề nhỏ. Tỷ như, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi, Trần Phi khoát tay áo, thần sắc có chút cổ quái nói. Tổng huấn luyện viên ngươi đã nhìn ra. Nghe vậy Vương Đại Sơn vương phó huấn luyện viên nao nao, sau đó lộ ra lau một cái vẻ cười khổ, lắc đầu thở dài nói không sai. Ta đây võ học nội công tuy rằng lợi hại, cùng cảnh giới bên trong ít có người có thể cùng thực lực ta sánh vai, thế nhưng, nó lại có thể ở chút bất chi bất giác ảnh hưởng thần của ta trí,
nhưng ta trở nên có chút tàn nhẫn, thậm chí thật giống như nhập ma vậy. Tổng huấn luyện viên cũng không biết ta biệt hiệu đi, cười mặt ma, tại sao là ma? Chính là như thế tới. Trầm mặc một hồi, hắn lại mở miệng nói bổ sung. Trần Phi nghe vậy hơi hoạt ghê, vô ý thức nói vậy ngươi về sau. Có thể nói đến phân nửa hắn lại đột nhiên im miệng. Bởi vì hắn ý thức được hắn câu này gần thốt ra nói, hoàn toàn là nhiều lời. Đều chạy tới bước này, còn có thể làm sao? Tin tưởng đổi thành bất kỳ một cái nào những người khác, cũng đều sẽ chỉ có thể tuyển trạch tiếp tục kiên trì, một con đường đi tới hắc đi. Nếu không, còn có thể làm sao? Kỳ thực tổng huấn luyện viên ngươi cũng không cần như vậy lo lắng ta, bởi vì ta đã nặng đến có thể khắc chế nó biện pháp. Thế nhưng Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lại đột nhiên cười cười, nói. Trần Phi nghe vậy sửng sốt, thần sắc có chút cổ quái và hiếu kỳ nói biện pháp gì. Người khác không biết Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên cái này cổ quái công pháp lai lịch, hắn nhưng ở mới vừa luận bàn đối chọi trong, hơi chút nhìn ra một ít mánh khóe. Đây rõ ràng chính là một môn sơ cấp nhất, nhập môn cấp bậc tu chân giới ma tu công pháp. Vì vậy đồ chơi này mới có thể ảnh hưởng tu luyện giả thần trí. Dù sao cùng có thể cầu tiên hỏi cái thế giới kia người tu chân so với, trên địa cầu cổ vũ giả, năng lực còn là có vẻ quá yếu, tự nhiên khó có thể chống đối như vậy ma công ma tính ăn mòn. Tổng huấn luyện viên nhận thức cái này sao? Mà đang nghe Trần Phi nói, Vương Đại Sơn xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía thành bay, đột nhiên đem mặc áo triệt để vạch tìm tòi, lộ ra hai cái vẫn còn khẽ run sau kiên khu vực, khiến Trần Phi thấy hơi đôi mắt một ngưng. Phật ngữ chân ngôn chú. Trần Phi không nghĩ tới cư nhiên có thể nhìn thấy loại vật này, vẻ mặt ngưng trọng cùng vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy ngay Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên sau lưng, bất ngờ rậm rạp thêu màu vàng nhạt cực nhỏ chữ nhỏ, tự vuông viên, tản ra hơi yếu tia sáng. Nếu là Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên tu luyện ma công, vẻn vẹn chỉ là cái thế giới kia sơ cấp nhất, nhập môn cấp bậc hàng thông thường sắc nói. Vậy hắn hiện tại nhìn thấy loại này Phật môn thủ đoạn, lại xưng là tương giác dưới. Tương đối hiếm thấy Phật gia tiến dần từng bước cấp bậc thủ đoạn. Vì vậy hắn là thật không nghĩ tới, cư nhiên có thể ở địa cầu này nhìn thấy loại này cấp bậc tu chân Phật môn thủ đoạn. Chẳng lẽ, hắn thật xem thường địa cầu? Tổng huấn luyện viên ngươi cư nhiên biết. Mà đang nghe Trần Phi hơi yếu nỉ non thanh, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên vô ý thức hơi sửng sờ, sau đó giải thích nói hơn 10 năm trước, ta từng một thân một mình đi Tây giấu cung điện Potala hành hương. Ở nơi này, ta gặp một vị lão tăng, ở viên tịch trước, hắn ở ta trên lưng khắc lên mấy thứ này, nói là có lẽ có thể đến giúp ta. Tây Tạng cung điện Potala. Nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia như có vẻ suy nghĩ, chợt phất phất tay, mở miệng cười nói hắn nói quả thực không sai. Bất quá như vậy ta an tâm, đi thôi, Vương huấn luyện viên, ta nghĩ ngươi bây giờ cần phải đi nghỉ ngơi một chút. Nga, được rồi. Ngày hôm nay chuyện này tốt nhất đừng truyền đi, bất quá theo Trần Phi lại hơi chút bổ túc một câu nói. Vâng, tổng huấn luyện viên, ta hiểu được, ngươi yên tâm, có thể chúng cử chúng ta phi báo tổng bộ thành viên, ở trung thành phương diện đều không thể nghi ngờ, tin được. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nói. Như vậy tự nhiên tốt nhất, Trần Phi cười gật đầu, toàn mặc dù có người đến đỡ Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nghỉ ngơi đi. Trần Phi tự nhiên cũng giống như vậy. Mà khi Trần Phi lần đầu tiên tới phi báo tổng bộ, lại cùng Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên trận này có thể nói là rung động luận bàn chi chiến, hạ xuống màn che sau, không ngạc nhiên chút nào hấp dẫn đến rồi mọi người phi báo thành viên kính nể ánh mắt. Nhất là làm có tin đồn truyền ra, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đã bước vào cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới sau, loại này kính nể, loại rung động này, liền trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Dù sao loại sự tình này thực nghe quả thực quá mức rung động, bởi vì đây cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ đều là phi báo tổng bộ thành viên, trong tinh anh siêu cấp tinh anh, đương nhiên rất rõ ràng cổ vũ giả tiên thiên ý vị như thế nào, rõ ràng hơn có thể đánh bại một vị cổ vũ giả tiên thiên, hơn nữa người kia còn chỉ có hơn 20 tuổi hình dạng, đây càng ý vị như thế nào. Nói là dùng cả người hóa đá, trước mắt dại ra, không dám tin tưởng. Mọi việc như thế từ ngữ đều đã khó có thể hình dung ra bọn họ lúc này như tiến hành trong đích thực chính tình cảm. Nhưng nói chung, cái này quả thật có chút thật bất khả tư nghị, thậm chí có một ít thiên phương dạ đàm. Mà đến rồi loại trình độ này ở,
tự nhiên ở không người nào dám trong lòng sinh ra cái gì hoài nghi, nghi vấn Trần Phi có không có tư cách, đam mặc cho bọn hắn phi báo tổng bộ tổng huấn luyện viên nói như vậy. Bởi vì Trần Phi hôm nay biểu hiện ra tất cả, đã hoàn toàn chứng minh rồi. Không phải là hắn Trần Phi có không có tư cách, mà là phải nói bọn họ phi báo, có không có tư cách mời Trần Phi loại này kinh tài tuyệt diễm cái thế kỷ tài, đến bọn họ phi báo, đảm nhiệm tổng huấn luyện viên chức. Bởi vì lực lượng chân chính, phải không phân tuổi, chỉ có tôn kính, nhân vật như vậy, người chỉ có thể tôn kính hắn. Mà đối với toàn bộ phi báo tổng bộ các thành viên tâm tình của nội tâm dung chuyển, thân là chuyện này nhân vật chính Trần Phi đến không có quá mức lưu ý. Thừa dịp Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên dưỡng thương hai ngày này, hắn vừa vặn bớt thời giờ bế quan một lần. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, đang cùng Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đánh một hồi sau, thân thể hắn nội tựa hồ có mới biến hóa. Đạo thứ tư Tam Dương chân hỏa kiếm khí tựa hồ sẽ ngưng tụ ra tới, loại sự tình này mà hắn đương nhiên không có khả năng qua loa đại ý. Làm đủ chuẩn bị bế xem ra. Như vậy, hai ngày sau, Trần Phi thần thanh khí sảng từ bế quan căn phòng đi ra. Cùng lúc đó, Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, cũng nên chạy đi Thiên Khuê núi bên kia. Vương huấn luyện viên, đi thôi, cùng đi. Trước khi lên đường, Trần Phi tìm được Vương Đại Sơn. Ta cũng cùng đi, bị Trần Phi tìm tới cửa Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên tự nhiên rất vô cùng kinh ngạc. Không phải là ngươi muốn đi theo cùng đi, mà là hiện tại ngươi muốn đại biểu chúng ta phi báo, lấy cổ vũ giả tiên thiên thân phận, đi tham gia lần này lĩnh nam núi võ học đại hội. Thế nhưng Trần Phi lại cư nhiên như thế mở miệng, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái như có như không cười xấu xa nói. Hiện tại rốt cục có thể có người đỉnh vị trí của hắn, hắn tự nhiên cầu còn không được. Ta đi, có thể, thế nhưng, mặt trên không phải nói nhượng tổng huấn luyện viên ngươi tự mình đi vào. Nghe vậy dù là Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên cũng ngẩn người, có chút vô cùng kinh ngạc lên nói. Là bởi vì bọn hắn còn không biết ngươi đột phá. Nghe vậy Trần Phi lắc đầu, chậm rãi nói ta bây giờ tuổi còn quá tuổi còn trẻ, giả trang thanh niên nhân hoàn hảo, có thể thật nếu để cho ta đại biểu phi báo đi qua cùng những lão đầu tử kia giao tiếp, ta không có thói quen. Hơn nữa ta cũng thật không thích như thế nghênh ngang bại lộ trước mặt người khác. Lần này nếu không phải La thủ trưởng tự mình tìm tới ta, ta chắc chắn sẽ không lãm dưới loại này cật lực không được cảm ơn phá tội mà. Hiện tại vừa vặn có người cái này so với ta thích hợp hơn người xuất hiện, tự nhiên mới có thể người làm phiền. Thế nhưng ta hiện tại vừa đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới, sở dĩ phải không có một ít, thực lực thiếu, không trấn áp được những người đó. Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên tuy rằng nghe hiểu Trần Phi có ý tứ, có thể hắn vẫn có vẻ có chút chần chờ. Bởi vì dù sao hắn vừa đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên, ở thực lực phương diện, tất nhiên cùng các đại ẩn môn nhãn hiệu lâu đời cổ vũ giả tiên thiên cường giả có phát giác. Vì vậy dưới tình huống như vậy, nhượng hắn xung phong đi qua, có thể hay không có chút không trấn áp được những lão gia hỏa kia. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tuy rằng ta cũng không cùng mấy cái cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đánh, bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ. Phổ thông mới vào cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ người, hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Mà loại trình độ này, hẳn là đã đủ rồi đi. Dù sao trên đầu chúng ta thế nhưng nhìn chằm chằm quốc gia ngành đặc biệt mấy chữ này, không bao nhiêu người dám sằng bậy. Trần Phi sờ sờ cằm, chậm rãi nói. Trên thực tế, tự hai ngày trước Vương Đại Sơn tu vi cũng còn chưa triệt để vững chắc xuống tới, triển hiện ra thực lực, cũng đã hẳn là so với phổ thông mới vào cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ người. Mạnh hơn một đường, chớ nói chi là hiện tại hắn còn đã hoàn toàn thành tu vi vững chắc, thực lực phương diện lần thứ hai có tăng trưởng. Vì vậy nếu vẻn vẹn chỉ là lo lắng phương diện này nói, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì hắn Vương Đại Sơn hiện tại ở cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ tầng thứ này trong, đã không có khả năng xem như là người yếu. Tổng huấn luyện viên ngươi, nghe thế Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đương nhiên minh bạch Trần Phi là tới thực sự, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Yên tâm đi, ta cũng sẽ theo đi qua. Bất quá, lại sẽ là lấy thân phận của người trẻ tuổi. Trần Phi hơi hí mắt ra nở nụ cười, dáng tươi cười có vẻ có chút hỏng. Thiên Khuê núi ở vào lĩnh nam núi lớn ở chỗ sâu trong Tây Bắc Bộ, hầu như tất cả đều là núi non trùng điệp rừng sâu núi thẳng, cùng với cổ mộc che trời, lão đằng đan vào,
linh chi chán đá, mùi thơm lạ lùng tràn ngập rời xa nhân văn đô thị tinh khiết thiên nhiên tràng cảnh. Hơn nữa cần núi cực kỳ dốc đứng, thẳng đứng ngàn nhận, chu vi ba mặt tất cả là căn bản không hề gắng sức dở vách đá dựng đứng, chỉ có một mặt bị mở ra một cái vẻn vẹn chỉ đủ một chân thông qua khu vực, người thường căn bản không qua được, có chỉ cao chứng cũng không được. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định cổ vũ giả mới có biện pháp như dẫm trên đất bằng, bình thường đi tới. Mà lúc này, cần thông đạo xa xôi nhìn lại chính từ linh tinh mấy viên điểm đen nhỏ đang ở đi qua. Mà những, này tiểu hắc nhân không là người khác, chính là Trần Phi đám người. Hưu, chỉ thấy Trần Phi một bên mặt không thay đổi bàn chân đạp ở nhỏ hẹp thông đạo núi, một bên thoáng xuống phía dưới phương sâu không thấy đáy tuyệt cốc liếc mắt một cái. Không khỏi đầu một bất tỉnh, thiếu chút nữa không một cước đạp chợt té xuống đi. Bất quá cũng may là hắn phản ứng cũng đủ cấp tốc, kỳ dưới chân trong nháy mắt hiện lên lau một cái hơi yếu màu trắng sữa tia sáng, đem thân hình của hắn hơi định trụ, cuối cùng cũng an toàn. Thấy tình cảnh này Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nhìn không được nhẹ giọng nói tổng huấn luyện viên, ngươi. Không có chuyện gì chứ. Hiển nhiên hắn nhưng thật ra hơi có chút nhớ nhung không thông, cái này đi thông thiên khuê núi con đường. Tuy rằng chật hẹp, vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp kế tiếp bàn chân tả hữu phạm vi, nhưng đối với Trần Phi loại cấp bậc đó cao thủ mà nói, loại trình độ này, cũng không tính là cái gì đi. Nhưng bây giờ, làm sao sẽ? Vương huấn luyện viên không phải là gọi ngươi đổi giọng sao? Ta hiện tại không có thể như vậy cái gì tổng huấn luyện viên, mà là tiểu đội trưởng. Trần Phi vừa nói, một bên đột nhiên lại không nhẫn nại được cả người run một cái. Môi chiến run đầu nói ta đột nhiên phát hiện, ta hình như có chút chỉ cao chứng a. Chỉ cao chứng. Nghe vậy không khỏi chính là Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên sửng sốt, tự liền đi theo phía sau bọn họ tránh mấy vị phi báo thành viên đều cũng một chút giật mình, chợt thần sắc hơi cổ quái, tựa hồ muốn cười, rồi lại nín không dám cười đi ra. Bọn họ đều là theo Trần Phi còn có Vương Đại Sơn cùng nhau, đại biểu phi báo, trước tới tham gia lúc này đây lĩnh Nam núi võ học đại hội. Dù sao luôn không khả năng nhượng Trần Phi, Vương Đại Sơn hai người bọn họ quang can tư lệnh đến đây đi. Nhiều lắm ném phi báo mặt. Vậy nếu không phải đến đỡ người đi qua, một lát sau Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên do dự mà nói rằng. Tuy nói lấy Trần Phi cái loại này thực lực siêu cường trình độ, cư nhiên sẽ có chỉ cao chứng loại này không giải thích được chứng bệnh, là có chút làm người ta buồn cười, thế nhưng, loại bệnh này xuất hiện ở đây loại đặc thù giải đất, cũng vẫn là hết sức nguy hiểm. Dù sao Trần Phi nếu thật một cái sa ngã, té xuống loại này sâu không thấy đáy vùng cấm tuyệt cốc, sẽ có kết quả gì, thật cũng có chút khó nói a. Vậy cũng không cần, ta chỉ là trong lòng khó chịu, ngã không đi xuống. Nghe vậy Trần Phi hơi có chút trên mặt nóng lên nói. Trên thực tế lấy thực lực của hắn, căn bản không khả năng té xuống đi. Bởi vì hắn đã sớm nắm giữ có thể ngắn phiêu lơ lửng trên không trung pháp thuật trôi thuật. Nhưng vấn đề là chỉ cao chứng loại vật này, hắn chính là nhìn không được chột dạ a, căn bản không dám nhìn xuống, bằng không, hắn sợ trái tim cũng phải nhảy ra ngoài. Tối đa có nửa tiểu nửa khắc đồng hồ, chúng ta thì có thể đi qua khu vực này, tiến nhập Thiên Khuê Phường Thị. Hôm nay Khuê Phường Thị chính là cả tòa Thiên Khuê núi phương viên vài trăm dặm, thực lực cường đại nhất ẩn môn, từ Bạch gia trưởng quản, có người nói cần bên trong gia tộc có một vị tuổi gần 90 cổ vũ giả tiên thiên lão tổ tọa trấn. Thủ đoạn không kém, vì vậy cũng xưng là cái này lĩnh Nam núi lớn nội nhất phương tiểu bá chủ. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn thẳng thắn cùng Trần Phi rỗi rãnh trò chuyện, phân tán sự chú ý của hắn. Lại nói tiếp, cái này lĩnh Nam núi lớn từ trình độ nào đó mà nói, đã đủ để xưng là một cái khác không đồng dạng thế giới. Cắt đứt theo hiện đại hóa đại đô thị bên trong người thường cùng cái này lĩnh Nam núi lớn cổ vũ giả các. Ẩn môn. Ta nhớ kỹ tối thiểu cũng muốn chính mình một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả, mới có tư cách được xưng là ẩn môn đi. Như vậy tồn tại, lĩnh Nam đại nội nhiều không? Quả nhiên Trần Phi một chút đã bị hấp dẫn đi lực chú ý, có chút tò mò hỏi. Hắn tuy rằng coi như là địa đạo đạo cổ vũ giả trong vòng người, nhưng vấn đề là hắn từ nhỏ là ở trong đô thị lớn lên, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên cũng lười cùng hắn nhắc tới những chuyện này, vì vậy không hiểu rất rõ những chuyện này. Dù sao ẩn môn không có thể như vậy Thánh Hỏa Tông cái loại này nhị lưu cổ vũ giả tông môn, lấy trước mắt hắn tu vi thực lực mà nói, còn là hơi chút hứng thú. Nhiều, làm sao có thể nhiều? Mặc dù là tại đây lĩnh Nam núi lớn bên trong,
có tư cách được xưng là ẩn môn cổ vũ giả tông môn, nhiều lắm cũng chỉ có 5 ngón tay số. Hơn nữa Thiên Khuê phường thị Bạch gia, cũng coi như một cái. Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nghe vậy nhất thời lắc đầu nói. Phải biết rằng có thể có được cổ vũ giả tiên thiên cường giả chấn giữ cổ vũ giả tông môn hoặc gia tộc, đây cũng không phải là đùa giỡn, thật muốn là hơn, chẳng phải là lộn xộn. 5 ngón tay số, chưa 5 cái, nghe vậy Trần Phi tiếp tục hiếu kỳ nói. Nhìn chung cái này lĩnh nam núi lớn thiên lý trong phạm vi, cùng sở hữu 4 thế lực lớn cực mạnh, có tư cách không thể tranh cãi được xưng là ẩn môn. Chúng nó theo thứ tự là ta trước nhắc tới Thiên Khuê phường thị Bạch gia, phía đông nam gương sáng nhai Thanh Khâu, càng bắc phương hướng lạnh khủng cây Ethiota kiếm tông cùng với ác long đàm hóa đao ổ. Đến mức những thứ khác. Nói đến đây Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên Vi hơi dừng một chút, còn nói thêm đến mức những thứ khác tông môn thế lực đều hơi có vẻ bạc nhược một ít, cùng phía trước tứ gia không cách nào so sánh được. Thanh Khâu, tốt tên kỳ cục, nghe vậy Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên có chút cổ quái nói thầm nói. Tên là cổ quái một ít. Bất quá hắn lại là cả người trong võ lâm đều hướng tới thánh địa A. Có thể nào biết Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nghe vậy, nhưng ở béo đô đô trên mặt tròn lộ ra lau một cái hiệp xúc dáng tươi cười, có chút tự tiếu phi tiếu nói. Thánh địa, giải thích thế nào? Trần Phi ngẩn ra nói. Bởi vì Thanh Khâu chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, hơn nữ các xinh đẹp, diện mạo tuyệt hảo, phong hoa tuyệt đại. Nếu không phải là bởi vì ta hiện tại đã già rồi, hắc hắc. Khó có được Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lại lộ ra một tia hắn chiêu bài kia tính dáng điệu thơ ngây khả khúc dáng tươi cười, nhưng lúc này, hắn nụ cười này rơi vào Trần Phi trong mắt, làm thế nào xem thế nào đều có một loại không thích hợp mà cười xấu xa. Có thể nhưng vào lúc này Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lại hiệp xúc cười nói tổng huấn luyện viên ngươi bây giờ chắc là độc thân đi. Nếu không suy nghĩ một chút Thanh Khâu đệ tử của đời này, ngươi yên tâm, phàm là bị Thanh Khâu công nhận nữ đệ tử. Đều tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ừ, vừa nói, hắn còn một bên hướng Trần Phi đệ đi một loại là nam nhân đều hiểu được ánh mắt. Ánh mắt kia quả thực khiến Trần Phi thẳng sợ hãi, thần sắc hơi không nói gì. Có thể ngay sau đó hắn lại đột nhiên thần sắc cổ quái, vẻ mặt hiệp xúc nói nói Vương huấn luyện viên, ngươi không biết là năm đó cùng một vị Thanh Khâu nữ đệ tử, có cái gì nhiệt duyên đi. Ngạch, khụ khụ, làm sao có thể, nào có chuyện mà. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên trên mặt hiệp xúc vẻ đột nhiên cứng lại rồi, sau đó cố tình che giấu mạnh ho khan vài tiếng, nhãn thần đông miểu tây phiêu lên, có chút chột dạ. Nghe thế biên, đi theo Trần Phi phía sau một vị tuổi hơi lớn phi báo thành viên đột nhiên hắc hắc cười cười, như là hồi tưởng lại cái gì một vị năm đó quang huy sự tích, vẻ mặt buồn cười. Ngươi cười cái rắm. Thấy tình cảnh này Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nhất thời mặt tròn hơi đỏ lên. Cũng không cố đây là ở địa phương nào, thẹn quá thành giận, một cước liền hướng theo vị kia tuổi hơi lớn phi báo thành viên đạp bất quá đi. Bất quá tên kia rất hiển nhiên sớm có chuẩn bị, không chỉ có thân thủ mẫn tiệp, hơn nữa phản ứng cực nhanh, một chốc tự trốn được càng mặt sau đi, trong miệng còn đang lớn tiếng cầu xin tha thứ Vương huấn luyện viên ta sai lầm rồi, ta cái gì cũng không biết. Nhất thời nhìn không được Trần Phi đều cười ha ha lên. Vương huấn luyện viên xem ra ngươi có chút không thành thật Nga tương đương nói chỉ bằng ngươi cái miệng này, năm đó hẳn là rất sẽ lừa dối đi. Nói một chút coi, thành công không? Trần Phi nhất thời vẻ mặt bát quái tinh thần đạo. Làm một danh sinh trưởng ở thời đại mới hồng kỳ dưới thiếu niên, bát quái tinh thần tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Bởi vì, này mới có ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh, đức trí thể toàn diện phát triển. Ta làm sao biết thành công không? Đều là một ít chuyện cũ năm xưa. Không đề cập tới cũng được. Nghe vậy nhất thời Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên trang làm ra một bộ ta đã quên thần sắc, tròn vo béo trên mặt hơi có chút tao hồng, còn có một xóa sạch nhàn nhạt không dễ làm người ta phát giác lờ mờ, khiến Trần Phi nao nao. Nói tại đây lĩnh nam núi lớn phương viên thiên lý nội, thế lực cường đại nhất theo thứ tự là Thiên Khuê phường thị Bạch gia, gương sáng nhai Thanh Khâu, bắc vực lạnh khủng cây Ethiota kiếm tông cùng với ác long đàm hóa đao ổ. Có thể hổ báo đường ni. Lẽ nào bọn họ không tính là, hắn theo thay đổi một đề tài nói. Hổ báo đường. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên Trương Bản Đô Đô mặt tròn Vi hơi trầm xuống một cái, thần sắc có chút sẳng giọng mở miệng nói bọn họ xem như là trường hợp đặc biệt. Không ít người vô ý thức đưa bọn họ bài xích ở vòng tròn ngoại. Nhưng không phải không thừa nhận, bọn họ, hổ báo đường thực lực rất mạnh,
coi như là cùng tứ đại ẩn môn trong công nhận thực lực đệ nhất lạnh khủng cây Ethiota kiếm tông so sánh với, cũng khó phân sản sản như nhau. Có người nói là tôn lão già kia đã bắt đầu trùng kích cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, nếu là bị hắn may mắn thành công, chúng ta phi báo tình cảnh, sẽ trở nên càng gian nan. Bên tai gào thét phách đá dựng đứng ngọn núi lăng liệt mà qua, mọi người nghe vậy đều vô ý thức thần sắc trầm xuống, trái tim co rút nhanh. Dù sao từ rất sớm trước đây, bọn họ phi báo cùng hổ báo đường chính là không chết không thôi cục diện, hoàn toàn chưa có trở về toàn cục. Có thể bọn hắn bây giờ lại càng ngày càng mạnh. Nhất là cái kia được xưng là diệt sạch nhân tính, cả người lãnh huyết lão gia này, vốn là đã nguy hiểm tới cực điểm, chớ nói chi là nếu để cho hắn thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ. Đó là cục diện, đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, vô luận là phía sau bọn họ mấy vị kia phi báo tinh anh thành viên, hay là đã thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên, đều có chút thoáng cái hăng hái thiếu thiếu, trong lòng vô ý thức sinh ra một nặng trịch phân lượng, cảm giác có chút áp lực. Cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, chỉ có Trần Phi nghe vậy thần sắc thoáng cổ quái khóe miệng kéo kéo, tựa hồ có chút chưa ý tưởng đến. Dù sao trước đó, hắn có thể vẫn luôn là cho rằng cái kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật diệt sạch nhân tính hạng người. Ít nói phải có cái cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh, thậm chí có khả năng chạm đến trong truyền thuyết tiên thiên đại tông sư trình độ. Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên vẻn vẹn chỉ có cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Nếu thật là như vậy nói, tựa hồ hình như cũng không sao tốt kiêng kỵ. Dù sao lấy hắn nội tình cùng thực lực, coi như là dứt bỏ tỏa vong kinh cửa này cực mạnh dựa tiên môn công pháp không nói chuyện. Chỉ cần hắn có thể tu luyện ra chín đạo tam dương chân hỏa kiếm khí. Tự hoàn toàn có thể ở cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, hay hoặc là luyện khí ngũ trọng cảnh giới bên trong, triệt để vô địch. Không nói chuyện những chuyện phiền lòng này, bất quá tổng huấn luyện viên, chúng ta lần này tham gia cái này giới lĩnh Nam núi võ học đại hội, còn có một chút cần phải chú ý, đó chính là ác long đàm hóa đao ổ. Có thể nhưng vào lúc này Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lại đột nhiên nói. Ác long đàm hóa đao ổ, tứ đại ẩn môn một trong. Vì sao? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Bọn họ cùng chúng ta phi báo có chút thù cũ, vì vậy vẫn căm thù chúng ta. Thậm chí ở 9 năm trước, chúng ta phi báo có một vị phó huấn luyện viên đồng chí, tự táng thân tại bọn hắn hóa đao ổ một vị nửa bước trước thiên trưởng lão trên tay. Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lạnh lùng nói. Chuyện này vẫn là bọn họ phi báo sỉ nhục cùng trong lòng đau nhức. Từ năm đó bọn họ có một vị phó huấn luyện viên đồng chí ở trên trời khuê núi bị hóa đao ổ một vị nửa bước trước thiên trưởng lão tìm được cớ, chém giết tại chỗ sau, bọn họ tự không còn có đã tham gia cái này thịnh hội. Có thể bọn hắn bây giờ lại xuất hiện, tất nhiên không thể thiếu muốn cùng căm thù bọn họ hóa đao ổ chống lại. Để năm đó thù, ác long đàm hóa đao ổ, tứ đại ẩn môn, xem ra lần này hiểu được chơi. Gì, phía trước đó là cái gì? Nghe vậy Trần Phi híp mắt nỉ non một tiếng, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang xẹt qua. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía trước đỉnh núi nói. Đến chỗ rồi, nơi ấy chính là Thiên Khuê núi Thiên Khuê Phường Thị. Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên chỉ vào phía trước một chỗ sương mù đặc vần quanh đỉnh núi chậm rãi nói. Cặp kia vô ý thức hơi híp hai mắt, không lại hiện ra lau một cái cảm thán. Tuy nói đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tới, có thể mỗi một lần đến, cũng còn là sẽ nhìn không được vô ý thức cảm thấy chấn động. Trận pháp, nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên nói. Tổng huấn luyện viên ngươi biết, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cặp kia tròn vo béo trên mặt hai mắt không khỏi nổ bắn ra ra lau một cái kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đều còn chưa mở miệng giải thích, Trần Phi Trần tổng huấn luyện viên cư nhiên cũng đã xem thấu. Hắn cư nhiên biết trận pháp loại vật này tồn tại. Tuy rằng trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, nhưng hắn vẫn lập tức giải thích nói có người nói Thiên Khuê Phường Thị Bạch Gia tổ tiên chính là huyền môn mọi người, nhất là đưa giải trận pháp. Vì vậy Bạch Gia ở phương diện này cố gắng được chân truyền, cực kỳ am hiểu huyền môn trận pháp đạo, thập phần vướng tay chân. Có chút ý tứ. Nghe vậy dù là Trần Phi cũng không nhìn được hơi hơi hí mắt lên, gương mặt mặt không biểu tình không biết suy nghĩ cái gì. Theo sát mà, hắn đột nhiên vươn tay hướng về phía cách đó không xa đỉnh núi bắn ra ra một đạo kình khí, sau đó bị sương mù đặc vần quanh đỉnh núi, thật giống như phạm vi nhỏ tao ngộ mùa xuân tuyết dung vậy, chậm rãi tan ra,
chia ra một cái có thể cung cấp 2-3 người sóng vai mà đi đường nhỏ, kéo dài tới đầu cùng. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn cùng này phi báo tinh anh thành viên hai mặt nhìn nhau thất kinh nói. Cũng không có gì, chính là trận pháp A. Được rồi, mau vào đi thôi, cái lối đi này duy trì không được bao lâu. Nghe vậy Trần Phi thuận miệng phu diễn một câu, vẻ mặt bình thản tiêu thất ở thông đạo. Hắn lại còn hiểu trận pháp, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên càng bị rung động rối tinh rối mù. Không nghĩ tới cái loại này trong truyền thuyết gì đó, Trần Phi đều hiểu. Bất quá hắn còn là minh bạch lúc này cũng không phải đình lại thời gian, chợt hướng sau lưng một đám phi báo thành viên nhãn thần báo cho biết liếc mắt, tự một bước bước vào, thân ảnh biến mất tại nơi đều bị tách ra sương mù đặc trong thông đạo. Theo sát mà bọn họ đi tới một tòa khắp nơi trồng đầy kỳ hoa dị thảo lục yếu ớt thấp bé sơn cốc sau. Cần sơn cốc ba mặt chỗ dựa vững chắc, duy nhất nhập khẩu tại bọn họ gần đây bị mê vụ phong tỏa phiến sườn núi. Thật đúng là có khác động thiên A. Nhìn trước mắt một màn này, cùng với cách đó không xa rộn ràng dòng người, Trần Phi hơi cảm thán nói. Phải biết rằng từ bên ngoài xem, cái này lĩnh nam núi lớn chỗ sâu thiên khuê núi, hoàn toàn chính là vết chân hiếm thấy vùng cấm vách đá dựng đứng, lại không nghĩ rằng tại đây ở giữa đỉnh núi chỗ, vẫn còn như vậy có khác động thiên, cất giấu như vậy một tòa thế ngoại đào nguyên. Chiếm diện tích ít nói có gần 100 mẫu, bên trong xây dựng theo các loại hình tinh mỹ kiến trúc, cũng không thiếu người tiến xuất xuất. Có ăn mặc hiện đại hóa phong cách quần áo, cũng có người ăn mặc cổ phong trang làm, như vậy tràng cảnh làm người ta nhìn hơi chút có như vậy một ít cổ quái. Mặt khác ở những kiến trúc kia đàn trung tâm nhất chỗ, còn có một tòa 3 tầng lâu cung điện thức kiến trúc hùng vĩ, cần kiến trúc phía trước đất trống, tắc có một rất rộng rãi gạch xanh sân rộng, bên trong cư nhiên có không ít người như là thế tục phố xá sầm uất đường phố tiểu thương phiến vậy, vây bắt cần sân rộng bày nổi lên tiểu hàng xén. Trần Phi gặp nhất thời trước mắt sáng ngời. Nơi này chính là Thiên Khuê Phường Thị. Trước mặt gạch xanh sân rộng khu vực coi là giao dịch khu, sẽ có thật nhiều cổ vũ giả trong vòng người mang theo các loại bảo bối đến đây chào hàng. Tổng huấn luyện viên ngươi nếu có hứng thú, không ngại đi xem. Bất quá nơi này giao dịch phương thức phần lớn là lấy vật đổi vật, chỉ có một số ít người nguyện ý tiếp thu tiền. Vương Đại Sơn Vương Phó huấn luyện viên chỉ vào phía trước nhất giới thiệu lên. Còn có trung tâm quảng trường tối cao lớn nhất tối kiến trúc hùng vĩ, bị Thiên Khuê Phường Thị Bạch ra mệnh danh là Thiên Khuê Các, là một tòa phòng đấu giá, mỗi một năm ở đây đều biết tổ chức 2 lần đại hình đấu giá hội, giải thích, vậy đều sẽ có rất nhiều bảo vật hiện thân. Hắn theo lại chỉ vào cung điện nói bổ sung. Lấy vật đổi vật, cái này cũng có chút phiền phức a. Nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, cảm giác có chút làm khó. Bởi vì hiện tại hắn trong tay tựa hồ cũng không có gì cầm xuất thủ bảo vật, ngoại trừ tiền. Tổng huấn luyện viên ngươi nếu là có vật gì vậy cảm giác hứng thú nói, ta đây còn có chút hàng lậu, vừa vặn mang ở trên người, ngươi nếu không ngại, có thể xuất ra đi dùng. Nghe vậy thấy thế Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên trần chờ một chút, theo từ y phục trong bao lấy ra một khối hiện lên màu tím nhạt kim thiết vật. Tím văn thanh đồng, Trần Phi liếc mắt một cái vật kia, hơi kinh ngạc nói. Bởi vì, này kim thiết vật, rõ ràng là tu chân giới trong cấp bậc thấp nhất tài liệu luyện khí tím văn thanh đồng. Đúng vậy. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên khẽ gật đầu, giải thích nói đối với trong vòng người mà nói, vậy tương đối công nhận đồng tiền mạnh tiền, chính là loại này trời xanh đất dưỡng cứng rắn kim loại, bởi vì có thể chế tạo ra sắc bén thần binh lợi khí, nhượng thực lực bọn hắn tăng nhiều. Còn có chính là các loại chân quý thảo dược, huyền môn bảo vật. Thời cổ hậu để lại võ học nội công, chiêu thức chờ. Nhưng ngay khi hắn nói đến đây thời gian, lại đột nhiên ngôn ngữ giật mình, sau đó cặp kia hơi híp cặp mắt vô ý thức hướng một cái hướng khác lao đi, khiến Trần Phi nao nao, theo cũng đồng dạng hướng về cái hướng kia nhìn đi qua. Chỉ thấy tại nơi khu nhà một cái đường phố phương hướng, đang có một vị thân mặc bạch y thoạt nhìn thật cao thật to, thần sắc kiêu ngạo, mặt mày âm lãnh nam tử trẻ tuổi, ước chừng theo 27-28 tuổi. Từ đường phố góc đi ra, bên cạnh theo 2 vị vóc người quần áo đều cực kỳ nóng bỏng cô gái trẻ tuổi, bị hắn mỗi tay ôm cái, một bên cười xấu xa một bên trêu đùa theo. Mà ở phía sau hắn, tắc theo 2 vị dung mạo hầu như giống nhau như đúc vải thô áo tang lão giả, toàn thân thậm chí trên mặt da thịt cũng làm khô như chết vỏ cây vậy, cúi đầu, bước đi run run, lại làm cho người không hiểu cảm giác được một lăng liệt. Xem chừng chắc là vị kia bạch y nam tử trẻ tuổi người bảo vệ. Vương huấn luyện viên ngươi nhận thức,
Trần Phi hiếu kỳ nói. Ừ. Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên khẽ gật đầu, ánh mắt quay lại đến nói là Thiên Khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền thụ, hình như gọi cái gì trắng, Bạch Bân. 3 tháng trước ta từng cùng hắn đã giao thủ, khi đó, hắn hình như vừa bước vào nửa bước tiên thiên cảnh đi. Ở hôm nay trong võ lâm, tên của hắn rất tiếng vang. Không được 30 tuổi nửa bước tiên thiên, vậy cũng quả thực xưng là lợi hại. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười, hiển nhiên là không thế nào lưu ý. Làm cho chúng ta phía Nam võ lâm 3 năm một lần tối đại thịnh hội, cũng không biết có thể ở cái này nhìn thấy bao nhiêu trẻ tuổi đích thực chính đứng đầu người, hay hoặc là thế hệ trước càng mạnh người. Thực sự là làm người ta chờ mong a. Trần Phi theo sát mà lại độc thoại một tiếng, sau đó khóe miệng hơi củng khởi cong lại, phất phất tay, cười hướng Lân Thứ So Thiên Khuê phường thị khu nhà đi đến. Mà theo phía sau hắn Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đám người, cũng ngay tức khắc nhanh chóng theo trên khí. Đi vào trong đó, làm lĩnh Nam núi lớn nội có mặt mũi bá chủ cấp bậc tứ đại ẩn môn một trong, lại thêm 3 năm một lần lĩnh Nam núi võ học đại học đem tại đây Thiên Khuê phường thị Thiên Khuê núi cử hành, không thể nghi ngờ trong lúc này trở thành võ lâm đông đảo người tập trung giờ, tụ đến rất nhiều người, đều chính mình thực lực không yếu, làm người ta giật mình. Quả nhiên cái này cổ vũ giả vòng tròn còn là tàng long ngọa hổ a. Phía ngoài thế tục thế giới cùng cái này so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Ngay Trần Phi đám người đi vào Thiên Khuê phường thị khu nhà sau, hắn cùng với Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đột nhiên ngẩng đầu nhìn uy nghiêm túc mục Thiên Khuê các tầng cao nhất, tất cả không tự chủ được nhãn thần híp lại, người trước càng mỉm cười, nói Vương huấn luyện viên, xem ra ngươi được với đi báo cái đến rồi. Hiển nhiên, tại nơi Thiên Khuê phường thị tiêu chí tính kiến trúc Thiên Khuê các nội, tựa hồ đã có không ít thực lực cao cường lão gia này đến rồi. Mãnh liệt ba động từ trận, gợn sóng y động, rất là làm người khác chú ý. Mấy người các ngươi thành thật đi theo tổng huấn luyện viên bên người. Tổng huấn luyện viên, ta tự trước đi lên xem một chút, được rồi, cái này cho ngươi. Vương Đại Sơn đầu tiên là dặn dò vài tên phi báo tinh anh thành viên một câu, sau đó lại đem khối kia tím văn thanh đồng giữ lại, xoay người bất đắc dĩ lắc đầu ly khai. Rất hiển nhiên, ngày đó khuê các trên ba động, đều là một đám vòng tròn nội chúa tể một phương phát ra. Hình như tối thiểu, cũng chính mình nửa bước tiên thiên thực lực. Vì vậy nơi đó bầu không khí hơn phân nửa sẽ có vẻ có chút nghiêm túc, không thích hợp Trần Phi loại này thanh niên nhân, hơn nữa hắn cũng hiển nhiên không muốn đi. Vâng, Vương huấn luyện viên, nghe vậy mấy vị kia phi báo tinh anh thành viên không chút do dự gật đầu, thành thật tiếp tục đi theo Trần Phi phía sau. Ta nhớ kỹ ngươi thật giống như là họ Bùi, Bùi đội trưởng đúng không? Đợi được Vương Đại Sơn xoay người rời đi sau. Trần Phi lúc này mới nhìn vị kia tuổi hơi lớn phi báo tinh anh, mở miệng hỏi. Đúng vậy, tổng huấn luyện viên. Tuổi hơi lớn phi báo tinh anh nghe vậy, nhất thời gật đầu, dáng người đoan chính nói ta họ Bùi, tổng huấn luyện viên ngươi nếu không ngại, gọi ta một câu tiểu Bùi được rồi. Bọn họ đều là dưới tay ta đội ngũ thành viên, tiểu đội chúng ta, đang bay báo tổng bộ bài vị trí thứ nhất. Rất hiển nhiên ở trong lòng hắn. Trần Phi phân lượng coi như là so với Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên cũng không khoe khoang nhiều, thậm chí càng sâu một bậc. Dù sao lúc đầu chàng luận bàn, hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy, đến nay khắc sâu ấn tượng, rất là kính nể. Tại bọn hắn cái này chúng trong mắt người, cái gì tuổi, thân phận đều là hư, chỉ có thực lực, mới là chân thật nhất chính tối có thể để cho bọn họ vui lòng phục tùng giờ, không có một trong. Đừng, ta niên kỷ nhỏ hơn ngươi, gọi như vậy không quá hợp. Nghe vậy Trần Phi nhất thời lắc đầu, sau đó ngăn đề tài nói bất quá bây giờ làm phiền các ngươi mấy vị một việc mà. Từ giờ trở đi, thân phận của ta không còn là phi báo tổng huấn luyện viên, mà là các ngươi cái này tiểu đội trưởng, hiểu ý của ta không? Minh Bạch, tổng, đội trưởng, Bùi đội trưởng đám người rất thông minh, nhất thời nhỏ giọng một chút đầu nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ gật đầu, đem Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên lưu lại tím văn thanh đồng, để vào trong lòng. Sau đó lộ ra một tia thiếu ý giạt rào vẻ, nhiều hứng thú hướng về Thiên Khuê các ngoại phiến gạch xanh sân rộng giao dịch khu vực đi đến. Hắn đương nhiên không nghĩ tới bản thân chuyến này mục đích thực sự. Lại nói tiếp, không hổ là bọn họ phía Nam võ lâm 3 năm một lần thịnh hội, mặc dù là xa xa nhìn lại, mắt sắc hắn đều đã phát hiện không ít thứ tốt, hơn nữa trong đó có mấy thứ, vừa vặn còn là mà hắn cần. Chợt Trần Phi đi nhanh hướng về bên kia đi đến. Bùi đội trưởng đám người ngay tức khắc đuổi kịp. Lấy cái này đồng thời,
bị Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên xưng là Thiên Khuê Phường Thị Bạch gia thế hệ này truyền nhân Bạch Bân, bất ngờ đã ở không ít người chú mục, ánh mắt kính sợ trong, nói nói cười cười ly khai Thiên Khuê Phường Thị khu nhà, sau đó càng từ Sơn Cốc xuất khẩu phương hướng đi ra phiến sương mù đặc trận pháp. Bên ngoài Sơn Cốc, sương mù đặc tràn ngập, vách đá dựng đứng thẳng đứng ngàn nhận, xa xôi chỗ mênh mông vô bờ, an tĩnh đến cực điểm, chỉ có một lưỡng đạo mềm mại giọng nữ khi thì vang lên, xen lẫn thanh niên nhân âm lãnh, ngạo mạn tiếng cười xia quanh quẩn, câu người đến cực điểm. Như vậy bọn họ khoảng chừng ở đỉnh núi lối vào đợi gần nửa canh giờ, sau đó mới nhìn thấy cách đó không xa có hai ba đạo điểm đen ghé qua mà đến, như dẫm trên đất bằng, rất là thản nhiên, phảng phất là đi đang bình thường trên đường phố vậy. Khiến chính vẻ mặt cười xấu xa, ôm trong lòng hai vị vóc người, quần áo tất cả thập phần nóng bỏng nữ tử, giở trò, làm càn chạy trắng băng hơi dừng lại một chút. Tới sao? Hắn ngẩng đầu sắc mặt âm lãnh nói. Ngay hắn vừa dứt lời, có hai ba đạo bóng đen liền từ xa đến gần cấp tốc xuất hiện ở trước mắt hắn. Yên vụ tán đi, lộ ra hai lão một tiểu tam vị thân ảnh. Trong đó một vị cả người tản ra nóng bức hơi thở lão giả, cười nhạt nhìn Bạch Bân cùng với phía sau hắn hai vị lão giả, hơi chắp tay nói Bạch thiếu gia, còn hai vị, đã lâu không gặp. Loại này quần áo hắc bào, thần tài còng xuống, trên mặt da thịt như Bạch Bân phía sau hai vị kia lão giả vậy, hoàn toàn khô như chết vỏ cây vậy, thật giống như đã đánh mất sinh cơ vậy, lại làm cho một loại trầm ổn như núi, nội giấu càn khôn cảm giác. Phảng phất ở trong cơ thể hắn ẩn giấu một loại đáng sợ hỏa diễm lực, làm người ta không kiềm hãm được giọt mồ hôi hạ xuống. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một vị khác lão nhân cùng với một vị thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, là một đại đầu trọc, vóc người biêu hãn khôi ngô, nhãn thần sắc bén, bên hông phiết theo hai thanh sáng loáng thánh hỏa lệnh binh khí. Chính là Thánh Hỏa Tông có một binh khí thánh hỏa lệnh. Theo như cái này thì, rất hiển nhiên người này cũng không phải người khác, chính là vị kia bị Trần Phi chém đứt một cánh tay thằng xui xẻo quân Nguyên Nghĩa quân đại thiếu. Chỉ là hôm nay xem ra, hắn cái kia tay cụt hình như sớm đã thành đón về. Dù thế nào từ bề ngoài đã không nhìn ra, từng bị như vậy to lớn bị thương nặng. Hoàn toàn không có như vậy vết tích. Nguyên Nghĩa, tới, thực sự là đã lâu không gặp. Nghe vậy Bạch Bân gật đầu cười, ôm mỹ nhân trong ngực mà, rốt cục cặp kia vẫn đang tác quái ma thủ trở nên đàng hoàng một ít, nghiêng đầu, nhìn người cao mã đại quân Nguyên Nghĩa vẻ mặt mỉm cười nói. Trắng ít. Nghe vậy chúng ta quân Nguyên Nghĩa quân đại thiếu nhất thời hơi khom người, giọng nói cung kính nói. Xa không giống đối mặt Trần Phi như vậy ngạo mạn kiêu ngạo. Bất quá cái này đương nhiên là có nguyên nhân, dù sao đối phương đây chính là Thiên Khuê Phường Thị Bạch gia thế hệ này truyền thụ. Chính mình vị kia Bạch gia lão tổ chính là kỳ thân gia gia, bối cảnh thiên đại. Chớ nói chi là đối phương bản nhân thành tựu còn không gì sánh được dọa người, 27-28 tuổi nửa bước tiên thiên, chỉ là ngẫm lại, để người sợ. Có người nói quý phái quân lão tổ đoạn thời gian trước bế tử quan, trùng kích cổ vũ giả tiên thiên cảnh. Hôm nay, đã thành công đi, Bạch Bân khẽ gật đầu, lại cười hỏi. Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó không tự chủ được trên mặt hiện ra lau một cái vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói bảy trắng ít phúc, ra ra ta hắn. Hữu kinh vô hiểm, coi là đã thành công đi. Phải. Nghe thế tuy rằng Bạch Bân trắng ít nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, có thể hắn cặp kia vẫn còn thân thể mềm mại trên tùy ý ma thủ, nhưng không biết khi nào, chậm rãi đã có một ít dừng lại động tác trong. Theo chỉ thấy hắn đôi mắt hiện ra lau một cái tinh mang vẻ, nhếch môi khẽ cười nói xem ra chúng ta lĩnh nam núi lớn. Lại được mới tăng nhất phương ẩn môn, Nguyên Nghĩa, Tuyết trưởng lão, chúc mừng. Tục ngữ nói thật tốt, ngàn xuyên vạn xuyên chỉ có nịnh bợ không mặc. Chúng ta Bạch Bân trắng đại thiếu mặc dù là lấy đùa giỡn giọng nói, nhưng lời như vậy nội dung, cũng còn là đủ để trong lúc lơ đảng đả động nhân tâm. Dù sao nếu là bọn họ Thánh Hỏa Tông thật có thể đủ một bước lên trời, trở thành một phương bá chủ ẩn môn nói, này tương hội là một chuyện vinh diệu dường nào tình. Chỉ nghỉ muốn. Cũng đủ để cho bọn họ huyết mạch căng phồng, nhiệt huyết sôi trào. Trắng ít khách khí, ẩn môn a, không có thể như vậy dễ dàng như vậy trở thành. Không nói những thứ này, chúng ta còn là đi vào trước đi. Vừa vặn hồi lâu chưa tới hỏi thăm Bạch lão tổ, thừa dịp ngày hôm nay có cơ hội, lý nên đi bái kiến bái kiến. Bất quá vị kia bị Bạch Bân trở thành Tuyết trưởng lão lão người vẫn là rất lý trí, cười nhạt lắc đầu nói. Trên thực tế, ngoại trừ lĩnh nam núi tứ đại ẩn môn ở ngoài,
tại đây phía nam trong chốn võ lâm, cũng không phải là không có những tông môn khác hoặc gia tộc cũng chính mình cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn. Có thể tứ đại ẩn môn lại mặc cho nhưng mà chỉ có bốn cái khác đều có đợi tranh luận, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa không có thể như vậy tùy tiện chính mình một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn, là có thể thông suốt trở thành ẩn môn. Trong này còn cần rất nhiều ẩn tính yêu cầu, cùng với, thực lực. Tuy nói Bạch gia cũng chỉ có một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả Bạch lão tổ tọa chấn. Nhưng vấn đề là cái này lại vẻn vẹn chỉ là trên mặt nổi thực lực, chớ nói chi là Bạch gia còn tinh thông hạng nhất đặc thù tuyệt kỹ, đó chính là huyền môn trận pháp. Loại thủ đoạn này cực kỳ khó chơi. Tự nhiên, xin mời. Nghe vậy Bạch Bân gật đầu cười, sau đó nghiêng người sang, vươn một tay làm ra yêu tư thế mời. Sau đó tự thấy bọn họ đoàn người tiếp tục đàm thiếu theo đi vào sương mù đặc bên trong, đi tới có khác động thiên thiên khôi phường thị. Cùng lúc đó, Trần Phi đã đi vào thiên khuê các phía trước gạch xanh sân rộng giao dịch khu vực. Chỉ thấy nơi này bị rõ ràng phân chia thành để tam đại khu vực, chu vi trải rộng kích thước không đồng nhất quầy hàng, lại bày trên bàn, cũng có trực tiếp lược trên mặt đất, lẳng lặng coi chừng đợi có người tiến lên đây bắt chuyện, thập phần náo nhiệt. Thấy thế Trần Phi nhìn không được vô ý thức mặt mỉm cười trà sát tay, bởi vì hắn đã phát hiện cách đó không xa mấy chỗ quầy hàng trên, có vật hắn muốn, hơn nữa còn là hắn thuốc kia thiện phương thuốc tài liệu chính, đây quả thực nhượng hắn phải kinh hỉ. Bằng hữu, người bụi cây này người mặt vàng tinh thế nào giao dịch? Có chấp nhận hay không tiền mua? Theo hắn liền hăng hái bừng bừng đi tới cách hắn gần nhất người thứ nhất quầy hàng trên. Quầy hàng chủ nhân là một ăn mặc hiện đại hóa trang phục mặt ngựa khoan chân nam tử, chỉ thấy hắn nghe vậy kinh ngạc liếc Trần Phi liếc mắt, cũng không nói chuyện, trực tiếp vươn một ngón tay, ở Trần Phi trước mắt quơ quơ. 10 triệu, thấy thế Trần Phi có chút không xác định nghi ngờ nói. 10 triệu, nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử có chút cười nhạo bĩu môi, sau đó hai tay chầm ở sau ót, hướng phía sau khối kia không lớn không nhỏ tảng đá nằm trên đó. Phảng phất có một ít im lặng lắc đầu nói 10 triệu có thể cầm tới làm gì. Đô la còn không sai biệt lắm. Ta nói là một ức. Ngạch, nghe vậy Trần Phi không tự chủ được khóe miệng hơi vừa kéo, ngược lại không phải là nghĩ xấu hổ, mà là không nghĩ tới thứ này cư nhiên mắc như vậy. Chỉ là đối với hiện hắn hôm nay mà nói, tiền, cũng đã không có trọng yếu như vậy. Chớ nói chi là hắn hiện ở trong tay mặt cũng không kém tiền, đồng thời khối này người mặt vàng tinh hay là hắn hiện nay cần gấp. Thuốc thiện phương thuốc tài liệu chính một trong, tự nhiên không có khả năng lúc đó buông tha. Nghĩ đến đây hắn cũng lười lại đến tột cùng, thẳng thắn gọn gàng dứt khoát gật đầu nói đi, thế nào giao dịch? Người đáp ứng rồi. Nghe vậy ngược lại thì con ngựa kia mặt khoan chân nam tử hơi sững sờ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng cổ quái, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật nguyện ý dùng một ức, tới mua trong tay hắn người mặt vàng tinh. Tuy rằng bọn họ loại người này, đối với tiền đã chẳng phải coi trọng, nhưng vấn đề là một ức. Cái này hình như cũng không phải một cái số lượng nhỏ a. Trên thực tế lúc đầu hắn đang nghe Trần Phi hỏi hắn, có thể hay không đủ dùng tiền lúc mua, hắn vô ý thức là cự tuyệt, bởi vì hắn không biết đối phương có thể dùng tiền để đả động hắn, vì vậy hắn mới tận lực tuôn ra một ức như vậy một cái hư giá cả cao, kỳ vọng Trần Phi biết khó mà lui, đừng quấy rầy hắn việc buôn bán. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật đáp ứng rồi. Được rồi, một ức. Hắn thừa nhận hắn đã hoàn toàn động lòng. Thiên khuê các nội phải có chuyên môn dụng cụ có thể cà thẻ, chúng ta bây giờ đi qua. Hắn theo cười tủm tỉm nói, đối mặt Trần Phi thái độ cũng khách khí mấy phần. Một là Trần Phi bây giờ là hắn đại kim chủ, hai là tuy rằng hắn đồng dạng lai lịch bất phàm, nhưng đụng với Trần Phi như vậy một cái có thể đem một ức trở thành là mấy trăm mấy nghìn dùng người, còn là không phải do hắn không cẩn thận đối đãi a. Bởi vì này loại người thông thường lai lịch không nhỏ, bối cảnh sẽ rất làm cho kiêng kỵ. Chuyên môn dụng cụ, Oscar. Nghe vậy Trần Phi lại một lần nữa nhìn không được khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy vi cùng. Đương nhiên, nếu không lớn như vậy bút tiền, luôn không khả năng cho hết tiền mặt đi. Nghe vậy đối phương đương nhiên mở miệng nói, sau đó mang theo Trần Phi đi đã qua thiên khuê các, hoàn thành giao dịch. Đợi được Trần Phi đem bụi cây kia người mặt vàng tinh thành công bỏ vào trong túi, cười híp mắt đi ra thiên khuê các sau, phía sau hắn Bùi đội trưởng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn ghé vào Trần Phi phía sau thấp giọng nói Trần đội, bụi cây kia thảo dược, hẳn là giá trị không được nhiều tiền như vậy đi. Giá trị không được nhiều như vậy,
không có vấn đề, ta nghĩ không thiệt thòi là được. Trần Phi rất hiển nhiên sớm biết mình bị hố, thế mà hắn lại nghĩ không có gì lớn không được, dù thế nào không thiệt thòi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao lấy hắn tình huống trước mắt mà nói, có thể mau chóng để thăng thực lực mới là chính yếu, lớn nhất có lực hấp dẫn. Đến mức cái khác, đều là thứ nhì nữa. Nếu là có thể lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra chín đạo thậm chí nhiều hơn nói Tam Dương Chân Hỏa Kiếm Khí nói, thực lực của hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào, chỉ là ngẫm lại, tự tuyệt đối là nhất kiện đủ để làm người ta huyết mạch căng phồng, nhiệt huyết sôi trào chuyện này a. Mà đang nghe Trần Phi nói như vậy, Bùi đội trưởng thần sắc ngẩn ra, sau đó ngay tức khắc thành thật im lặng không nói. Quả nhiên cao nhân có cao suy tư của người phương thức a, nếu Trần Phi nghĩ không thiệt thòi, vậy hắn tự nhiên không cần thiết tiếp qua nói thêm tình. Đi thôi, tiếp tục, ngày hôm nay ta muốn triệt triệt để đến cái đại người tiếp phẩm. Trần Phi theo lại hướng lên trời khuê các phía ngoài gạch xanh sân rộng giao dịch khu lướt đi, một bộ hai mắt hồng hồng hình dạng. Phải biết rằng trên tay hắn tối thiểu còn có 20-30 ức. Đều là do Sơ Từ Hương cả ngân hà cửu thiên thắng tới, căn bản là không có phí cái gì kính nhi, vì vậy hắn ước gì ngày hôm nay có thể tại đây thiên khuê phường thị nội, có thể đem tiền trong tay bó lớn tiêu xài sạch sẽ. Bởi vì như vậy với hắn mà nói, mới có rất có giá trị, rất có lợi. Như vậy, Trần Phi liền thật tại đây thiên khuê phường thị giao dịch khu nội bó lớn tiêu xài lên. Mắt cũng không mang nháy mắt một cái. Tỷ như hắn kiện thứ hai coi trọng là một khối lớn chừng ngón cái ngọc bích ngân sắc ve sắc, lúc đầu vị kia chủ sạp cũng không muốn dùng tiền đến giao dịch, mà khi Trần Phi lại một lần nữa hô lên 70 triệu giá cao sau, vị kia chủ sạp lại kiên định nội tâm, cũng bắt đầu triệt để dao động. Dù sao chúng ta giảng đạo lý, hắn tuy rằng không để bụng tiền. Nhưng này sao một số lớn khổng lồ mức, là một mọi người được tâm động một cái thật là tốt đi. Chớ nói chi là coi như là 3-4 ngàn vạn, hắn kỳ thực cũng chuẩn bị bán, bởi vì này đồ chơi vốn chính là hắn từ địa phương khác tìm 300 vạn, thu mua được. Không nghĩ tới cái này vừa chuyển tay, liền trực tiếp buôn bán lời hơn 20 lần, đơn giản là minh cướp a. Sau đó tiếp, Trần Phi lại chuyển hướng hắn từ lâu nhắm ngay người thứ ba mục tiêu. Là một khối chỉ có biển sâu mới có thể dựng dục ra tử ngọc san hô, có cực lớn thuốc dùng giá trị. Đương nhiên cũng rất hiếm thấy, bị Trần Phi trực tiếp lại một lần nữa hô lên 1 ức 20 triệu giá trên trời, không có gì bất ngờ xảy ra thu nhập trong túi. Sau lại thấy hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên hướng đi từ lâu nhắm ngay mục tiêu thứ tư, là một quả chỉ sinh trưởng ở hàn tuyết cao phong tuyết xuẩn trúc tâm, bị hắn lấy 30 triệu giá thành công mua đi. Còn có đệ ngũ món. Thứ sáu món. Nguyên lai phá sản cảm giác như thế thoải mái. Trách không được nhiều như vậy nam nhân nữ nhân đều thích điên cuồng mua sắm. Thẳng càng về sau, Trần Phi mình cũng không rõ ràng lắm dùng ra đi bao nhiêu tiền sau, hắn đột nhiên thần sắc rất cười quỷ dị lên. Mọi người thường nói phá sản, cái loại này giọng nói nghiễm nhiên là mang theo bình phán cùng không công nhận, có thể hắn hiện tại. Giảng đạo lý, cảm giác này thực sự rất thoải mái được rồi. Hãy cùng đánh máu gà tựa như. Hơn nữa trên thực tế. Lúc đầu trước hắn đang nghe Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên nói, nơi này đại đa số người cũng không quá quan tâm nguyện ý tiếp thu dùng tiền mua phương thức, mà là càng vui lấy vật đổi vật. Mà khi hắn hiện đang chủ động đập ra nhiều tiền như vậy sau, lại bỗng phát hiện, bất ngờ đã trời cao biển rộng. Xem ra tiền này vẫn có nhất định tác dụng nha, tục ngữ nói thật tốt, có tiền có thể cho quỷ thôi ma, ha ha ha, chính là tùy hứng. Mà rất hiển nhiên. Có hắn như vậy một cái hoàn toàn không đem tiền làm tiền nhìn quái thai như vậy đột ngột xuất hiện, nhất thời ngay tức khắc thần tốc đưa tới không ít người chú ý. Nhất là giao dịch khu nội này bán bảo vật chủ sạp, càng một đám sắc mặt không ức chế được cổ quái, nhãn thần nhìn không được len lén hướng Trần Phi bên kia thổi đi. Rất rõ ràng trận này trượng là hoàn toàn động lòng, tuy nói mấy triệu, mấy nghìn vạn lấy thân phận của bọn họ, có thể thoáng không để ở trong lòng, chỉ khi nào làm mấy cái chữ này vượt lên trước giới hạn. Trở thành chín vị tính, quá ức, phỏng chừng ở đây ít có người có thể chân chính không tâm động đi. Dù sao chúng ta giảng đạo lý, trên tay bọn họ vài thứ kia tuy rằng chân quý, có thể coi là căng bể thiên, nhưng chính bọn nó mặt dày định ra cái giá cách, phỏng chừng tối đa cũng liền mấy nghìn vạn đi. Cùng hơn ức hoàn toàn kém xa a. Như vậy, không ít người đã âm thầm chảy nước miếng trực câu câu nhìn Trần Phi,
kỳ vọng cái này coi tiền như rác có thể đi hướng bọn họ quầy hàng, để cho bọn họ đại kiếm một khoản. Phải biết rằng loại này cơ hội tốt, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện thời gian là có thể gặp lấy được. Huynh đệ, người khối này Nhiễm Vân Mộc bán thế nào? Trần Phi lại một lần nữa đi tới một cái trước gian hàng ngồi chồm hổm theo, một vừa quan sát quầy hàng trên có một khối cánh tay trẻ nít phẩm chất vậy, thoạt nhìn khanh khanh oa oa mộc điều, một bên ngẩng đầu hướng vị kia chủ sạp hỏi. Huynh đệ ngươi xem rồi cho là được, nếu không ngươi xem, số này mà thế nào? Chủ sạp vừa nhìn cũng biết là cái người thành thật, gặp Trần Phi cái này coi tiền như rác ngồi xổm hắn trước gian hàng, nhất thời cùng đánh máu gà tựa như, đôi mắt nhỏ cười híp mắt híp thành khe. Vươn ba ngón tay nói. 30 triệu, đi, nghe vậy Trần Phi theo bản năng mở miệng nói. Bởi vì hắn cũng không biết văng ra bao nhiêu cái 30 triệu, loại giá này cách, tự nhiên sẽ không lại để ở trong lòng, cũng không có thịt gì không nhức nhối. Khụ khụ, có thể chủ sạp lại đột nhiên đem Trần Phi nói cắt đứt, vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói cái gì 30 triệu. Ta nói 3 ức, rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải đứa ngốc. Ở nhìn thấy Trần Phi rõ ràng như thế trắng trợn cướp đoạt cử động sau, coi như là dùng cái mong muốn, khẳng định cũng biết đây là đang nhu cầu cấp bách làm chuyện gì mà, hoặc là nhu cầu cấp bách thu thập cái gì phối phương nguyên vật liệu, mới có thể như vậy tiêu tiền như nước, trắng trợn phá sản. Mà loại này vạn phần cơ hội khó được, rất hiện nhưng mà chính là bọn họ nằm mộng cũng muốn gặp phải không chung rơi hãm bính, khẳng định phải vững vàng bắt được. Trước thành thật đại kiếm hắn một khoản rồi hãy nói. Dù thế nào nhà này hình như cho tới bây giờ cũng không mặc cả. Không phải sao? Thế nhưng đây hết thảy hắn lại sai lầm rồi. Chỉ thấy Trần Phi nghe vậy vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói ta nói, người có đúng hay không ngu ngốc a? Người có ý tứ, nghe vậy chủ sạp biến sắc, có chút khó coi nói. Có ý tứ, người nghĩ là có ý gì? Nghe vậy Trần Phi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy một bên lắc đầu. Một bên khóe miệng một phiết nói ngươi không phải là ngu ngốc, lẽ nào ngươi đem ta làm ngu ngốc? Thật đúng là đã cho ta là oan đại đầu. Đi thôi, thay cho một nhà. Hắn theo không chút nào lưu ý xuống phía dưới một nhà quầy hàng đi đến. Chờ, vân vân chờ đã. Huynh đệ có chuyện hảo hảo nói nha, nếu như ngươi nếu còn có cái gì khác điều kiện, có thể cầm. Nghe vậy chủ sạp sắc mặt hơi đỏ lên, cũng cảm giác mình hình như có chút yêu cầu quá tối. Chợt thấp giọng nói. Yêu cầu, ngươi thật nghĩ đến ngươi cái này Nhiễm Vân Mộc có thể đáng giá mấy đồng tiền, ta vốn còn muốn phát cái thiện tâm, dùng 30 triệu mua cho ngươi xuống tới, nhưng là bây giờ nha. 300 vạn, ngươi tùy ý. Trần Phi nghe vậy nghỉ chân nói. 300 vạn, ngươi ở đây đùa giỡn ta. Nghe vậy chủ sạp vẻ mặt âm trầm, giọng nói thay đổi lạnh lên, nói ta đây khối Nhiễm Vân Mộc thiếu nói có thể giá trị 10 triệu, ngươi bây giờ lại nói, 300 vạn. Ta chính là đang đùa ngươi thì thế nào? 10 triệu gì đó, còn muốn bán 3 ức, thật cho là mình ở mơ mộng hão huyền. Ngu ngốc, Trần Phi dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn người nọ, khóe miệng bất tiết nhất cố vi câu nói. Hắn tuy rằng không thiếu tiền, có thể cũng sẽ không quán theo loại này nhược trí. Cũng không biết là nhà ai cửa không thuyên tốt, cố gắng chạy đến loại này óc không phát dục kiện toàn. Thật cho là hắn là coi tiền như rác, tiền dễ gạt. Ngươi dám nhục nhã ta. Hiu. Chủ sạp nhãn thần bỗng nhiên một lệ, thoáng dự tợn sắc mặt cư nhiên hiện ra lau một cái hàn mang, theo sát mà chỉ thấy kỳ lại không có dấu hiệu nào, nhặt lên bên cạnh Nguyệt Nha hình thái kỳ môn binh khí, hung tợn hướng phía Trần Phi đầu đánh xuống, ý đồ đưa người vào chỗ chết. Đây hết thảy hiển nhiên là không có dấu hiệu nào, bởi vì ngay cả Trần Phi đều không nghĩ tới đối phương cư nhiên lá gan lớn như vậy, cũng liền không một lời hợp, dám trực tiếp hạ tử thủ. Muốn đưa hắn vào chỗ chết, điều này làm hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt vô ý thức xẹt qua một tia hàn mang. Một chốc, hắn năm ngón tay khúc trương, hơi nắm chặt, một ngoại nhân khó có thể cảm nhận được kinh khí mà khi hắn lòng bàn tay trong lúc đó cổ đãng theo tràn ngập ra mới. Siêu! Làm càn! Bất quá nhưng vào lúc này đã có người nhanh hơn hắn một bước. Chỉ thấy ở phía sau hắn Bùi đội trưởng, gặp chủ sạp lại dám hướng Trần Phi động thủ. Nhất thời nhãn thần một lệ, kích động đi ra ngoài. Một đôi chân do như du long vậy liên hoàn không ngừng hướng về người nọ đá vào, tàn ảnh nhấp nháy, kinh phong cổ đáng, cho con ngựa kia mặt khoan chân nam tử sắc mặt chợt biến, thương hoàng cải biến trong tay kỳ môn Nguyệt Nha binh khí chém chém đỗ lỗi, chật vật về phía sau phương chợt lui.
phải biết rằng làm phi báo tổng bộ xếp hàng thứ nhất tiểu đội trưởng. Bùi đội trưởng tuy rằng còn chưa bước vào nửa bước tiên thiên cảnh giới, nhưng thực cũng vì kém nhiều lắm. Nhất là hắn cái này song du long cước pháp, thấm nghệ không biết bao nhiêu năm, từ lâu đạt đến tới đại thành cảnh giới, khắc vào trong khung, coi như là nửa bước tiên thiên cường giả đích thân tới, cũng tuyệt không sẽ khinh thường, bởi vậy thấy rất mạnh. Đáng chết, tiểu tử, coi như người vận khí tốt. Mà ở nhìn thấy mình bị người bức lui, con ngựa kia mặt khoan chân nam tử khóe mắt âm trầm càng thêm nồng nặc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh như băng nói tiểu tử, hiện tại cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Khối này nhiễm vân mộc, ba ức, trước ngươi đối với ta nhục nhã ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không. Tuy rằng hắn không đem lời triệt để nói xong, nhưng này loại lành lạnh giọng cùng với thanh âm lạnh như băng, đã đủ để mặt ngoài tất cả. Ngươi coi là vật gì vậy? Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi lại nhìn người nọ như xem ngu ngốc vậy, thần sắc lạnh lùng hơi bĩu môi, bất tiết nhất cố nói thế nào, đồ vật bán không được tựa như ép mua ép bán. Nếu không ngươi hai tay hai chân quỳ dạp trên mặt đất chuyển hai vòng, kêu nữ hai tiếng, ta xem hài lòng, tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể phần thưởng ngươi một ít, ha ha. Sau cùng cũng lấy cười lạnh chào phúng phần cuối. Tự loại này không biết xấu hổ nhược trí. Cũng xứng khi hắn Trần Phi trước mặt diệu võ dương võ. Thật cho là mình coi là cái thứ gì. Tốt, thực sự tốt. Nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử đôi mắt hiện ra lau một cái vẻ dữ tợn, sau đó chỉ thấy kỳ ngấc đầu lên chào phúng vậy miệt thị Trần Phi liếc mắt, lại đem nhãn thần rơi xuống kỳ sau lưng bùi đội trưởng chờ trên thân người, khóe miệng âm lãnh cong lại, có chút hung thần ác sát mở miệng ngươi cho là cũng chỉ có ngươi có giúp đỡ. Ngay hắn vừa dứt lời. Lúc này từ từ tụ tập mà đến trong đám người dần dần đi ra vài đạo khí thế phi phàm thân ảnh. Bọn họ những người này trẻ có già có, mà tuổi già người chiếm đa số, có chừng ba vị, tất cả toàn thân có thể tản mát ra làm người ta rung động khí tức, ở không ít người ánh mắt kinh ngạc trong, vẻ mặt cười nhạt đi tới con ngựa kia mặt khoan chân phía sau nam tử. T. Các ngươi xem bọn hắn trên y phục tiêu ký, bọn họ, hình như là Khâu gia người đi. Người nào Khâu gia? Vân vân chờ đã, chẳng lẽ là... Nhất thời không ít vây xem mà đến người xem náo nhiệt sắc mặt kịch biến, bởi vì đã có người chú ý tới đám người kia y phục trên mặt đặc biệt đánh dấu, vô ý thức hơi cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc có chút bị hù được. Bởi vì, này Khâu gia lai lịch cũng không nhỏ. Thậm chí đối với bọn hắn những, này lĩnh nam núi lớn nội cổ vũ giả mà nói, Khâu gia, hai chữ này, kỳ đại biểu tồn tại, hầu như cùng tứ đại ẩn môn là một cái cấp bậc. Đều là như sấm bên tai. Bởi vì bọn họ là hiện nay lĩnh nam núi lớn nội, được khen là có khả năng nhất trở thành thứ năm ẩn môn tồn tại cường đại gia tộc. Vô luận là thực lực, cần gia tộc gần 10 năm đủ đản sinh ra hai vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả, hay là nội tình, Khâu gia sớm đã thành tại đây lĩnh nam núi lớn nội tồn ở vượt lên trước 200 năm, kỳ nội tình thậm chí so với có chút chân chính ẩn môn còn muốn thâm hậu. Vì vậy coi như là này chân chính được khen là ẩn môn thế lực. Đang đối mặt Khâu gia thời gian, cũng hoàn toàn không dám có chút khinh thường, hoàn toàn này đây lễ đối đãi. Nghĩ đến đây, không ít người lại một lần nữa nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều thoáng trở nên có chút cổ quái, thậm chí. Trở nên có như vậy một ít thương cảm. Không sai, chính là thương cảm. Tất lại mặc danh kỳ diệu chọc cái kia người của gia tộc, cái này hình như quả thật có chút bi kịch đi. Chớ nói chi là lúc này con ngựa kia mặt khoan chân phía sau nam tử ba vị lão nhân. Từ bọn họ cả người tản ra tu vi khí tức để phán đoán, rõ ràng là một vị nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cùng với. Nửa bước tiên thiên A. Quang Minh, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì, mà nhưng vào lúc này nửa bước tiên thiên cường giả cau mày nhìn mặt ngựa khoan chân nam tử. Nghe vậy, bị vị kia Khâu ra nửa bước tiên thiên cường giả trở thành Quang Minh mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh khóe miệng cong lại, theo sát mà khuôn mặt hiện ra lau một cái âm lãnh cùng nghiền ngẫm vẻ, ngẩng đầu. Lấy thật cao tư thái quét về phía Trần Phi nói trưởng lão, tiểu tử kia đùa giỡn ta, còn nhục nhã ta. Nhục nhã? Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả sắc mặt lạnh lùng, tiện đà bình thản mở miệng nói không biết tự lượng sức mình. Sẽ giết đi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây một mảnh ồ lên, không nghĩ tới vị lão giả kia lại như cái này trực tiếp, bá đạo như vậy, há mồm đó là rất thật đơn giản sẽ giết đi. Chỉ là lấy hắn nửa bước tiên thiên thực lực. Cùng với đường đường Khâu gia bối cảnh, tựa hồ, hình như cũng có tư cách làm như vậy a. Thế nhưng cái này Khâu gia, cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi.
Mà đang nghe đối phương lời như vậy, Bùi đội trưởng cùng với kỳ phía sau mấy vị kia phi báo thành viên tự nhiên mỗi người lửa giận trong lòng hừng hực, mặt không biểu tình nhìn đối phương nhãn thần hiện ra lau một cái hàn mang. Giết đi, khẩu khí thật là lớn a, ta nói lão nhân ra ngươi hôm nay là ngủ không ngon sao. Còn là nói, ngươi cái này có chuyện, đang nằm mộng giữa ban ngày. Ngay tại lúc này, một đạo hơi lộ ra lạnh lùng tuổi còn trẻ bình thản thanh hơi vang lên, khiến mọi người tại đây cũng không nhịn được vô ý thức đôi mắt co rụt lại, nhìn phía Trần Phi. Nhìn hắn chính đem một tay chỉ điểm ở trên đầu, vẻ mặt lạnh lùng cùng làm trò ngược. T. Phải biết rằng vị kia Khâu gia lão tử thế nhưng nửa bước tiên thiên cường giả, coi như là phóng nhãn cái này lĩnh nam núi lớn nội, cũng tuyệt đối có thể xưng là nhỏ bá chủ cấp bậc. Nhưng bây giờ, tiểu tử kia, còn trẻ như vậy, lại dám càn rỡ như vậy, lớn mật như thế cùng nhân vật như vậy nói chuyện như vậy. Đây là đầu mất linh quang, muốn chết sao? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử vẻ mặt kinh sợ, lập tức hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lộ ra nồng nặc âm lãnh vẻ, nói nhãi con, ngươi có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Vị kia có thể là chúng ta Khâu gia trưởng lão. Khâu gia? Nghe vậy Trần Phi đôi mắt vô ý thức lộ ra một tia hàn mang, bởi vì đối phương miệng hơi có chút thúi. Hắn cười lạnh nói biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Xem ra ngươi là thật quyết tâm muốn cùng chúng ta Khâu gia không qua được. Nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới Trần Phi lại còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn, là ở không nhìn phía sau hắn Khâu gia. Điều này làm cho hắn phẫn nộ. Thực sự là tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng a. Lẽ nào chuyện này không phải là bởi vì ngươi cái này ngu ngốc ý nghĩ kỳ lạ, mưu toàn ép mua ép bán, nhưng ta dùng 3 ức mua ngươi khối kia rác dưới nhiễm vân mộc, mà đưa tới sao lẽ nào hiện tại ngươi đã tuyển trạch tính mất trí nhớ. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng một phiết, không chút nào kiêng kỵ kéo ra đối phương vết sẹo. Xòe ra, một khối nhiễm vân mộc muốn 3 ức, thiệt hay giả. Hơn phân nửa là Khâu gia người, gặp tiểu tử này nhiều tiền, xuất thủ chuyên gia, cho rằng đụng với oan đại đầu. Muốn nhân cơ hội xảo trá một khoản, lại không nghĩ rằng đối phương kỳ thực không ngốc. Nói như vậy Khâu gia người thật đúng là không biết xấu hổ. Một khối nhiễm vân mộc bán 3 ức, thật thiệt thòi hắn nghĩ ra. Nhất thời cách đó không xa mọi người xì xào bàn tán lên, chỉ trỏ. Ngươi lại dám vu hãm ta. Nghe vậy thấy thế, con ngựa kia mặt khoan chân nam tử bị đông đảo người chỉ trỏ, trong lòng nhất thời hiện ra nồng nặc nhục nhã cùng với vẻ hốt hoảng. Đỏ mặt tía tai, môi run rẩy chỉ vào Trần Phi vẻ mặt âm trầm nói. Vu hãm, vậy ngươi muốn nghe hay không nghe ngươi thanh âm của mình đi? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng một phiết mà, lấy điện thoại di động ra ở trước mặt mọi người quơ quơ. Ngươi lại còn ghi âm. Nghe vậy con ngựa kia mặt khoan chân nam tử Khâu Quang Minh thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra, đầu tiên là đỏ mặt tía tai cả người run. Sau đó sắc mặt trầm cùng đáy nổi tựa như, dùng tay chỉ Trần Phi run lắp bắp nói. Vẻ mặt phẫn nộ cùng nhục nhã. Nói ngươi là ngu ngốc, ngươi còn không phục, tùy tiện gạt ngươi một chút tựu không giấu được, Trần Phi làm trò ngược nói. Ngươi. Lúc này đây con ngựa kia mặt khoan chân nam tử run rẩy nói đều cũng không nói ra được, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy Chu Vi nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Quất hoàn toàn tràn đầy trào phúng cùng làm trò ngược, thật giống như kim đâm ở trên người hắn vậy. Nhìn hắn hoàn toàn như là đang nhìn ngu ngốc. Ngươi, tốt. Phảng phất là cảm giác được Chu Vi vô tình tiếng cười nhạo, con ngựa kia mặt khoan chân nam tử cả người cứng đờ, thần sắc âm lãnh nói trưởng lão, đem bọn họ làm thịt. Xảy ra chuyện ta phụ trách, lời vừa nói ra, vây xem ở cách đó không xa mọi người hơi biến sắc, không nghĩ tới tại đây Thiên Khuê phường thị, bọn họ. Khâu gia cũng dám làm càn như vậy, cũng dám tại như vậy trước mắt bao người động thủ, muốn giết người. Được chưa? Nghe vậy nửa bước tiên thiên cường giả khẽ gật đầu, chợt thần sắc có chút sẳng giọng nhìn lướt qua Trần Phi, trong mắt hàn mang lóe ra. Hiển nhiên, đối với Trần Phi trước lần mạo phạm ngôn ngữ, hắn đến bây giờ đều nhớ thanh thanh sở sở, khúc mắc thâm hậu. Mà ở nghe nói như thế, mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh sau lưng thanh niên nhân hơi lui về phía sau. Mà hai vị kia nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả tắc chậm rãi đi ra, một tả một hữu đi theo nửa bước tiên thiên sau lưng lão giả, vẻ mặt cười lạnh hướng Trần Phi đám người vi đi qua. Khí thế xoay mình phồng. Thấy tình cảnh này,
Bùi đội trưởng cùng với phía sau hắn mấy vị phi báo tinh anh thành viên hơi biến sắc, không tự chủ thân thể mãnh liệt căng thẳng mấy phần. Dù sao hai vị nhất lưu cổ vũ giả đỉnh còn có một vị nửa bước tiên thiên, đối với bọn hắn mà nói, không có thể như vậy đùa giỡn. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Phi hơi ma sát một chút ngón tay cái cùng ngón trỏ, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi như ẩn như hiện ra một đạo lãnh ý, phảng phất nhanh không nhẫn nại được vậy. Vân, Vân chờ đã. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nghiêm nghị tiếng quát truyền đến. Chặt tiếp theo liền thấy đến một đội tinh nhuệ người khoác áo giáp binh sĩ dắt tay nhau mà đến, đập vào mặt hiện ra từ trận nồng nặc sát khí. T. Là Bạch Gia Bạch Long Vệ. Thiên Khuê các ngoại gạch xanh sân rộng giao dịch khu, từng đợt khỏe mạnh hữu lực tiếng bước chân truyền đến, kèm theo một đội mặc áo giáp sĩ binh xuất hiện, sát khí hơi bao phủ ra, khiến mọi người tại đây đều trong nháy mắt trở nên vắng vẻ không tiếng động lên, giống như bị một loại áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ vậy. Hầu như tầm mắt mọi người, đều có chút thất thần hướng về đội binh lính tinh nhuệ nhìn lại, vô ý thức trong lòng tuôn ra một phần kính nể. Bởi vì đây chính là Bạch Long Vệ A. Thiên Khuê phường thị Bạch Gia chiêu bài một trong, Bạch Long Vệ tinh nhuệ quân, mặc dù phóng nhãn cả tòa lĩnh Nam núi lớn, cũng là hung danh hiển hách. Bởi vì cần trong đội nhóm nhỏ yếu nhất thành viên đều là nhất lưu cổ vũ giả đã ngoài, người mạnh nhất thậm chí có thể đi đến nửa bước tiên thiên, tuyệt đối đủ để xưng là Bạch Gia tối trung kiên lực lượng tinh nhuệ. Hơn nữa đừng quên Thiên Khuê phường thị Bạch Gia am hiểu, huyền môn trận pháp. Có người nói Thiên Khuê phường thị Bạch Gia Bạch Long Vệ cùng sở hữu một sáng một tối hai đội, tất cả am hiểu một loại uy lực cực kỳ mạnh mẽ huyền môn trận pháp, coi như là đối mặt nửa bước tiên thiên cường giả, cũng đủ lấy đấu đá. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là thấy đến đối phương xuất hiện, mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh đám người sắc mặt tựu thay đổi, thậm chí ngay cả vị kia nửa bước tiên thiên lão giả cũng thần sắc hơi ngưng túc lên, nghĩ đến người giơ tay lên khách khí nói Bạch Huyên đội trưởng. Khâu đồng trưởng lão, đây là, chuyện gì xảy ra, xuất hiện Bạch Long Vệ trong, một vị rõ ràng cho thấy thủ lĩnh Hoàng Phát nam tử cau mày, nghe được đối phương xưng hô khẽ gật đầu, sau đó mâu quang quét về phía toàn trường nói. Thân hình hắn thoạt nhìn cực kỳ vĩ ngạn, cũng rất khôi ngô hữu lực, màu vàng toái phát đón gió phấp phới, bất quá nhưng cũng một chút xen lẫn một ít bạch sắc, ước chừng theo phải có 4-50 tuổi đi. Toàn thân tràn ngập nửa bước tiên thiên tầng thứ khí tức. Làm người ta cảm giác được áp lực cùng nặng nề, cũng làm người ta có chút kính nể. Phải biết rằng Bạch Long Vệ đầu lĩnh không chỉ có riêng chỉ có một vị, mà là có chừng ba vị A. Tất cả chính mình cổ vũ giả nửa bước tiên thiên thực lực cảnh giới, hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là trên mặt nổi một đội kia. Không hổ là tứ đại ẩn môn một trong A. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ, mới có thể dùng như vậy dọa người nội tình đi. Rốt cục có người biết đi ra quản sự mà. Có thể nào biết coi như là như vậy đại nhân vật đăng tràng, đường đường Thiên Khuê phường thị Bạch Gia Bạch Long Vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Huyên, Trần Phi giọng nói chuyện cũng mặc cho nhưng mà rất không khách khí, lạnh lùng nói cái này có cái ngu ngốc muốn ép mua ép bán, cũng nhanh phá Nhiễm Vân Mộc cũng muốn ta ba ức. Bạch Huyên Bạch đội trưởng đúng không? Không biết chuyện này, ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Tiểu tử này! Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người tại đây vô luận là mặt ngựa khoan chân nam tử chờ. Hay hoặc là này cách đó không xa vây xem người trong võ lâm đều thần sắc sửng sốt, có chút bị giật mình. Không nghĩ tới Trần Phi dám dùng loại giọng nói này cùng Bạch Huyên nói, phải biết rằng, vị kia thế nhưng Bạch Gia Bạch Long Vệ ba đại đầu lĩnh một trong, nửa bước tiên thiên cường giả A. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chỉ là hơi cười nhạt, bình thản không nói được một lời. Trên thực tế, cũng không phải nói hắn ngày hôm nay ý định muốn tìm chút chuyện, mà là đối với phương vị kia Bạch Huyên trắng đại đội trưởng. Hình như cũng không có thế nào coi trọng hắn, đưa hắn để vào mắt. Bởi vậy trước đó, hắn cũng sớm đã nhận thấy được đối phương đến, nhưng vẫn đến cuối cùng cái loại này thời gian mới chậm rãi xuất hiện, cái này ý vị như thế nào? Không phải là hiện tượng nhượng hắn khó xử sao? Bạch đội trưởng, xem ra vị trẻ tuổi này, tựa hồ có chút căm thù ngươi a. Nghe vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng đột nhiên khóe miệng một phiết, ý vị thâm trường cười lạnh nói. Khá có vài phần gây xích mích ly gián ý tứ. Mà đang nghe đối phương như vậy ngôn ngữ, cùng với Trần Phi trước cái loại này không khách khí giọng nói xoay quanh trong lòng, khiến vị kia Bạch Huyên Bạch đội trưởng sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái, nhưng sau đó hắn vẫn mặt không thay đổi thản nhiên nói có lẽ là cái hiểu lầm đi.
Nếu các vị ngày gần đây đi tới Bạch gia chúng ta Thiên Khuê Phường Thị, vậy tự nhiên coi là Bạch gia chúng ta khách nhân. Vì vậy chuyện này coi như xong đi, cho ta một cái mặt mũi. Bạch Huyên đội trưởng, nghe vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng rất hiển nhiên ngẩn ra, một đôi khàn khàn già nua con ngươi tràn ngập ra lau một cái hàn ý, sau đó chỉ thấy hắn nhìn lướt qua Trần Phi, lãnh đạm nói thanh niên nhân, coi như ngươi gặp may mắn. Nếu Bạch Huyên đều lái như vậy miệng, vậy bọn họ coi như phía sau là Khâu gia, cũng phải nể tình. Chí ít tại đây Thiên Khuê Phường Thị trong lúc, là không thể động Trần Phi. Chỉ bất quá đợi được ngoại trừ hôm nay Khuê Phường Thị sau, vậy không cần lại cố kỵ cái gì, đến lúc đó, ha ha. Hắn đôi mắt xẹt qua một tia màu sắc trang nhã. Đi thôi, nghĩ đến đây hắn thẳng thắn gọn gàng dứt khoát xoay người ly khai. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy. Người tốt nhất có thể bảo chứng bản thân cả đời này đều có thể đủ co đầu rút cổ tại đây Thiên Khuê Phường khu phố, bằng không, ha ha. Mà vị kia mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh cũng chuẩn bị theo ly khai. Bất quá, ngay hắn gặp thoáng qua Trần Phi bên cạnh lúc, lại đột nhiên ngừng thân hình, nhếch môi vẻ mặt âm trầm uy hát yêu ta nói. Cái loại này không chút kiêng kỵ giọng nói, cái loại này tự nhận là nắm trong tay toàn cục khoan dung, cùng với cuối cùng bỏ xuống như vậy ngoan thoại. Thật giống như mình đã rất nghiêu bức ha ha cuồng vọng tiếng cười, khiến ở đây sắc mặt của mọi người nhất thời dị dạng lên. Cũng khiến Trần Phi khóe miệng chậm rãi cùng nổi lên lau một cái sảng giọng độ cung. Vì vậy ngay tiếp, mọi người bên tai nhàn nhạt vang lên một đạo phảng phất đủ để đông lạnh ở người đầu khớp xương thanh âm nói, ta có nói cho ngươi đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây vô ý thức đôi mắt co rụt lại. Hắn, tiểu tử kia. Hắn. Hắn có ý tứ. Ừ. Khâu gia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng cùng với mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh đám người tất cả ngừng thân hình, sau đó liền có một đạo lãnh đạm giọng mũi giống như sấm nổ vang lên. Thanh niên nhân, ngươi còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng chậm rãi xoay người, thần sắc coi thường nhìn Trần Phi nói. Nhất thời mọi người chỉ cảm thấy một đáng sợ trọng áp bao phủ ra, xuất xứ từ một vị cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cường giả. Nhưng ngay khi Trần Phi trầm mặc không nói là lúc, phía sau hắn Bùi đội trưởng lại đột nhiên đôi mắt co rụt lại, rồi đột nhiên hét lớn Trần đội, cẩn thận. Sau đó trước mắt mọi người chỉ thấy đến lau một cái hàn mang xuất hiện, một vị Khâu gia nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cấp khác lão nhân đột nhiên hướng Trần Phi xuất thủ. Không biết lượng sức gì đó, cho mặt không biết xấu hổ. Lão nhân kia cười lạnh một tiếng, một cổ cường đại ba động mạnh từ bên trong thân thể của hắn bộc phát ra. Cả người giống như cầu vồng vậy bạo bắn ra, sắc mặt dữ tợn đánh ra một trường, bàn tay hóa thành mặc lục sắc mùi hôi khí tức, tàn nhẫn vô cùng hướng về Trần Phi đầu trọng trọng vỗ xuống đi. Không hề lưu thủ. Minh hộ pháp, làm thịt hắn. Mà ở thấy tình cảnh này, vị kia mặt ngựa khoan chân nam tử đầu tiên là thần sắc vui vẻ, sau đó nhìn Trần Phi vẻ mặt âm sâm sâm quát to. Lúc trước Trần Phi lần lý do thoái thác, đã làm cho hắn ở trước mặt mọi người đem mặt đều mất hết. Hiện nay có thể giết đối phương tiết hận, đương nhiên là không thể tốt hơn. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vị kia Bạch Long vệ Bạch Huyên Bạch đội trưởng Trần chờ nửa khắc, sau cùng cư nhiên theo đuổi lão giả kia hạ sát thủ, quyền đương làm như không thấy. Chưa phản ứng kịp. Ngay tại lúc sau một khắc, con người của hắn lại đột nhiên co rút lại một chút, thần sắc mạnh biến đổi. Oanh! Khâu gia nhất lưu cổ vũ giả đỉnh lão giả tốc độ cực nhanh. Cũng liền 2-3 giây cư nhiên đã xuất hiện ở Trần Phi phía sau, thế mà, coi như thần sắc hắn âm lãnh, đang chuẩn bị hướng về phía Trần Phi đầu vỗ xuống trong nháy mắt, lại đột nhiên có một trẻ tuổi bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiện tay nắm chặt, lại đem bàn tay của hắn cứ như vậy chộp vào liễu kỳ trong. Mà hắn nhìn như chính mình uy lực đáng sợ chiêu thức, nhưng ở lần này sau, bất ngờ hoàn toàn thi triển không ra ngoài. Vậy làm sao có thể? Vị kia Khâu gia nhất lưu cổ vũ giả đỉnh lão giả rốt cục thần sắc ngẩn ra, một chốc trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái vẻ kinh hãi. Thế mà hắn phần này kinh hãi đều còn chưa kịp triệt để biểu hiện ra ngoài, lại chợt nghe đến bên tai truyền đến một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh, trước mắt Trần Phi khẽ động, thần sắc băng lãnh, một cái sạch sẽ lưu loát trọng quyền bẻ gãy nghiền nát đánh vào hắn trên lồng ngực. Phốc suy, một ngụm máu tươi cuồng phún ra. Vị kia Khâu gia nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả trong ngực trực tiếp sụp đổ xuống phía dưới, khí tức cả người cứ như vậy đang lúc mọi người sợ hãi mâu quang dưới, dần dần tiêu tán ở không. Phanh!
thân thể của lão giả trọng trọng rơi xuống ở mấy thước ở ngoài, cũng nữa không bò dậy nổi. Không biết lượng sức, quả thực rất không biết lượng sức, hanh. Thấy thế, Trần Phi vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt quét bên kia liếc mắt, liền không hề quan tâm, thật giống như làm nhất kiện dâu ria việc nhỏ. Nhưng chỉ có hắn cái này tự nhận là rất thông thường một việc mà, nhưng ở cả cái giao dịch khu nội nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người con ngươi co rụt lại, thần sắc chợt biến, khó có thể tin, thậm chí vô ý thức, từng đạo cũng hút lương khí kinh hãi thanh bắt đầu xuất hiện. Phải biết rằng vị kia Khâu gia lão giả, thế nhưng danh chánh ngôn thuận nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả, ở lĩnh nam núi lớn, thậm chí toàn bộ trong chốn võ lâm, đều chính mình không kém thanh uy, nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên bị Trần Phi một kích chí mạng. Tuy rằng cái này trong, khả năng cũng có lão nhân kia quá mức khinh thị nguyên do ở trong đó, nhưng mặc kệ nói như thế nào, một màn này, cũng chân thực vị miễn có chút quá kinh người đi. Cái này, không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả Khâu gia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng, Thiên Khuê phường thị Bạch gia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Huyên, lúc này cũng không nhịn được thần sắc có chút mê huyễn, đôi mắt rung chuyển, lại một lần nữa quét về phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng ngưng trọng. Người cư nhiên, là nửa bước tiên thiên, Bạch Huyên Bạch đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Trần Phi, sắc mặt cực kỳ dày đặc nói. Lấy thực lực của hắn cùng nhãn lực, đương nhiên có thể rất rõ ràng phán đoán đi ra. Trần Phi trước triển hiện ra thực lực, tuyệt đối đã đi đến cổ vũ giả tiên thiên tầng thứ. T. Cái gì? Thực sự là nửa bước tiên thiên. Nghe vậy mọi người tại đây nhìn không được triệt để xôi trào. Dù sao trước, bọn họ còn vẻn vẹn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ, có Bạch Huyên như vậy một vị chân chính nửa bước tiên thiên cường giả tự mình mở miệng, đây hết thảy ý vị như thế nào, đã không có biện pháp nghi ngờ. Có thể tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, nhiều lắm 27-28, thì đã đột phá đến cổ vũ giả nửa bước tiên thiên. Đây quả thực là ở quá mộng ảo, lẽ nào, đây cũng là một vị thiên tài tuyệt thế. Mà ở giao dịch này khu nội vô số đạo chấn động trong ánh mắt, Trần Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua vị kia Bạch Huyên trắng đại đội trưởng, tự tiếu phi tiếu lãnh đạm nói đúng vậy, nửa bước tiên thiên. Bạch đội trưởng ngươi rất thất vọng. Thiên Khuê phường thị gạch xanh sân rộng giao dịch khu nội, vị kia Khâu gia nhất lưu cổ vũ giả đỉnh thi thể của lão giả, cứ như vậy huyết nhục mơ hồ nằm ở phế tích nội, làm người ta mí mắt run run, giờ này khắc này bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị, cùng vắng vẻ không tiếng động, giống như bị một loại áp lực vô hình bao phủ, nói không ra lời. Hầu như lúc này tất cả mọi người nhãn thần đều mang khó có thể tin, thậm chí sợ hãi. Dù sao đây chính là một vị nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả a. Coi như là phóng nhãn cái này lĩnh nam núi lớn, thậm chí toàn bộ phía nam võ lâm, coi như là tại nơi một ít có mặt mũi thế lực lớn thậm chí các đại ẩn môn trong, cũng tuyệt đối xưng là lực lượng trung kiên, nhất phương tiểu bá chủ. Bởi vì bất luận kẻ nào đều biết, như vậy tồn tại cự ly nửa bước tiên thiên cảnh giới vẻn vẹn cũng chỉ có một bước xa, nếu là có thể được đền bù mong muốn nói, này tương hội tăng thêm sự kinh khủng. Còn nếu là muốn làm đến xóa bỏ như vậy một loại tồn tại, mặc dù là ở đối phương thư giãn khinh thường dưới tình huống, hiển nhiên cũng tuyệt đối là nhất kiện không quá chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là còn là một kích dưới, trừ phi giữa hai người thực lực cự ly thật đạt tới một loại khó có thể sánh bằng khoảng cách mức. Mà cái này, ý vị như thế nào? Sợ rằng ở đây tất cả mọi người lại không rõ lắm. Nửa, bộ, trước, thiên, ưng ực. Mọi người tại đây nhìn không được vô ý thức nuốt nước miếng một cái, gương mặt cùng với mâu quang trong tràn đầy chấn động, cùng với khó có thể tin. Mà bọn họ lại một lần nữa nhìn phía Trần Phi ánh mắt, tự nhiên cũng từ từ nhiều hơn một luồng thật sâu kính nể, cùng với lắc đầu thở dài. Hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên, cái này đến tột cùng. Là thần thánh phương nào? Hắn cư nhiên, không chỉ là bọn họ, ngay cả Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên lão nhân Khâu Đồng. Lúc này cũng không từ sắc mặt chợt thay đổi, hai mắt trong ánh mắt hiện ra lau một cái nồng nặc rung động vẻ, cùng với kinh khủng. Bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một vị hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên cường giả, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa vô hạn khả năng, ý nghĩa kỳ tương lai thành tựu, rất có thể không cách nào số lượng. Tựu như cùng Thiên Khuê phường thị Bạch gia vị kia truyền thụ, vậy. Đến mức ban đầu cùng Trần Phi kết thù kết oán mặt ngựa khoan chân nam tử, lúc này chính là thần sắc cứng,
lòng bàn tay cánh tay hoàn toàn đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì trước đó, hắn còn như vậy cuồng vọng tự đại, ý đồ uy hát Iota đối phương, ngôn ngữ đe dọa, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương tiểu tử kia cư nhiên biến hóa nhanh chóng, trở thành hắn hoàn toàn chỉ có thể ngưỡng vọng nửa bước tiên thiên khủng bố tồn tại. Mà điều này cũng làm cho trước hắn, hoàn toàn thành trò cười. Bởi vì chính mình bực này khủng bố mạnh mẽ thực lực đối phương, nếu muốn bóp chết hắn, chỉ sợ cũng chỉ cần một tay a. Tiểu huynh đệ nói chuyện, lấy thực lực của ngươi, không cần nhượng bọn ta xuất thủ. Mà đang nghe Trần Phi như vậy giọng giễu cợt, Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Huyên ra mặt run lên, hơi có chút cứng ngắc, nhưng theo sát mà còn là bên cạnh như vô sự nhạt cười cười, nắm một đài nói. Rất hiển nhiên, trước đúng là hắn nhìn lầm, không có nhìn ra Trần Phi thực lực chân chính, thế cho nên phán đoán sai lầm, làm ra lúc này đến xem hơi lộ ra sai lầm hành vi quyết định. Vì vậy Trần Phi hơi có chút cầu oán hận, cũng là chuyện đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. Dù sao lấy thân phận của hắn cùng thực lực, đương nhiên rành mạch từng câu. Một vị hơn 20 tuổi cổ vũ giả nửa bước tiên thiên, đây cũng không phải là đùa giỡn, hơn phân nửa sẽ có rất kinh người lai lịch. Vì vậy, tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội, cái được không bù đắp đủ cái mất. T. Mà đang nghe đường đường Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Huyên, như vậy tiếp cận với thấp con, mọi người tại đây đôi mắt không lại hiện ra lau một cái chấn động, hơi cũng hút lương khí, nhìn phía Trần Phi nhãn thần cái loại này kính úy thành phần, trở nên càng đậm úc sâu hơn. Dù sao có thể nhượng Bạch Huyên Bạch đội trưởng như vậy đại nhân vật chủ động cúi đầu, loại sự tình này mà cũng không thông thường. Cũng không phải người thường có thể làm được. Phải, vậy cũng được Bạch đội trưởng ngươi rất để mắt ta. Mà đang nghe đối phương như vậy tránh nặng tìm nhẹ nói, Trần Phi không khỏi khóe miệng giễu cợt phủi phiết, cũng lười phản ứng loại này tên giảo hoạt, ngược lại nghiêng người sang đem một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng đối chiến mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh, mâu quang lóe lên, thản nhiên nói ngươi nói ta không dám đi ra hôm nay Khôi Phường thị. Nếu không, chúng ta bây giờ thử xem đi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng không nhịn được cả người một cái giật mình. Bởi vì Trần Phi trong giọng nói phân âm lãnh giọng điệu, ở giờ này khắc này, đã hoàn toàn đủ để chứng minh hết thảy, thật là nhớ hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ ý đồ a. Mà đang nghe Trần Phi như vậy giọng nói bất thiện một phen nói, con ngựa kia mặt khoan chân nam tử càng không khỏi thần sắc cứng đờ, thân thể kịch liệt lay động, khuôn mặt hiện ra sợ hãi, run rẩy nói dài, trưởng lão. Thanh niên nhân. Giữa chúng ta một chút có chút hiểu lầm. Mà ở nhìn thấy mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh như thế chăng nhìn thất thố, Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả hung hăng nhíu mày một cái, có thể ngay sau đó còn là đứng dậy, một đôi mắt che lấp nhìn Trần Phi, chậm rãi nói nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có chút không rõ ràng lắm bọn ta lai lịch. Vì vậy ta nghĩ ta có cần phải hướng ngươi giới thiệu một chút. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó một gương mặt già nua vô ý thức lộ ra một tia ngạo mạn nói chúng ta họ Khâu, đến từ Hoàng Xà núi Khâu gia, tin tưởng ngươi nhất định có nghe thấy tên này. Nhân chúng ta Khâu gia, chính là cái này phía nam võ lâm trên đất, được khen là tối tiếp cận ẩn môn siêu cường tồn tại, đủ chính mình hai vị cổ vũ giả tiên thiên lão tổ trấn thủ, cùng với nửa bước tiên thiên cường giả, chí ít 7 vị. Mà khi đối phương như vậy thuộc như lòng bàn tay báo ra bọn họ Khâu gia nội tình sau, ở đây mọi người. Dù là Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Huyên, cũng không nhịn được thần sắc cứng đờ, sợ nhảy dựng lên. Thần sắc trong nháy mắt phức tạp. Bởi vì đủ hai vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả, cùng với chí ít 7 vị nửa bước tiên thiên cường giả, loại trình độ này, không có thể như vậy đùa giỡn. Coi như là bọn họ Bạch gia cũng rất lợi hại phải không? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi một đạo thoáng giễu cợt thanh âm lại đột nhiên vang lên. Nghe vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân Khâu Đồng mí mắt hung hăng run lên, trên mặt thần sắc nhất thời có chút bất thiện nói thanh niên nhân, người nói cái gì? Xem ra người đã già không chỉ có óc không tốt, ngay cả cái lỗ tai, cũng là điếc. Nghe vậy Trần Phi lạnh lùng nhìn đối phương, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia trào phúng, thản nhiên nói ta nói, các ngươi Khâu gia rất lợi hại. Lúc nào, lợi hại chỉ dùng để miệng nói ra. Câm miệng cho ta. Nghe vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân một tiếng quát chói tai, đồng thời một làm cho tâm thần người dung chuyển áp lực, ẩm ướt khí tức tự kỳ trong cơ thể bộc phát ra, nhất thời hắn khàn khàn đôi mắt dĩ nhiên hóa ra một loại dựng đứng bén nhọn con ngươi, thật giống như xả ánh mắt vậy, nhìn chằm chằm Trần Phi khàn giọng nói thanh niên nhân,
có mấy lời, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Chỉ là hắn sợ thả ra cổ khí thế kia, tuy rằng khiến ở đây đông đảo mọi người đột nhiên biến sắc, hơi bị động dung, có thể tuyệt đối bộ phận rơi vào Trần Phi trên người, nhưng ngay cả rung động cũng không chấn động ra một vòng đến, thật giống như hoàn toàn không có tác dụng. Câm miệng, ngươi coi là vật gì vậy, có tư cách nhường ta Trần Phi câm miệng. Không biết tự lượng sức mình, Trần Phi vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương, giọng điệu châm chọc. Nếu không phải hắn muốn hơi chút ẩn giấu thực lực, chẳng phải nhanh bại lộ trước mặt người khác, chỉ bằng đối phó loại trình độ này, nửa bước tiên thiên. Há có tư cách ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Đến mức Kỳ trong miệng vô ý thức dẫn cho rằng dựa vào Khâu gia. Hắn cũng thật không cảm thấy loại trình độ đó có cái gì đáng giá phách lối. Mà hắn lời như vậy cùng đang lúc mọi người nghe tới hiển nhiên là cực không khách khí, nghe vậy khiến Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân nét mặt già nua trên vỏ cây da thịt đều lay động, không gì sánh được kịch liệt, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sát khí đằng đằng nói xem ra ngươi là thật muốn cùng chúng ta Khâu gia đối nghịch. Là thì như thế nào? Ta cũng muốn nhìn một chút, trong miệng ngươi cái gọi Khâu gia, có thể có đều lợi hại, có thể có bao nhiêu bá đạo. Nghe vậy Trần Phi vui mừng không hãi sợ, vẻ mặt lãnh đạm nói. Tiểu tử, ngươi ở đây muốn chết. Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân Khâu Đồng rốt cục thần sắc bạo giận lên, hắn lệ quát một tiếng, toàn thân lại quỷ dị vặn vẹo, một âm lãnh, sao chép khí tức bao phủ mà đến, theo chỉ thấy tay phải hắn trên bàn tay cư nhiên hóa ra từng viên ác tâm xà lân phiến, ngưng tụ thành một trường, hướng về Trần Phi lực chém mà đến. Nhưng Trần Phi hành động kế tiếp, lại làm hắn vô luận là thần sắc hay hoặc là động tác đều bỗng nhiên cứng ở tại chỗ. Ngay sau đó hắn vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét tiểu tử, người muốn làm gì? Bởi vì Trần Phi cư nhiên vẻ mặt khinh thường trực tiếp từ bên cạnh hắn sát bên người mà qua, tránh thoát hắn một chưởng này tập kích, theo sát mà xuất hiện ở vẻ mặt hoảng sợ mặt ngựa khoan chân nam tử Khâu Quang Minh trước mặt, một quyền không lưu tình chút nào đánh ra. Oanh! Nhất thời con ngựa kia mặt khoan chân nam tử thân thể run lên. Nhãn thần trong nháy mắt tan giả, bị đánh bay ra ngoài, máu vẩy một nơi, hung hăng rơi ở mấy thước ngoại gạch xanh sân rộng trên mặt đất, một điểm tiếng động cũng không có. Nhìn thấy một màn này, vị kia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Huyên mí mắt hung hăng rút quất, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy cổ quái cùng kiêng kỵ. Về phần đang chàng những người khác, ở nhìn thấy như vậy có thể nói chấn động một màn, đều bị thần sắc chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Không nghĩ tới sự tình lại biết diễn thay đổi đến loại tình trạng này, nhãn thần phiêu hốt. Ta muốn làm gì? Mà ở làm xong đây hết thảy sau, Trần Phi vẻ mặt lạnh lùng nghiêng người sang đến, xem cũng không có trên mặt đất đã mất đi sinh cơ thi thể kia liếc mắt, vẻn vẹn chỉ là hai mắt đang mở hí, màu sắc trang nhã hiện ra hết, thần sắc đạm mạc nói đây không phải là rất rõ ràng sao. Trước đem những thực lực này yếu xử lý, sau đó sẽ đem ngươi lão già này, làm thịt. Xôn xao. Lời vừa nói ra, ở đây bầu không khí nhất thời quỷ dị vô cùng thay đổi. Bởi vì bọn họ là thực sự hoàn toàn thật không ngờ, Trần Phi cư nhiên như thế bất an xáo lộ ra biển hiệu, cự tuyệt cùng Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân trực tiếp xung đột, mà là muốn, trước xử lý xong Khâu gia cái khác này thực lực yếu hơn người. Nhất thời lấy vị kia Khâu gia còn sống nhất lưu cổ vũ giả đỉnh lão nhân dẫn đầu, này Khâu gia sắc mặt người hoàn toàn thay đổi, mang theo kinh sợ cùng khủng hoảng. Bọn họ kinh sợ chính là Trần Phi chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, lại dám như vậy khiêu khích bọn họ Khâu gia uy nghiêm, quả thực làm càn lớn mật, mà khủng hoảng còn lại là, đúng cái loại này bình thản thấu xương giọng, nhưng thật giống như. Thật không vậy đùa giỡn. Nghĩ đến đây, bọn họ liền vô ý thức nhịn không được run run lui về phía sau. Không để ý tới cái gọi là tư thái. Bởi vì lấy Trần Phi thực lực, là thật có thực lực, thật có tư cách làm như vậy. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghe được Trần Phi như vậy càn rỡ ngôn ngữ, Khâu gia vị kia nửa bước tiên thiên lão nhân không khỏi bén nhọn đôi mắt hung hăng xẹt qua một tia tàn khốc, nhìn Trần Phi vẻ mặt âm lãnh, thanh âm thấu xương nói thanh niên nhân, đừng quên ngươi bây giờ cũng không là một người. Lẽ nào chỉ ngươi sẽ là loại này thủ đoạn nhỏ, lão phu sẽ không? Nói, hắn liền đem bản thân âm lãnh, ẩm ướt khí tức dịch chuyển ra, chậm rãi tập trung ở Trần Phi phía sau bùi đội trưởng chờ trên thân người. Lộ ra một tia tàn nhẫn lệ cười. Trần Phi giết bọn họ đủ hai người, cũng nên nỗ lực một ít giá cao. Phải, ngươi cũng sẽ, là nghĩ ngươi rất thông minh. Ngay tại lúc này,
Trần Phi lại đột nhiên gương mặt cười lạnh trào phúng lên, sau đó nghiêng người hướng phía sau hỏi, Bùi đội. Bùi đội phó, lão già này các ngươi có thể ứng phó sao? Đương nhiên. Nghe vậy Bùi đội trưởng tràn đầy tự tin gật đầu, hai tròng mắt bay bổng ra nóng lòng muốn thử vẻ, nói chỉ bằng hắn một người tương ứng đối với chúng ta cả đội, cũng không đơn giản như vậy. Phải biết rằng dưới tay hắn thống lĩnh tiểu đội, đây chính là toàn bộ phi báo tổng bộ xếp hàng thứ nhất, nếu không cũng không có khả năng đến phiên bọn họ, theo Trần Phi cùng với Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đến cái này lĩnh nam núi lớn đến. Dù sao có thể phi báo cái loại này tỉnh cấp bậc ngành đặc biệt tuôn ra trùng vây, vững vàng tập trung tiểu đội thứ nhất thứ tự cùng địa vị, đây cũng không phải là đùa giỡn, kỳ thành viên mỗi người thực lực đều không đơn giản, tất cả ở nhất lưu cổ vũ giả hoặc là binh vương trình tự trên. Vì vậy chính là một cái nửa bước tiên thiên, có thể thật đúng là không bản lãnh lớn như vậy, có thể một thân một mình đối phó bọn họ, chớ đừng nói gì đánh chết. Vậy là tốt rồi, các ngươi trước tha trụ hắn. Nghe vậy Trần Phi mỉm cười, lại trực tiếp nhấc chân lên, hướng những thần kia sắc kinh sợ và lại không có so với khủng hoảng Khâu Gia người đi đến. Nhất thời ở đây tất cả mọi người đôi mắt co rụt lại, cũng là này Khâu Gia trên mặt người khủng hoảng vẻ, trở nên càng thêm nồng nặc lên, vô ý thức thân thể run rẩy lui về phía sau. Thấy thế Khâu Gia nửa bước tiên thiên lão nhân trợn mắt mà tính, khàn giọng dữ tợn nói tiểu bối, ngươi dám. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết. Lại phát hiện ở lấy Bùi đội trưởng cầm đầu phi báo tinh anh, cư nhiên lại thực sự một đám cước bộ bước ra, mặt không biểu tình, hướng về hắn Khâu Đồng xông tới. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên chú ý tới, đối phương này một mực yên lặng mặc đi theo Trần Phi phía sau, như tầm thường mọi người, dĩ nhiên một đám thực lực nhỏ yếu nhất đều là nhất lưu cổ vũ giả trình tự, hơn nữa thân thể bọn họ băng bó được thẳng tắp, cất bước gian. Một luồng dài chôn ở thiết huyết chiến hỏa sát khí đập vào mặt, lại làm hắn cảm thấy uy hát yêu ta. Thấy tình cảnh này, ngay cả vị kia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Huyên, đều cảm giác có chút không đúng lắm, vô ý thức ngăn lại nói tiểu huynh đệ, cái này dù sao cũng là ở Bạch gia chúng ta Thiên Khuê phường thị nội. Còn thỉnh không để cho ta chờ làm khó. Bạch đội trưởng, người cái này người hòa giải có thể làm có chút có mất công bằng hợp lý. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, càng không dám để ý tới, thẳng tắp về phía trước, khiến mọi người tại đây đều cảm giác trái tim hơi mạnh liệt co quắp. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên thật dám như thế không nể tình, liền Bạch Long vệ Bạch Huyên nói, cũng dám không nhìn. Thấy thế Bạch Huyên trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái vẻ giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Có thể nhưng vào lúc này, lại có một đạo tuổi còn trẻ và lại đột hiển thanh âm uy nghiêm. Theo nhân quần ngoại rõ ràng truyền vào đến. Nhất thời cái hướng kia người đàn vô ý thức nhường ra thông đạo, theo liền nhìn thấy một vị quần áo bạch sam nam tử trẻ tuổi, ôm hai vị vóc người, quần áo tất cả nóng bỏng tuổi thanh xuân nữ tử, ở đông đảo người vòng vây dưới, chậm rãi đi vào trong đó, khiến không ít đều thần sắc chấn động. Trong sát na, hầu như tất cả mọi người mâu quang đều vô ý thức quét về phía người nọ, sau đó không tự chủ được hiện ra các loại phức tạp, vẻ kinh hãi. Ở giao dịch này chàng bên trong khu vực triệt để quanh quẩn lên. Đó là chàng ít. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy hắn. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không ít người cái trán mạo hiểm giọt mồ hôi, nghị luận ầm ĩ lên. Bởi vì, này vị Bạch Sam nam tử, rõ ràng là Thiên Khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền thụ. Bạch Bân, Trắng Đại Thiếu, có người nói hắn hình như đã thành công bước vào nửa bước tiên thiên cảnh. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất chính là, hắn vẫn vị kia Bạch gia Bạch lão tổ dòng chính quan hệ huyết thống. Phải biết rằng vị kia tuy rằng tu vi cận ở cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ trình tự, có thể lão nhân gia ông ta lại từng sáng tạo ra lấy sức một mình, trận giết một vị cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả khủng bố chiến tích, cây ết yêu ta sợ thế nhân. Cũng chính bởi vì có vị kia Bạch lão tổ tồn tại, Bạch gia mới có thể mạnh như vậy, như thế làm người ta kiêng kỵ. Có tư cách đứng hàng tứ đại ẩn môn một trong. Là ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, tất cả mọi người còn chưa tới kịp bừng tỉnh, đã có một đạo khác kinh sợ và lại xen lẫn hơi khủng hoảng thanh âm, bỗng nhiên truyền vào màng nhĩ của mọi người. Chỉ thấy Quân Nguyên Nghĩa vẻ mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, cư nhiên có thể tại đây đụng với Trần Phi đi. Nguyên lai là ngươi a, tay đón về, nghe thế thanh âm quen thuộc. Trần Phi nao nao, sau đó nghiêng đầu đến phát hiện lại là người quen cũ,
trong nháy mắt tự tiếu phi tiếu, đôi mắt Vi nheo lại. Nguyên Nghĩa, hắn là ai vậy? Hắn làm sao biết, ngươi cánh tay sự tình? Nghe vậy vị kia đến từ Thánh Hỏa Tông Tuyết họ trưởng lão khẽ nhíu mày. Phải biết rằng chuyện này bọn họ thế nhưng nghiêm lệnh phong tỏa, nhưng bây giờ, đối phương làm sao sẽ biết? Mà đang nghe bên cạnh Quân Nguyên Nghĩa cùng với Tuyết họ lão giả như vậy ngôn ngữ, dù là Bạch Bân Trắng đại thiếu cũng không nhịn được nao nao, thần sắc có chút vô cùng kinh ngạc. Tay đón về, lời này, có ý tứ. Tuyết trưởng lão, chính là hắn. Hắn chính là Trần Phi. Đã có thể sau đó một khắc Quân Nguyên Nghĩa đã vẻ mặt vẻ giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đôi mắt sát ý lạnh thấu xương. Ngươi nói cái gì, chính là hắn. Nghe vậy vị kia Tuyết họ lão giả cùng với kỳ sau lưng Thánh Hỏa Tông đám người tất cả con ngươi chợt co rụt lại, lập tức không gì sánh được âm trầm nhìn đạo kia tuổi còn trẻ thân ảnh. Bởi vì tại bọn hắn hôm nay Thánh Hỏa Tông nội bộ, Trần Phi tên này, có thể không xa lạ gì. Bởi vì bọn họ trước phái ra đi chuẩn bị liệp sát Trần Phi trung sán, Tuyết Hồng Tâm các trưởng lão, thế nhưng đến nay không về, không tin tức, thậm chí hoàn toàn có thể cho rằng triệt để tiêu thất. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trung trưởng lão bọn họ hiện tại ở đâu? Ngươi đến tột cùng, làm cái gì? Tự sau đó một khắc, tên kia Tuyết họ lão giả trong cơ thể hiện ra một lăng liệt cuồng bạo hỏa diễm lực, cực nóng không gì sánh được, hừng hực cương liệt, thậm chí ngay cả tiếp theo bước ra vài bước đi tới Trần Phi trước mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt, băng lãnh chất vấn. Phải biết rằng Trung Sán có thể là bọn hắn Thánh Hỏa Tông hình pháp đại trưởng lão, được khen là tối tiếp cận nửa bước tiên thiên tồn tại, nhưng hôm nay, lại không hiểu kỳ diệu tiêu thất, bọn họ Thánh Hỏa Tông càng không thể nào từ bỏ ý đồ. Chớ nói chi là hắn họ Tuyết, mà trước có cái Thánh Hỏa Tông hạt ban lão giả cũng họ Tuyết, rất hiển nhiên hai người bọn họ vì quan hệ không bình thường. Bởi vì hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm, chính là đệ đệ hắn. Ngươi nói bọn họ, còn có thể chưa, tự nhiên là tại hạ mặt lạc. Nghe vậy Trần Phi đương nhiên minh bạch đối phương chỉ là, hoàn toàn không thấy đối phương cả người nồng nặc khí thế đáng sợ, đưa tay ra chỉ dưới chân, vẻ mặt lạnh lùng cùng tự tiếu phi tiếu nói. Phía dưới là chưa? Đương nhiên là trong đất mặt, bị chôn vào. Bằng không còn có thể là địa phương nào. Mà đang nghe song phương như vậy nói chuyện với nhau ngôn ngữ, cùng với nội dung trong đó chi tiết, không ít người đều bỗng nhiên biến sắc lên. Bởi vì bọn họ đã đoán được Tuyết họ lão giả trở thân phận của người, từ trên y phục tiêu ký đến xem, chắc là đến từ Thánh Hỏa Tông. Còn đối với phương trong miệng trung trưởng lão, chẳng lẽ là Trung Sán? Cái kia được khen là cần tông môn tối tiếp cận nửa bước tiên thiên người, ở phía nam trong chốn võ lâm, hàng đầu không kém. Nhưng bây giờ, hắn hình như, chết. Ngươi nói cái gì? Mà Thánh Hỏa Tông Tuyết họ lão giả gặp cư nhiên từ Trần Phi trong miệng, thực sự nghe thế loại nói, nhất thời một viên sát tâm không cách nào ức chế táo động, khủng bố cực nóng từ trong cơ thể hắn tản ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, cho dù ai đều có thể đủ cảm giác được trong mắt sát ý nồng nặc đến rồi trình độ nào. Dù sao Liên Trung Sán đều chết hết, đệ đệ hắn, làm sao có thể sống thành.